đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chương 2014, nhân tuyển cho huyền giặc điện, vốn cho rằng thượng chương chẳng liên quan gì, nào ngờ 500 năm trước thượng chương cũng xuất hiện cảnh tượng giống y như vậy, hải loa sinh ra, cử tinh hoáng nhật, thiên thạch trúc xuống tàn sát vô số dân chúng ở thượng chương. Vô thần luận giáo hội lặp lại chiêu cũ, gieo rắc lời đồn về tai tinh. Điều khiến người ta không thể hiểu nổi là sau khi quân hoa mang hải loa rời đi, thiên thạch thật sự biến mất, bầu trời trở lại như trước, Ba năm sau quân hoa đón hải loa trở về, thiên thạch lại xuất hiện, chúng ta bất đắc dĩ mới phải để nàng rời đi lần nữa, cứ thế lặp lại ba lần, khi đó nàng đã gần 10 tuổi, lục châu nghi hoặc hỏi, vậy ngươi có thể cho người mang hải loa rời đi sống ở nơi khác, không cần thiết giữ nàng lại thượng chương, trời đất bao la, luôn có chỗ để nuôi dưỡng hài tử mà, thượng chương nói, bản đế cũng nghĩ như vậy. Nhưng tràng thiên thạch cuối cùng khí thế đùng đùng, bên dưới thượng chương lại là thiên khải chi trụ đông tang sở dĩ đông tan sụp đổ sớm như vậy cũng là vì tràng thiên thạch năm đó, vụ tai nạn kia cướp đi gần 50.000 sinh mệnh, đất đai thủng lỗ chỗ, tốn tới trăm năm mới được mảng thực vật bao phủ trở lại, vào thời khắc nguy hiểm nhất, quân hoa chỉ có thể mang theo hải loa đi vào phù văn thông đạo, không ngờ nửa đường thông đạo lại bị tổn hại, vì muốn bảo vệ hải loa, quân hoa từ bỏ tu vi nửa đời, mở ra không gian chi năng để hải loa xuống bí ẩn chi địa. Từ đó về sau hải loa biến mất không thấy đâu nữa bản đế vẫn cho rằng nàng đã chết rồi nên mới đắp một tòa mộ địa cho nàng ở nam hoa sơn hay một tiếng thở than thiên ngôn vạn ngữ cũng không cần nói nữa lục châu cũng cảm thán không thôi đúng là vận mệnh vô thường nếu lời thượng chương nói là thật vậy đó quả là tình thế bắt buộc khó có thể trách hắn lục châu hỏi về sau còn xảy ra sự kiện thiên hỏa nữa không thượng chương lắc đầu từ đó về sau thái hư yên bình không còn gặp đại nạn nào nữa chuyện này đúng là khó hiểu trên đời sao lại có chuyện trùng hợp quỷ dị như vậy, cơ huynh, lời bản đế nói từng câu đều là thật. Bản đế không mong nàng có thể thông cảm, chỉ mong cơ huynh hiểu cho bản đế, nàng may mắn được cơ huynh bảo vệ, bản đế cảm thấy rất yên tâm. Thượng chương nói, lục châu gật đầu, hải loa là đồ nhi của lão phu, lão phu đương nhiên sẽ bảo hộ nàng chu toàn, đa tạ, thượng chương đứng dậy vái chào lục châu, lại nói một câu, thánh điện đã truyền ra tin tức, lần này điện thủ đồ duy điện thất sinh sẽ chủ trì điện thủ chi tranh, bản đế không thể không trở về thượng chương. Sau này chúng ta còn gặp lại, chờ một chút. Lục Châu đưa tay ngăn hắn lại, nếu là người khác thì Lão Phu không tin, nhưng là ngươi, Lão Phu có thể miễn cưỡng tín nhiệm, thượng chương, chấm chấm chấm, Lão Phu cảm thấy Tiểu Duy Nhi cực kỳ thích hợp làm điện thủ thượng chương điện. Lục Châu nói, hai mắt thượng chương sáng lên, nhưng sau đó lại trở nên ảm đạm, nếu hải loa nguyện ý thì tốt rồi có một số việc mong muốn có kết quả hoàn mỹ thì chỉ là vọng tưởng. Lục Châu nói, Tiểu Di Nhi hiểu rõ Thượng Chương, nếu nàng có thể tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ để lĩnh ngộ đại đạo thì tốt. Thượng Chương nói, khi bản đế đưa nàng về Thượng Chương đã có ý đó. Chỉ là nghe nói lần điện thủ chi tranh này vô cùng kịch liệt, chúng ta cũng nên cẩn thận ứng đối, đừng lo lắng, Tiểu Di Nhi có thể xử lý được. Thượng Chương còn chưa có tự tin lớn đến như vậy, nhưng thấy Lục Châu nói chắc chắn nên cũng chỉ có thể gật đầu, được thế là lục châu thông báo việc này cho tiểu di nhi biết thượng chương mang theo tiểu di nhi rời khỏi huyền giặc khi hai người rời đi thượng chương cũng không gặp được hải loa sau khi vững chắc cảnh giới lục châu đến huyền giặc điện hỏi thăm về sự tình liên quan đến vô thần luận giáo hội huyền giặc đế quân kinh ngạc nói lão sư ngài hỏi chuyện này làm gì trừ ngài ra thì vô thần luận giáo hội chính là chuyện tấm kỵ thứ hai ở thái hư đây là một tổ chức tội ác tày trời nha lão phu có chút hiếu kỳ mà thôi có lẽ bọn hắn có năng lực điều khiển thiên hỏa lục châu nói giáo hội này sinh ra từ thời thượng cổ cứ cách một đoạn thời gian lại gây ra không ít chuyện hành tung bất định có đôi khi sẽ xuất hiện một đội cảm tử xông vào thập điện tự bạo có lúc cũng sẽ ra tay vô cớ với bách tính nếu biết cứ điểm của bọn hắn thánh điện đã sớm úp sọt từ lâu rồi ngay cả thánh điện cũng phải thúc thủ vô sách huyền dạp đế quân cười ha hả người khác đều nói giáo hội này rất thần thông quảng đại ta thì không cho là vậy thánh điện cường đại cỡ nào thế nhân đều biết, có việc bọn hắn không làm được sao, Lục Châu gật đầu nói, ý ngươi là thánh điện cố ý dung túng, huyền giặc đế quân nói, lão sư, đây là ngài nói, không phải ta, dù gì ngươi cũng là chủ nhân của một điện, ở địa bàn của mình còn sợ hãi rụt rè như thế, tai vách mạch rừng, cẩn thận thì hơn, huyền giặc đế quân lúng túng giải thích, Lục Châu suy nghĩ một chút rồi nói, tra tung tích vô thần luận giáo hội đi, nếu có manh mối thì báo ngay cho lão phu, huyền giặc đế quân gật đầu, được việc này cứ giao cho ta, còn có một việc, điện thủ chi tranh sắp bắt đầu, ngươi đã có nhân tuyển cho vị trí điện thủ huyền giặc điện chưa? Lục Châu hỏi, quá nhiều nhân tuyển hay là lão sư cho ta một đề nghị đi, đồ đệ ngài đều là nhân tài, tùy tiện dụ một người tới ta đều đồng ý hai tay hai chân nha. Lục Châu suy tư một chút rồi nói, chư Hồng Cộng làm việc ở Thánh Điện là nhân tuyển không tệ, trong đầu huyền giặc đế quân tái hiện hình ảnh chư Hồng Cộng, người đó là chuyên gia mượn gió bẻ măng và vỗ mông ngựa nha huyền giặc đế quân đột nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ họng muốn phản đối nhưng lại nói không ra lời hắn gian nan hít vào một hơi nghĩ một đằng nói ra một nẻo đúng là đúng là không tệ vậy thì chọn hắn đi biểu tình của huyền giặc đế quân giống như vừa ăn phải một cân ruồi bọ lục châu nghi hoặc hỏi trong ngươi không quá vui vẻ không không có huyền giặc đế quân thấp giọng nói ta có một lời xuất phát từ nội tâm không biết có nên nói hay không nói đi lục châu nhíu mày huyền giặc đúng là làng nhà lằn nhằn, cứ sợ hãi rụt rè mãi, nhân tâm khó dò. Lão sư, ngài nhất định phải lấy chuyện đã qua làm tấm gương đó. Huyền giặc đế quân thấp giọng nói, trong lòng lại âm thầm nói thêm một câu, người họ chư này rõ ràng là có diện mạo của loại người khi sư diệt tổ. Còn có cái tên vô cùng âm hiểm đã đánh bại trường hợp ở Nam Ly, Sơn kia nữa, hoàn toàn không có liên quan gì đến mấy chữ trung thành một lòng nha, lão phu tự có phân tắc. Lục Châu khoanh tay rời đi. Cùng lúc đó, tại thánh điện, hắc xì, chư hồng cộng hắc xì một cái vang dội rồi đưa tay lên chùi mũi. Lại là nương tử nhà ai nhớ nhung lão tử rồi, hắn vương vai một trận rồi đứng lên đi ra khỏi đại điện. Cách đó không xa có một tu hành giả đang nhanh chân đi tới, không người nói, chư tiên sinh, ba ngày sau điện thủ chi tranh sẽ bắt đầu, địa điểm là ở vân trung vực, cách thập điện tương đối gần, đã biết. Chư hồng cộng đứng thẳng lưng lên, vân trung vực sao ta chưa từng nghe nói tới cái tên này, tu hành giả kia cười đáp, bên dưới vân trung vực chính là đại uyên hiến, trung tâm của bí ẩn chi địa, đại địa xung quanh đó đều được đào rỗng để đại uyên hiến có được ánh mặt trời, nghe không tệ. Yên tâm đi, vị trí điện thủ này chắc chắn sẽ thuộc về ta. Chư Hồng Cộng nói, tu hành giả kia gật đầu, đến lúc đó sứ giả thập điện và đạo thánh ở khắp các nơi sẽ tề tựu đông đủ. Có lẽ bạch đế, thanh đế và xích đế đều sẽ đích thân tới ách, chư hồng cộng hơi sửng sốt, vậy ta có thể không đi được không, e là không được. Tu hành giả kỳ quái nói, trở thành điện thủ sẽ được tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ, thái hư còn ban thưởng mệnh cách chi tâm cực phẩm, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hại nào, chư hồng cộng đảo mắt một vòng, sau đó đi vào đại điện lấy giấy bút viết mấy cái tên rồi đưa cho tu hành giả kia, giúp ta hỏi thăm xem đám người này chọn đến điện nào, tên thuộc hạ đọc mấy cái tên, vu chính hải, ngu thượng nhung chư tiên sinh muốn tránh gặp mặt bọn hắn sao chư hồng cộng khẽ giật mình ngươi là con dung trong bụng lão tử à không hề chư hồng cộng ửng ngược nói lão tử muốn đánh bại bọn hắn thuộc hạ đi làm ngay chờ tên tu hành giả kia rời đi chư hồng cộng mới rụt đầu về tự nhủ nhất định phải tránh nghĩ tới sư phụ đang ở huyền giặc điện chư hồng cộng lại lẩm bẩm không biết lão nhân gia người nghĩ thế nào chẳng lẽ muốn tìm bạn già ở thái hư nên không cần đồ nhi nữa rồi hắn giải đầu nghĩ mãi cũng không thông mặc kệ nghĩ nhiều cũng vô ích đảo mắt đã ba ngày trôi qua chư hồng cộng dẫn theo hai tu hành giả xuất phát đến vân trung vực chuyện ta bảo ngươi nghe ngóng làm đến đâu rồi chư hồng cộng hỏi thuộc hạ nghe người ta nói những người nắm giữ hạt giống thái hư khác đều có tu vi cao thâm chỉ sợ chỉ sợ chúng ta phải ăn thiệt thòi tên thuộc hạ thấp giọng nói chư hồng cộng hừ lạnh một tiếng nâng người khác lên diệt uy phong mình hả ngươi dám xem thường ta không có không có, thuộc hạ nào dám. Tên thuộc hạ dân tờ giấy lên, đây là kết quả ta đã thăm dò được, thông tin trên này chỉ là ý tưởng của bọn hắn, chưa chắc là quyết định cuối cùng. Nghe nói dù làm điện chủ cũng chưa chắc được tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ, chư hồng cộng cẩn thận đọc thông tin trên giấy, ghi nhớ lại, không thể đi vào. Hắn nghi hoặc hỏi lại, thuộc hạ không biết được bao nhiêu, phụ trách điện thủ chi tranh lần này là điện thủ thất sinh, hẳn là sẽ có chút thay đổi, chư hồng cộng nhíu mày, thất sinh. Tên lừa đảo này còn thật sự cho rằng mình là đại nhân vật, tên thuộc hạ giật nảy mình nói, chư tiên sinh, ngài cẩn thận đừng để người khác nghe thấy nha, sợ cái gì, ở trước mặt hắn lão tử cũng dám mắng. Dẫn đường đi, hiện tại lão tử phải tới vân trung vực để bọn hắn biết lão tử lợi hại như thế nào, vân trung vực, nơi này đã có không ít người đến, có người của thập điện, cũng có các tu hành giả thiên tài đến từ những thế lực khác, phía đông có người đến. Một người lên tiếng kinh hô, đám người ngẩng đầu nhìn về phương đông chỉ thấy hai chiếc cự liễn từ xa bay lướt tới xung quanh có rất nhiều tu hành giả bảo vệ một chiếc màu xanh biếc một chiếc màu trắng bạch đế và thanh đế đồng thời giá lâm thật là náo nhiệt ngay cả bạch đế thanh đế cũng có mặt đám tu hành giả lộ vẻ cung kính không bao lâu sau hai chiếc cự liễn đã tiến vào không trung vân trung vực trên cự liễn thanh đế không phải ngươi đã đến huyền giặc sao còn chạy tới vân trung vực góp vui cái gì trong chiếc cự liễn màu trắng truyền ra âm thanh, cự liễn màu xanh đáp lại, chuyến đi tới huyền giặc chỉ để làm nóng người thôi. Tại vân trung vực, đoạt được vị trí điện thủ với thiên hạ hào kiệt làm chứng mới là danh xứng với thực. Bạch đế cười nói, chẳng lẽ ngươi đến huyền giặc ăn thiệt thòi nên bây giờ mới chạy tới vân trung vực tìm quả hồng mềm để bóp, là ngươi thì có, vừa dứt lời. Trên bông tàu cự liễn màu xanh xuất hiện hai thân ảnh, một người ôm kiếm, một người đeo đao, kiếm khách thẳng thắn nói, bạch đế tiền bối nói cực phải huyền giặc có cao thủ tọa trấn, tại hạ cam bái hạ phong, thanh đế, đao khách gật đầu nói, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, hai gia hỏa này. Bản đế đúng là nuôi bạch nhãn lan mà, lúc này lại chạy ra vạch áo cho người xem lưng là sao, thân ảnh thanh đế xuất hiện phía trước hai người, biết mắt nhìn về phía cự liễn màu trắng, bạch đế cũng xuất hiện, cười ha hả nói, linh uy ngưỡng, bội phục, bội phục, bớt có cười gian trá như vậy đi. Thanh đế nhìn vào cự liễn trắng hỏi, người của ngươi đâu? Bạch Đế vung tay áo. Hai thân ảnh tú lệ từ trong phi liễn bay ra đứng ở phía sau Bạch Đế. Hai nàng đều là giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, bái kiến Thanh Đế tiền bối, hai người này chính là Chiêu Nguyệt và Diệp Thiên Tâm. Thời gian trăm năm đã khiến khí chất của cả hai biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm trầm ổn và ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng hiện ra khí thế bất khả xâm phạm, miễn lễ. Thanh Đế rất có phong phạm của trưởng giả. Chiêu Nguyệt và Diệp Thiên Tâm lại nhúng người hành lễ với Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung, các ngươi quen biết nhau. Thanh đế hỏi, Bạch đế lường hắn, đã 100 năm rồi, cho dù chưa từng gặp mặt cũng có nghe nói tới nhau. Linh uy ngưỡng, dạo này ngươi không chịu xài tới đầu óc có phải không? Thanh đế Linh uy ngưỡng hừ lạnh một tiếng, lão già, lát nữa tới điện thủ chi tranh ngươi sẽ biết tay ta, đùa chút thôi, cần gì phải để ý. Bạch đế nói, lão già chấp quan kỹ kia sao lại không tới, hắn, Thanh đế đáp, lão già này tâm lý không cân bằng, cứ đi tìm bản đế gây phiền phức, nhưng chả hiểu sao dạo này lại trở nên ngoan ngoãn chẳng thấy mặt đâu, rất không giống tác phong của hắn, vừa nói xong lời này, phía nam bay tới một chiếc cự liễn màu đỏ. Xích đế giá lâm, đám tu hành giả đồng loạt hành lễ, có thể khiến ba vị đại đế tự thân xuất mã, lần điện thủ chi tranh này có thể nói là vô cùng kịch liệt. Các thế lực khác ngoài thập điện cũng không thể ngờ tới, xích đế đứng trên bông tàu, cất tiếng chào hỏi, đến sớm không bằng đến đúng lúc nhỉ xích đế nghe nói ngươi ở nam ly sơn nếm phải thất bại sao hả hôm nay đến lấy lại mặt mũi sao thanh đế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế nhạo xích đế xích đế bình tĩnh đáp ngươi sai thủ hạ của bản đế đại thắng ở nam ly sơn chẳng qua là huyền giặc có cao nhân tọa trấn nên thất bại cũng là bình thường có cao nhân thanh đế chột dạ nhìn về phía vu chính hải và ngu thượng nhung chẳng lẽ là sư phụ của hai tên này Nghĩ đến người đó, thanh đế bỗng nhớ mày, trong lòng có dự cảm xấu. Từ khi rời khỏi huyền giặc, hắn vẫn luôn không yên lòng mà nghĩ mãi tới chuyện này. Về sau hắn tìm tới vua chính hải và ngu thượng nhung để hỏi thăm thân phận sư phụ bọn hắn. Sau đó mới bỏ đi ý niệm đáng sợ kia, chỉ mong là do bản đế nghĩ nhiều. Sau đó, tu hành giả thập điện cũng từ bốn phương tám hướng tề tự lại. Có người cưỡi hung thú, có người ngồi phi liễn, chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, bầu trời vân trung vực đã đậu đầy phi liễn thành một hình tròn. Tu hành giả thập điện lần lượt ra khỏi phi liễn, hành lễ với ba vị đại đế. Lần điện thủ chi tranh này hẳn là lần náo nhiệt nhất trong lịch sử nhỉ, cũng may ta được góp mặt, có thể nhìn thấy ba vị đại đế thái hư, đời này ta không còn tiếc núi, người chủ trì là ai? Sao chưa thấy thánh điện tới, vừa dứt lời, trên không trung phía tây có một người lên tiếng, thanh âm vang dội, chư vị, đám người lập tức nhìn về phía đó. Có người nhận ra, có người không biết hắn là ai, tại hạ là điện thủ thất sinh của Đồ Duy Điện, phụ trách chủ trì điện thủ chi tranh lần này, cảm tạ các vị đã phối hợp có mặt đông đủ, bên dưới đám người nghị luận ầm ĩ, người này chính là điện thủ Đồ Duy Điện. Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung nhìn sang, cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi đeo mặt nạ kia, ý đồ muốn phán đoán ra thân phận thật của hắn. Ngô Thượng Nhung thấp giọng nói, đại sư huynh và thất sư đệ ở cạnh nhau một thời gian dài, hẳn là hiểu hắn rất rõ. Không biết huynh có nhìn ra không? vu chính hải nói tạm thời chưa thể phán đoán chỉ có thể nói là rất giống ngô thượng nhung gật đầu không nói gì nữa mà nhìn về phía thất sinh thất sinh tiếp tục nói quy tắc điện thủ chi tranh vẫn như lúc trước phàm là tu hành giả cấp đạo thánh trở lên đều có tư cách kiêu chiến bên thắng cuộc kiên trì tới cùng sẽ trở thành điện thủ tân nhiệm bản thân ta cũng nằm trong phạm vi được kiêu chiến ta kiêu chiến ngươi một nam tử thân hình cao lớn đứng bên dưới tay cầm trường kiếm cao giọng nói thất sinh cười nhạt một tiếng trước khi khiêu chiến tại hạ có mấy lời muốn nói hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp xin được tự giới thiệu một lần nữa tại hạ là thất sinh trong nhà đứng hàng thứ bảy tên chỉ có một chữ sinh từ khi đồ duy đại đế quy thiên đồ duy điện đại loạn quần long vô thủ không thể không có người đứng ra ổn định đại cục may mắn được minh tâm đại đế thưởng thức thất sinh ta trở thành điện thủ tân nhiệm đồ duy điện chỉnh đốn lại đội ngân giáp vệ được các tiền bối chiếu cố đồ duy điện cho tới nay vẫn bình an vô sự Đương nhiên trong lúc đó cũng có một số chuyện không vui, hôm nay thất sinh ở trước mặt các vị nói một tiếng xin lỗi, giọng hắn bỗng trở nên cao vút, đặc biệt là chư vị đến từ chiên môn điện, tại hạ vô cùng xin lỗi vì cái chết của ô tổ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Câu nói này lập tức khiến rất nhiều tu hành giả bên dưới sôi trào, có nghĩa là, hắn giết ô tổ, gia hỏa này, đây là gián tiếp cảnh cáo mọi người đừng có mù mắt mà kêu chiến hắn, thất sinh tiếp tục nói, ta nghĩ mọi người hiểu lầm lời ta nói là thành tâm thành ý không hề có ý định uy hiếp ai nếu vị đạo thánh nào khiêu chiến tại hạ tại hạ nguyện ý nhận thua đồ duy điện đang cần có một vị tân điện thủ để kiến thiết lại huy hoàng ngày xưa lời này là ý gì cục diện đồ duy điện rối rắm như thế ai dám đến nhận khi đồ duy đại đế còn tại thế chỉ vào thân phận đại đế đã đi gây hấn với không ít điện khác ngoại trừ thượng chương hắn không dám chọc gần như tám điện còn lại đều chán ghét hắn không thôi cùng lúc đó thanh đế nhìn về phía bạch đế cười nhạt một tiếng người trẻ tuổi này thật là thú vị minh tâm có mắt nhìn người nha xích đế xem thường nói chỉ là tiểu thông minh thôi nhân tâm phức tạp nhiều biến số không phải nói mấy câu là có thể chưởng khống đám người gật đầu lúc này thất sinh lại cao giọng nói được rồi khiêu chiến có thể bắt đầu mời các vị mười vị điện thủ thập điện đưa mắt nhìn quanh một lượt chờ đợi đạo thánh đến khiêu chiến ta lên trước một hồng y lão giả bay lên không trung vân trung vực cất tiếng nói vang dội tại hạ ngụy kham đến từ vĩnh dạ chi thành khiêu chiến điện thủ ác phùng điện đám người nhìn về phía phi liễn ác phùng điện không quá hứng thú với trận mở màn này ác phùng điện không còn được như xưa điện chủ đã vẫn lạc từ rất lâu chẳng qua là bọn hắn quanh năm sống khiêm tốn không gây thù chút quán với ai một thân ảnh từ trong phi liễn bay lướt ra không thèm chào hỏi lấy một tiếng đã tấn công về phía ngụy kham hai người lao vào giao chiến Thanh đế quay đầu nhìn Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung, chọn xong chưa, đã chọn rồi. Vu Chính Hải đáp, Ngô Thượng Nhung cũng nói, tại hạ đã chọn xong từ ba ngày trước. Thanh đế hiếu kỳ hỏi, các ngươi chọn dựa vào cái gì? Lý do chọn một điện để khiêu chiến cũng rất quan trọng, nào ngờ hai người lại đồng thanh nói, bốc thăm, sắc mặt thanh đế đen như đít nồi. Sớm muộn gì hắn cũng bị hai tên bạch nhãn lan này làm cho tức chết, đúng lúc này một tên huyền giáp vệ từ bên ngoài bay tới, Dừng trước phi liễn không người nói, Thanh đế bệ hạ, điện thủ Thất Sinh lệnh cho thuộc hạ giao thứ này đến tay hai người kiêu chiến. Thanh đế liếc nhìn về phía Thất Sinh, lẩm bẩm, lại chơi chiêu gì đây? Hắn không có hứng thú với trận đấu ở giữa sân, vung tay một cái, lá thư bay vào tay. Trong thư vẽ một tấm bản đồ, vừa vặn là vị trí của Thập Đại Thiên Khải chi trụ được đánh dấu từ 1 đến 10, ngoài ra không còn gì nữa. Thanh đế nhướng mày, đây là ý gì? Hắn đương nhiên không hiểu đánh số trên bản đồ có ý nghĩa gì. Vu Chính Hải hiếu kỳ nói, Thanh Đế tiền bối, có thể cho ta xem một chút không? Thanh Đế ném tờ giấy cho hắn. Vu Chính Hải cầm tấm bản đồ nhìn kỹ một lần, bên trên họa vị trí thập đại thiên khải chi trụ và đánh dấu bằng các con số, kê minh số 3, bình đáng số 8, đang ác số 5, chấp từ số 10, đại hoang lạc số 4, đông tan số 1, hiệp hiệp số 6, thông thang số 2, tác nhạc số 7, đại uyên hiến ở giữa được đánh số 9. Người khác xem không hiểu, nhưng Vu Chính Hải đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía chiếc phi liễn của Thất Sinh, làm sao hắn biết được? Vu Chính Hải thì thào, Ngô Thượng Nhung cũng lấy tờ giấy xem một lần. Những con số trên Thiên Khải chi trụ đối ứng với các đệ tử Ma Thiên Các được tán đồng, người biết rõ chuyện này chỉ có nội bộ Ma Thiên Các, Thất Sinh làm sao biết được? Hơn nữa tại vị trí Tác ngạc lại đánh số 7, trùng hợp lúc đó đệ tử Ma Thiên Các đều không được Tác ngạc tán đồng, trái tim Vu Chính Hải rung lên. Chẳng lẽ Thất Sinh thật sự là Thất sư đệ? cho dù là tác phong làm việc hay lời nói cử chỉ đều giống hệt lão thất từ khi vào thái hư đến nay bọn hắn đều vô tình hay cố ý tiếp xúc với thất sinh cũng từng hoài nghi rất nhiều lần lúc này điện thủ ác phùng tên vạn thành công đã đánh bại ngụy kham đến từ vĩnh dạ chi thành mấy trận chiến sau đó vẫn rất vô vị Vu chính hải đi tới bên cạnh thanh đế nói ta đổi ý rồi cái gì ta chọn ác phùng điện ngươi chắc chứ chắc chắn Vu chính hải đáp thanh đế gật đầu nói bản đế tôn trọng quyết định của ngươi mục tiêu ngươi cần đạt được là tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ chọn nơi nào cũng không quan trọng miễn là ngươi nắm chắc có thể chiến thắng là được nói xong thanh đế hỏi một tên thuộc hạ điện thủ ác phùng là ai tên thuộc hạ cung kính hồi đáp điện thủ ác phùng điện vạn thành công chính là vị đạo thánh lần trước đến khiêu chiến và giành được chức vị điện thủ lại một trận chiến kết thúc vạn thành công một lần nữa thành công khiến đám người muốn khiêu chiến hắn trở nên cẩn thận hơn hẳn thanh đế nói đến lượt ngươi nhớ kỹ muốn đứng ở thế bất bại thì phải bày ra đầy đủ lực uy hiếp. Sa luân chiến sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của ngươi, không hề dễ dàng, ta đã rõ, thanh đế bình thường nghiêm khắc nhưng trong việc tu hành lại rất chiếu cố đến hai người, trăm năm qua đã trợ giúp bọn hắn không ít, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung không phải hạng người lòng lan dạ sói, đương nhiên cũng rất tôn trọng thanh đế, giữa sân, điện thủ vạn thành công liên tục thắng ba trận, khí thế đại thịnh, ánh mắt quét qua toàn trường, còn ai muốn khiêu chiến, đám tu hành giả im lặng không nói còn có ai? Vạn thành công hỏi, dựa theo quy củ, trong vòng một khắc đồng hồ nếu không có người tiếp tục khiêu chiến, ta sẽ rời sân. Hắn vừa nói vậy, vu chính hải bèn lên tiếng, đến ta, vù, vu chính hải bay vào giữa sân. Vạn thành công thấy hắn bay ra từ phi liễn của thanh đế nên không dám khinh thường. Xin chỉ giáo, vu chính hải đã quan chiến một hồi, biết khá rõ thực lực của đối phương. Ba chiêu, cái gì ba chiêu, trong vòng ba chiêu sẽ đánh bại ngươi khẩu khí thật là phách lối đám người quan chiến lập tức nghị luận ầm ĩ bạch đế quay đầu nhìn về phía thanh đế trẻ tuổi nóng tính thật nhớ tới lúc bản đế còn trẻ tuổi cũng hệt như hắn ngô thượng nhung bổng lên tiếng chỉ e là bạch đế bệ hạ có chút hiểu lầm đây không phải trẻ tuổi nóng tính mà là tự tin giống như ngài biết rõ có thể đánh bại tại hạ vậy chuyện không có gì bất ngờ thì sao lại gọi là phách lối được bạch đế bật cười ha hả thú vị thú vị cùng lúc đó chư hồng cộng thấy đại sư huynh ra sân, lập tức trục trở về, tên thuộc hạ đứng bên cạnh nhắc nhở, chư tiên sinh, ác phùng mà ngài chọn đã bị người của thanh đế cướp rồi kìa, chư hồng cộng ra vẻ trấn định, chuyện nhỏ thôi, tên thuộc hạ gật đầu, vậy cũng tốt, đợi khi chư tiên sinh đánh bại tên đao khách phách lối kia thì chiếc điện thủ này càng thêm có giá trị, ngươi không nói chuyện thì bị nghẹn chết hay gì. Chư hồng cộng quay đầu trừng mắt nhìn hắn, thuộc hạ biết sai. Chư Hồng Cộng nghĩ ngợi một chút rồi nói, lão tử không coi trọng ác phùng, đổi một điện khác. Chọn chiên môn đi, ô tổ chiên môn điện đã quy thiên, nghe nói điện thủ ô hành còn bị thương, hẳn là ổn. Ở bên kia, trường hợp nhìn thấy vô chính hải chọn ác phùng điện, trong lòng thở vào một hơi. Nguy hiểm thật, may mà không chọn ta, hy vọng mấy tên biến thái kia cũng đừng chọn ta, trường hợp chỉ cầu mong mình đừng thua quá thảm. Vị trí điện thủ này tặng cho người khác đi, làm nhiều thêm một ngày mông hắn lại đau thêm một chút, trên sân, Vạn Thành Công gọi ra một đạo lợi nhận đánh phủ đầu, tấn công về phía Vu Chính Hải, Vu Chính Hải không nhúc nhích mà nhàn nhạt nhìn quan hoa kia. Khi Vạn Thành Công đã tới trước mặt, Vu Chính Hải mới vung ra một chưởng, chiêu thứ nhất, Đại Huyền Thiên Chưởng, chưởng ấn như sơn ngăn trở đòn tấn công, Vạn Thành Công trầm giọng nói, còn chưa đủ, nguyên khí bốn phía cấp tốc hội tụ, đạo lợi nhận kia càng trở nên sắc bén, không gian xuất hiện vặn vẹo. Chiêu thứ hai, Quân Lâm Thiên Hạ, Vu Chính Hải đột nhiên thu chưởng hư ảnh lóe lên xuất hiện trên không trung, đao cương hiện ra đầy trời, bích ngọc đao bên hông bay vào lòng bàn tay, hắn cầm đao bổ thẳng xuống dưới, vạn thành công muốn né tránh, đột nhiên không gian như bị đóng băng, đao cương khổng lồ kia khóa chặt toàn thân hắn không thể động đậy, sao lại như thế? Vạn thành công trốn không thoát, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Hai tay nâng lên trời đánh ra hai đạo trưởng ấn, đao cương bổ vào trưởng ấn như chém đậu hũ. Xoẹt, vạn thành công chợt cảm thấy lực lượng bị đột kích, cương khí hộ thể bạo phát nhưng vẫn bị đao cương đánh bay, hắn kêu lên một tiếng, khí huyết cuồn cuộn. vũ khí này, có người kinh hô, thấp nhất là hàng cấp, thanh đế có nơi thích hợp để luyện hóa vũ khí, hàng cấp cũng không có gì lạ, đúng lúc này, hư ảnh vô chính hải lấp lóe, xuất hiện trước người vạn thành công. Hai tay cầm đao biến ra một đạo đao cương dài ngàn mét, chiêu thứ ba, khai thiên, đây chính là đao pháp do hắn tự lĩnh ngộ, ẩn chứa lĩnh ngộ quy tắc, đao cương vừa bổ xuống một giây, sắc mặt vạn thành công đại biến vừa rồi bị không gian quy tắc phong tỏa hắn đã biết lĩnh ngộ đại đạo của vu chính hải cao hơn mình vạn thành công cắn răng nói ngăn trở hắn không còn lựa chọn nào khác trong nháy mắt đã xuất ra mấy chục đạo kết định ấn chồng chất lên nhau oanh đao cương xé rách không gian đánh nát mấy chục đạo kết định ấn kia cương khí tứ tán vạn thành công bị đánh văng ra ngoài toàn thân tê liệt hai tay run rẩy các tu hành giả ác phùng điện cấp tốt đón lấy hắn giữ hắn không văng ra khỏi khu vực vân trung vực vốn cho rằng kẻ tám lạng người nửa cân không ngờ bị người ta treo lên đánh vân trung vực rơi vào yên tĩnh ai nấy đều chờ đợi vạn thành công tiếp tục tái chiến ít nhất cũng phải hơn ba chiêu nếu không thì quá mất mặt vạn thành công cũng nghĩ như vậy hắn hít sâu một hơi cố gắng cắn răng khống chế nguyên khí để thân thể lăn không lơ lửng đám tu hành giả quan chiến lên tiếng cổ vũ vạn thành công rốt cuộc đứng lên biểu tình trên mặt hào hùng vạn trường bạch đế cười nói tự tin là tốt, nhưng kinh thường đối thủ không phải là thói quen tốt. Thanh đế cũng có chút xấu hổ, cái tên vu chính hải này, không đánh bại được đối thủ trong ba chiêu thì còn khoác lác cái gì. Vạn thành công trầm giọng nói, nếu chỉ có vậy, các hạ muốn đánh bại ta trong vòng ba chiêu e là không đủ. Đừng nói ba chiêu, cho dù là mười chiêu hay một trăm chiêu ngươi cũng chưa chắc thắng được ta. Từng câu âm vang hữu lực khiến đám tu hành giả ác phùng điện tinh thần đại chấn. Đây mới là bộ dạng nên có của điện thủ nha, vạn điện thủ vi vũ vua chính hải đột nhiên mở miệng ngã nương theo tiếng ngã này toàn thân vạn thành công đột nhiên tê liệt trường bào nứt ra thành một đường dài từ trên mi tâm xuống dưới rốn xuất hiện một vết chém đỏ sẫm vạn thành công không cầm cự nổi ngã ngửa ra sau ầm điện thủ hai tu hành giả vội vã bay tới đỡ lấy vạn thành công bạch đế nghi hoặc hỏi đây là chiêu thức gì thanh đế chợt cảm thấy thần thanh khí sản ngạo nghễ nói đao pháp của vua chính hải có thể khống chế đại quy tắc không gian đã nói ba chiêu chính là ba chiêu, chỉ trách mắt ngươi vụng về nhìn không rõ thế cục, bạch đế, chấm chấm chấm, lão hồ ly này lại trưng ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, nhưng nói đi cũng phải nói lại, kẻ này đã trưởng khống đao pháp đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi, vu chính hải chấp tay nói với vạn thành công, đa tạ, vạn thành công nghĩ lại mà sợ, phát hiện mình vừa đi dạo quanh quỷ môn quan một chuyến, thì ra đối phương đã là đại đạo thánh, đám người quan chiến sôi trào, hắn là đại đạo thánh, quy tắc nghiền ép đối thủ, ta kháng nghị đại đạo thánh tham gia điện thủ chi tranh không phải là bắt nạt người khác sao? Vu Chính Hải hỏi, Thái Hư có quy định này à? Đám người lập tức nghẹn lời. Quy Củ nói rằng đạo thánh trở lên đều có tư cách tham gia khiêu chiến, đương nhiên bao gồm cả đại đạo thánh. Trương Hợp vỗ ngực, nhẹ giọng nói, đại đạo thánh, ta thua không oan chút nào. Vu Chính Hải cao giọng nói, tu vi của ta đúng là đại đạo thánh, ai nguyện ý khiêu chiến mời bước ra, đám người lần lượt cúi đầu, thất sinh cũng lên tiếng, đại đạo thánh tham dự khiêu chiến là việc phù hợp quy tắc nếu đại đạo thánh không thể tham dự vậy trong các ngươi có ai đánh bại được thánh nữ trọng quan điện đám người lại á khẩu không thể trả lời thánh nữ là người nắm giữ hạt giống thái hư của đời trước cũng là một trong số ít đại đạo thánh ở thái hư đến rồi đám người nhìn về phía chân trời một chiếc phi liễn đang cấp cốc lướt về vân trung vực là phi liễn trọng quan điện đám người trở nên hưng phấn rất chờ mong được nhìn thấy dung nhang của thánh nữ phi liễn bay chậm lại rồi dừng hẳn lam hi hòa bay ra khỏi liễn ưu nhã đạm nhiên phong hoa tuyệt đại hệt như năm đó nàng nhìn lướt qua đám người rồi cất tiếng thật xin lỗi ta tới chậm sau đó nàng hành lễ với ba vị đại đế nghe nói lam hi hòa của trọng quan điện là cường giả thế hệ này rốt cuộc cũng được gặp một lần thanh đế khen ngợi lam hi hòa không người nói đa tạ thanh đế bệ hạ khích lệ nàng quay đầu nhìn về phía đám người khi hòa điện hoan nghênh các vị đến khiêu chiến lam hi hòa đứng trên bông tàu nhìn khắp bốn phía. Đại đa số tu hành giả thái hư đều biết nàng có tu vi đại đạo thánh, ai còn dám tự tiện khiêu chiến nàng, thanh đế tán tháng nói, đời sau mạnh hơn đời trước, chúng ta đều già rồi, thất sinh đứng trên bông tàu âm thầm quan sát động tĩnh, lúc này cũng mở miệng nói, nếu điện thủ Lam Hy Hòa đã đến, vậy thì tiếp tục đi, Lam Hi Hòa nhìn về phía thất sinh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thất sinh phụ trách chủ trì điện thủ chi tranh lần này, tất cả mọi người đều phải thận trọng đối đãi. Ai nấy đều biết hắn có quan hệ kháng khích với Thánh Điện, thái độ của hắn thường chính là thái độ của Thánh Điện, rất nhiều người ưa thích ngắm nhìn Lam Hi Hòa, không nở rời mắt. Thị nữ bèn đưa tới một chiếc ghế, Lam Hy Hòa ưu nhã ngồi xuống, tránh đi tầm nhìn của đám tu hành giả, đám người bèn quay đầu nhìn về giữa sân, thất sinh thấp giọng hỏi tên ngân giáp vệ bên cạnh, đã truyền tin hết chưa, ngân giáp vệ thẳng lưng nói, đã truyền, mấy người kia không dễ tìm. À phải, trừ mỗi chư hồng cộng thất sinh gật đầu nói không truyền cho hắn là đúng ta tin tưởng hắn có thể tìm tới mục tiêu thích hợp hắn từ thánh điện chạy đến không tiện tới gần tuy các ngươi đều hiệu lực cho thánh điện nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn ngân giác vệ nói thất sinh gật đầu ngoài sân vu chính hải cao giọng nói chỉ có một khắc đồng hồ rất nhanh sẽ hết thời gian mong các vị đừng bỏ qua cơ hội cực tốt này rất lâu rồi hắn không được đánh một trận thống khoái nhưng sao chờ mãi vẫn không thấy ai tới khiêu chí nhỉ đám tu hành giả đều lắc đầu nói, huynh đài là đại đạo thánh, chúng ta không tranh với huynh, ác phùng tặng cho huynh, đám người gật đầu phụ họa, vu chính hải không vui lắc đầu, nhìn tới nhìn lui, sau đó chỉ vào một vị tu hành giả đứng ở vị trí khá cao, nói, ngươi muốn khiêu chiến, ta không muốn. Người kia xua tay, không, ngươi muốn mà. vu chính hải cố níu kéo, không muốn. Một chút cũng không muốn. Người kia bay về một tiếng, trốn đến sau lưng đám người ai nấy đều bật cười ha hả vu chính hải bất đắc dĩ nói một người cũng không chịu đánh thanh đế lộ vẻ kiêu ngạo nhìn về phía bạch đế bạch chiêu cự thấy thế nào cũng được bạch đế nói có thể cho người của ngươi lên thử một lần thanh đế đề nghị không cần thiết còn rất nhiều cơ hội bạch đế nhìn thoáng qua thất sinh mọi việc đều phải tiến hành theo kế hoạch không thể bởi vì thanh đế khiêu khích mà làm loạn được một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh thất sinh tuyên bố kết quả tranh chức điện thủ tại ác phùng điện đã có, Vu Chính Hải đến từ vùng đất thất lạc phía đông chiến thắng, Vu Chính Hải thở dài lắc đầu, bay trở về phi liễn, đám người bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Hắn chiến thắng rồi, còn rầu rĩ không vui cái gì, Vu Chính Hải vừa bay trở về, Ngu Thượng Nhung đã điểm nhẹ mũi chân bay ra giữa sân, hắn hành động dứt khoát hơn Vu Chính Hải nhiều, đơn giản rút kiếm chỉ về phía chuyên môn điện, cười nhạt nói, tại hạ Ngu Thượng Nhung kiêu chiến chuyên môn điện, xin chỉ giáo nhiều hơn lại là người của thanh đế, người này trông rất có dáng vẻ của cao thủ nha, nói nhảm, nghe nói hai người này là mạnh nhất trong số 10 người nắm giữ hạt giống thái hư đó, thật là kỳ quái, bọn hắn đã thắng trương hợp một lần, sao bây giờ không chọn huyền giặc điện mà lại chọn điện khác, trương hợp nghe mọi người thảo luận, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, bụng thầm mắng, một đám người vô tri, đợi lát nữa các ngươi bị ăn đòn thì xem các ngươi còn dám dùng mắt chó xem thường người khác nữa không, chuyên mông điện đưa mắt nhìn nhau, không ai bước ra trong thập điện có người không nhịn được nói sao còn chưa ai ra thời gian của mọi người đều rất quý giá xin các vị nhanh chân lên cho khi mọi người bắt đầu cau mày trong phi liễn chuyên môn điện bỗng truyền ra một giọng nói vô lực ta nhận thua ba chữ này vừa ra một đám người kinh ngạc một số người lại cảm thấy bình thường một số tu hành giả bên dưới đã bắt đầu nghị luận nghe nói điện thủ ô hành của chuyên môn điện bị đánh trọng thương xem ra việc này là thật ai nha Ngụy Kham hung hăng vỗ đùi một cái rõ to. Sao các ngươi không nói sớm? Nếu biết vậy ta đi khiêu chiến chuyên môn điện chẳng phải là được rồi sao, ngươi nghĩ nhiều, đằng nào ngươi cũng sẽ bị người khác khiêu chiến, tiếng nghị luận xung quanh không ảnh hưởng tới cuộc khiêu chiến ở giữa sân. Ngu Thượng Nhung thất vọng lắc đầu nói, ta có một đề nghị, nếu người khác trong chuyên môn điện nguyện ý cũng có thể đại diện điện thủ ra đánh một trận, thay thế điện thủ. Người này muốn làm gì đây? Người ta đã nhận thua, Cần gì hùng hổ dọa người như thế?" Ngu Thượng Nhung nói, "Chỉ mong các vị có cao thủ khiến ta hài lòng." "Đúng là người nào người nấy đều phách lối như nhau." Bạch Đế quay đầu nói, "Linh Uy ngưỡng, hai người này đều do ngươi dạy thành như thế?" Thanh Đế lúng túng đáp, "Nói ra chắc ngươi không tin, từ lần đầu tiên gặp bản đế, bọn hắn đã có cá tính như thế rồi." Bạch Đế cười ha hả nói, "Thú vị, thật là càng lúc càng thú vị, cho dù Ngô Thượng Nhung đã đưa ra đề nghị nhưng vẫn không ai bước ra nên chiến." tràn diện rơi vào tình cảnh xấu hổ. Ngu thượng nhung đành thở dài, xoay người nhìn về phía đám tu hành giả, còn ai nguyện ý đánh với ta một trận không, phần sau chính là tiếp nhận người khác đến khiêu chiến. Điện thủ thập điện không có tư cách đi khiêu chiến, chỉ có bị khiêu chiến, hay là ta thử một chút, bên cạnh phi liễn của Lam Hy Hòa bỗng truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, đám người nghi hoặc nhìn sang. Lam Hy Hòa cũng kinh ngạc nói, Âu Dương Tiên Sinh, ngài đây là người vừa lên tiếng chính là đại đạo thánh âu dương huấn sinh đã thành danh thật lâu của hi hòa điện thất sinh nhìn về phía âu dương huấn sinh trong mắt lộ vẻ nghi hoặc tự nhủ suýt nữa đã quên mất người này ngân giáp vệ đứng bên cạnh nói lại ra một biến số tạm thời cứ đứng xem chưa thích hợp để kết luận thất sinh nói âu dương huấn sinh không phải là đại đạo thánh bình thường nghe nói lam hi hòa cũng phải lễ nhượng hắn ba phần ta biết thất sinh đáp ngân giáp vệ không nói gì nữa âu dương huấn sinh nói ở hy hòa điện quá lâu rồi nên có chút ngứa tay vù âu dương huấn sinh bay ra ngoài đứng đối diện ngô thượng nhung chắp tay nói mời ngô thượng nhung cảm giác được trên người đối phương truyền tới áp lực rất lớn lập tức hứng thú cười đáp xin chỉ giáo vừa nói xong âu dương huấn sinh đánh ra từng đạo ấn phù bay ra bốn phương tám hướng thấy cảnh này bạch đế tán thưởng nói âu dương huấn sinh này là đại đạo thánh từ thời kỳ thượng cổ một trăm ngàn năm qua vẫn luôn dừng chân ở cảnh giới này chỉ sợ không ai hiểu đại đạo thánh hơn hắn Linh Uy Ngưỡng, chuyến này người của ngươi phải chịu thiệt thòi rồi. Linh Uy Ngưỡng cũng không ngờ Âu Dương Huấn Sinh lại tham gia khiêu chiến. Bản đế tin tưởng Ngô Thượng Nhung, Ngô Thượng Nhung miễn cười, bắt đầu huy kiếm. Kiếm cương lượng vòng bay ra đánh trúng ấn phù, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Cương khí và ấn phù giao chiến trên không trung bất phân thắng bại, ngay từ đầu hai người chỉ thăm dò lẫn nhau, không hề dùng toàn lực. Nhưng sau mấy chục chiêu vẫn là không phân cao thấp, Âu Dương Huấn Sinh cười nói, kiếm thuật rất tốt, nên động thủ thật rồi, cũng được, nói xong, hai người lưu lại tàn ảnh, trong chớp mắt đã bay tới giữa không trung vân trung vực, cấp bậc chiến đấu tăng lên mấy lần, tu hành giả bình thường đã không thể bắt kịp thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy kiếm cương và phù ấn đầy trời chém giết lẫn nhau. Vu Chính Hải nhíu mày nói, quả nhiên là do ta quá xui xẻo, cái gì? Thanh đế kỳ quái nhìn hắn, sao ta lại không gặp được đối thủ như vậy chứ? Vu Chính Hải hậm hực nói, Thanh đế, chấm 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 Nghĩ lại, thanh đế cảm thấy cứ dung túng bọn hắn như thế này đúng là không ổn, bèn uy nghiêm nói, nếu ngươi ngứa tay thì hôm khác bản đế bồi ngươi tu luyện, vu chính hải xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ nói đùa thôi, thanh đế tiền bối đừng trách, kém nhau tới mấy cấp bậc, luận bàn kiểu đó có gì thú vị đâu, oanh, đột nhiên một đạo cương khí cường đại bạo liệt, càng quét tứ phương. Mười tòa phi liễn đồng thời gọi ra cương ấn hộ thể ngăn cản cương khí, thật mạnh, vậy còn chơi cái gì nữa? về sau đổi quy tắc thành từ đại đạo thánh trở lên luôn đi. Có người phàn nàn, vừa mới bắt đầu không lâu đã xuất hiện bốn vị đại đạo thánh, Ngụy Kham cảm thán, hôm nay ta thua không oan mà, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trừ ba đại đế hoàng, rất nhiều người đều mặt không đổi sắc, khí tức ổn định, rõ ràng điện thủ chi tranh hôm nay tụ tập thật nhiều cao thủ nha, Âu Dương huấn sinh hô lên, Linh Quang Ấn, một đạo Quang Ấn chói mắt bay ra đánh bay kiếm cương đầy trời, đôi bên tách ra, Ngô thượng nhung bay lên không trung cao ngàn mét trường sinh kiếm như du long lượng vòng trên không trung, lại là hàng cấp, thanh đế quả nhiên danh bất hư truyền, trường sinh kiếm từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, không bao lâu sau bầu trời đã bị vô số đạo kiếm cương bao trùm, trong vô vàng kiếm cương kia, có mấy đạo kiếm cương tỏa ra quan hoa chói mắt lao về phía Âu Dương Huấn Sinh, ngự kiếm chi đạo rất tốt. Âu Dương Huấn Sinh quay người, hai tay chập lại, trước mắt hắn xuất hiện một quan ấn khổng lồ, hai tay nâng lên trời, quan ấn bay vọt lên chính tầng mây. Âu Dương Huấn Sinh hét lớn một tiếng, phá cho ta, oanh, quan ấn chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt Ngu Thượng Nhung, trường sinh kiếm ngăn ở trước người, thân kiếm bị lực lượng uống công, Ngu Thượng Nhung cũng bị lực lượng cường đại đẩy lên cao, vô số đạo kiếm cương vẫn tiếp tục tấn công về phía Âu Dương Huấn Sinh, Âu Dương Huấn Sinh cảm giác được không khí cũng trở thành một phần của lợi nhận, kinh ngạc nói, thuật khống chế quá mức cao minh rồi, hắn lành thu trưởng, không ngừng vung tay đánh ra cương khí, lát sau đám kiếm cương kia mới tuần tự tiên tán đặc sắc đây mới là điện thủ chi tranh có người hào hứng nói ngay khi âu dương huấn sinh sắp đánh tan toàn bộ kiếm cương trên không trung đột nhiên xé ra thành một vết nứt không gian trệt trường sinh kiếm từ trong vết nứt bay ra phá toái hư không đây là đại đạo quy tắc không gian đám người kinh hô ngô thượng nhung từ trong vết nứt đi ra lạnh nhạt nói quy cứ lai hề dưới tác động của đại đạo quy tắc quy cứ lai hề bao trùm khắp không gian vân trung vực Phản phất như trong không trung đều là thân ảnh của Ngô Thượng Nhung, hình ảnh mông lung rất khó phân biệt. Âu Dương Huấn Sinh tròn mắt nói: Sao có thể như vậy? Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được kiếm chiêu lăng lệ này mang theo một cổ cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Ba đạo thân ảnh hợp lại, một kiếm phá không. Âu Dương Huấn Sinh đạp mạnh chân, liên hoa nở rộ dưới chân triệt tiêu quy tắc không gian. Hai tay kẹp lại, ầm. Uhm, hai bàn tay hắn chuẩn xác kẹp chặt lấy Trường Sinh Kiếm. Đám người ngây ngốc, hả? Ngưu Thượng Nhung khẽ nhíu mày một chiêu này cho dù là đại sư huynh vu chính hải cũng không dám chắc có thể tiếp đón vậy mà âu dương huấn sinh lại có thể dùng phương thức này kẹp lấy lưỡi kiếm thế nhân đều nói cao thủ thái hư nhiều như mây quả nhiên không phải lừa người thất sinh nhíu mày ngân giáp vệ nói có cần ta đi một chuyến không xem tiếp đi cùng là đại đạo thánh ta tuyệt đối không tin tưởng ngu thượng nhung sẽ thua ngươi tín nhiệm hắn như vậy ngân giáp vệ kỳ quái nói hắn từng nói ở cùng một đẳng cấp hai người này là vô địch thất sinh vững tin đáp, chỉ mong là thế, hai người đứng giữa sân vẫn đang dằn co. Âu Dương huấn sinh kẹp chặt lấy trường kiếm, cố chấp không thả, Ngô thượng nhung cũng không muốn buông tay, xoẹt, kiếm cương lao về phía trước phát ra âm thanh chói tai. Âu Dương huấn sinh hỏi, người trẻ tuổi, kiếm thuật của ngươi do ai truyền dạy, tự học thành tài. Ngu thượng nhung đáp, kiếm thuật có thể tự học, nhưng kiếm ý rất khó bắt chước. Ngươi không gạt được ta. Âu Dương huấn sinh nói, Ngu thượng dung nhướng mày cười, đã biết kiếm ý thâm thúy, vậy thì cúi đầu nhận thua đi, ông, sau lưng ngu thượng dung xuất hiện một đạo kim hoàng. Trên kim hoàng có 16 mảnh liên diệp đang xoay vòng, sắc bén hơn lợi nhận, đám tu hành giả thái hư hoàn toàn ngây ngốc, thập lục diệp. Cái gì thế này, tu hành giả thái hư và thập điện đều sôi trào. 16 mảnh liên diệp trong dây lát nối thành một hàng, bám vào trường sinh kiếm, vù, giữa hai tay Âu Dương huấn sinh truyền tới một tia khí tức vô cùng nguy hiểm không được. Âu Dương Huấn Sinh lập tức buông tay, lui về sau, Ngô Thượng Nhung thế như trẻ tre dùng tốc độ cực hạn đuổi tới, soạt, hai người đồng thời ngừng lại, ăn ý vô cùng, kiếm trong tay Ngô Thượng Nhung dừng lại cách người Âu Dương Huấn Sinh nửa tấc, một tiếng xẹt nhỏ vang lên, mũi kiếm thổi ra dư ba chém vào trường bào Âu Dương Huấn Sinh, chiến đấu kết thúc, Vân Trung vực rơi vào yên tĩnh. Đám người quan chiến hoàn toàn không tin vào mắt mình. Chưa từng có ai nhìn thấy thập lục diệp nên đều bị rung động vô cùng một tu hành giả thông thường chỉ có thể mở ra thập nhị diệp là hết mức âu dương huấn sinh nhìn ngô thượng nhung bằng ánh mắt phức tạp cứ thế nhìn một lúc lâu ngô thượng nhung thu hồi trường sinh kiếm lạnh nhạt nói đa tạ trước cuộc âu dương huấn sinh không nhịn được nữa bật mồm hỏi người trẻ tuổi sư phụ ngươi là ai ngô thượng nhung lắc đầu việc này không quan trọng rất quan trọng âu dương huấn sinh nói thật xin lỗi theo quy tắc điện thủ chi tranh ngươi đã thất bại hẳn là phải rời khỏi sân âu dương huấn sinh nhíu mày thấy biểu tình đối phương quá dị lại không chịu rời đi ngô thượng nhung bèn nói thời gian quý giá mời âu dương huấn sinh nói vừa rồi nếu không phải ta e ngại sư phụ ngươi chỉ sợ người bại chính là ngươi rồi ngô thượng nhung không cho là đúng tại hạ cũng cảm nhận được các hạ nhượng bộ nên chỉ sử dụng năm thành lực lượng đám người quan chiến lại xôn xao một trận hai người này đánh tới không gian phá toái may mắn nơi này là vân trung vực không có kiến trúc hay núi non gì nếu không đất trời đã rung chuyển từ lâu, vậy mà chỉ là năm thành lực lượng, Âu Dương tiên sinh, trở về đi. Lam Hy Hòa lên tiếng, Âu Dương huấn sinh bèn quay đầu bay vào phi liễn, Ngô Thượng Nhung xoay người lại nhìn bốn phía, giọng điệu trầm ổn mà nhẹ nhàng, ta nghĩ hẳn là không còn ai muốn khiêu chiến, trong một ngóc ngách nào đó, tên thuộc hạ đứng bên cạnh Chư Hồng Cộng lại nhắc nhở, Chư Tiên Sinh, đến lượt ngài kia, mặt Chư Hồng Cộng lập tức sụ xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, nói linh tinh, cái gì mà đến lượt ta, nhưng mà vừa rồi ngài nói là muốn khiêu chiến chuyên môn điện cơ mà có sao không có sao lão tử có nói sao chư hồng cộng gằn giọng nói ánh mắt như đang mài đau chuẩn bị giết người ơ ờ, rốt cuộc là có hay không có chớ tên thuộc hạ sợ hãi muốn khóc cảm giác mình nói gì cũng thành sai chư hồng cộng nhìn ra giữa sân thản nhiên nói chờ xem thế nào đã không vội du triệu điện cũng không tệ hoặc là cường ngữ điện trứ ung cũng được huyền giặc hay chiêu dương ta cũng có thể đi đúng như ngu thượng nhung nói toàn trường không ai lên ứng chiến tu vi hắn hiển lộ đã đủ để xưng tụng đại đạo thánh lại thêm một câu năm thành lực lượng khiến không ai dám tơ tưởng đến vị trí điện thủ chi môn điện nữa một khắc đồng hồ trôi qua ngu thượng nhung đạm nhiên trở về chỗ trận tiếp theo thất sinh cao giọng nói thanh đế thỏa mãn gật đầu nói với bạch đế bạch chiêu cự ngươi đừng có co đầu rụt cổ chẳng lẽ định để hai nha đầu này ra sân cuối cùng để chiếm tiện nghi bạch đế kinh thường nói Bản đế không xấu xa hèn hạ như vậy. Muốn thắng cũng phải thắng quang minh chính đại, làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, nói xong hắn vung tay lên. Chiêu Nguyệt nói, "Để ta." Chiêu Nguyệt bay ra giữa sân nói, Chiêu Nguyệt đến từ vùng đất Thất Lạc phía Đông, khiêu chiến điện thủ Trứ Ung điện, đám người nhìn về phía phi liễn của Trứ Ung đế quân. Từ khi tới Vân Trung vực, Trứ Ung đế quân cũng không nói gì, chỉ chào hỏi mấy vị đại đế rồi thôi, trước đây bởi vì tranh đoạt người nắm giữ hạt giống thái hư, Hắn và Thượng Chương Đại Đế cùng thất sinh có chút mâu thuẫn. Điện thủ Trứ Ung Điện Lý Trường Hà không người nói, "Đế quân, ta đi một chuyến sẽ trở lại." Trứ Ung Đế quân nói, "Không cần." A. À. Lý Trường Hà lộ vẻ nghi hoặc, Trứ Ung Đế quân không để ý tới hắn mà cao giọng nói, "Lý Trường Hà cam nguyện nhận thua." Bên dưới phát ra tiếng nghị luận ầm ĩ, "Lại gì nữa đây? Thập Điện Thái hư cao cao tại thượng sao lại tùy tiện nhận thua, chuyện này là sao?" Lý Trường Hà muốn nói lại thôi. Trứ ung đế quân liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng quát, phục tùng mệnh lệnh, Lý Trường Hà đành ủy khuất nói, điện thủ trứ ung điện Lý Trường Hà xin nhận thua, chiêu nguyệt cũng không ngờ đối phương lại làm thế. Bạch đế thì cười ha hả, xích đế, thanh đế, nhìn cho rõ ràng, đây mới gọi là khí thế, chỉ cần bản đế ở đây, đối phương sẽ chủ động đầu hàng nhận thua, thanh đế chế nhạo, chỉ e không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, bạch đế đáp, chiêu nguyệt, bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn đi, miễn cho sau này có người nói bản đế gây áp lực với người ta vâng chiêu nguyệt gật đầu mặc niệm khẩu quyết minh ngọc công phong vân biến sắc lực lượng bành trướng hội tụ ngay sau đó thân thể chiêu nguyệt trở nên trong suốt hư hóa có người kinh ngạc nói như vậy chẳng phải là vô địch rồi ai có thể làm nàng ta bị thương nổi trạng thái hư hóa kỳ thực là dấu bản thể trong khe hở không gian kết hợp hư hư thực thực tu hành giả đạt tới cảnh giới đạo thánh có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian nhưng rất khó có thể lưu lại trong khe hở chỉ có thể không ngừng ra ra vào vào đến tần suất cao nhất biến thành trạng thái hư hóa nếu không có quy tắc cường đại hơn áp chế thì không thể đã thương được nàng đại quy tắc này cũng đã tiếp cận đại đạo thánh rồi hôm nay đúng là kỳ quái từ bao giờ mà đạo thánh lại trở nên không đáng tiền như vậy chứ đám người cảm khái vô cùng chiêu nguyệt lại trở về vị trí cũ lực lượng tiêu tán nàng cao giọng nói nếu có người đến khiêu chiến, Chiêu Nguyệt rất hoan nghênh. Kỳ thực đám người nhìn thấy mấy vị đại đế tới đây đều hiểu ít nhất phải nhường ra sáu vị trí. Điện thủ chi tranh ngày xưa làm gì có cấp đại đế xuất hiện, đám người khiêu chiến này được đại đế làm hậu thuẫn, ai dám không nể mặt mũi. Cho dù có thực lực cũng phải xếp phía sau, quả nhiên không có ai lên khiêu chiến Chiêu Nguyệt. Nàng nghiễm nhiên giành được thắng lợi, khi Chiêu Nguyệt trở về phi liễn, thất sinh khẽ gật đầu với trứ ung đế quân, mà đế quân cũng gật đầu đáp lại. Lý Trường Hà không phục nói, đế quân, vì sao vậy? Trứ ung đế quân truyền âm nhập mật nói, lần điện thủ chi tranh này là củ khoai nóng phỏng tay, tốt nhất nên tránh xa. Hơn nữa thất sinh kia có lai lịch không đơn giản, quan hệ với thượng chương và thánh điện không tệ, nhưng chẳng phải ngài chán ghét hắn sao, đó là hai việc khác nhau. Trứ ung đế quân đáp, thuộc hạ minh bạch, chuyện sau đó đều phù hợp với dự đoán của tất cả mọi người, dịp thiên tâm chọn nhu triệu điện. Điện thủ nhu triệu điện quả quyết đầu hàng, nàng đứng giữa sân chờ đợi nhưng không ai dám tiến lên kiêu chiến đáp án rất đơn giản có bạch đế làm chỗ dựa ai dám ra tay với nàng điện thủ nhu triệu điện còn không dám đối kháng huống hồ gì là những người khác bạch đế hài lòng tiếp tục khoe khoang với xích đế và thanh đế không chiến mà thắng mới thật sự là cường giả nha xích đế hừ lạnh một tiếng dùng thân phận đại đế áp chế người khác ngươi không thấy xấu hổ hả bạch đế lắc đầu bản đế không cho là vậy cường giả chính là cường giả bị người e ngại cũng là một phần của thực lực nếu bọn hắn có bản lĩnh thì đến khiêu chiến là được bản đế tuyệt đối không nhúng tay vào nói thì nói thế nhưng làm gì có ai dám làm xích đế không thèm phản bác bạch đế mà cao giọng nói đoan một sinh minh thế nhân các ngươi tự chọn đối thủ người nào không phục thì cứ lên đánh đừng hạ thủ lưu tình thanh âm này là nói với đám người thập điện cùng tu hành giả thái hư có người nghị luận minh thế nhân đoan một sinh một bằng hữu nam ly sơn từng nói với ta hai người này đã đánh bại điện thủ huyền giặc điện sao còn tới đây khiêu chiến làm gì nam ly sơn chỉ là làm nóng người không phải chính thức chiến đấu có thể đánh bại được trường hợp hai người này e là không đơn giản được rồi chuyện của ba vị đại đế dân đen như chúng ta đừng có xía vào binh thế nhân lựa chọn cường ngữ điện đoan một sinh vốn không muốn chọn huyền giặc điện nhưng theo hướng dẫn của thất sinh hắn đành chọn huyền giặc trường hợp từng thua hắn một lần lại thêm huyền giặc đế quân từng nói rõ vị trí điện thủ không dễ ngồi, nên trường hợp và đoan một sinh cũng chỉ đánh tượng trưng mấy chiêu rồi trở về, trường hợp nhận thua. Kể từ đó, thập điện chỉ còn lại vị trí điện thủ của tứ điện thượng chương, hy hòa, chiêu dương và đồ duy. Chư tiên sinh, chúng ta phải tránh điện thủ thất sinh, vậy chỉ còn ba điện để lựa chọn, ngài định chọn điện nào? Tên thuộc hạ lại hỏi, chư hồng cộng không nhịn được nói, lão tử muốn chọn ai thì chọn người đó, ai cần ngươi lo đúng là nhiều chuyện, thuộc hạ, sợ ngài chọn sai thôi. Thuộc hạ cảm thấy chư tiên sinh tránh né cường giả là lựa chọn chính xác, khi hòa điện không dễ chọc, mà thượng chương điện và chiêu dương điện hẳn là không có ai tranh được với ngài, chư hồng cộng ngạo nghệ nói, cuối cùng ngươi cũng nói được một câu tiếng người. Có một số việc không nên cậy mạnh, nắm đấm cũng không chứng tỏ được gì, làm hy hòa này không trêu nổi, ta nhịn. Về phần thượng chương và chiêu dương, lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm như kinh lôi từ trong hư không đột nhiên truyền tới, thái hư nhạc dương tử khiêu chiến điện thủ đồ duy điện thất sinh, phần phật, phần phật, phần phật, phía chân trời có một con hung thú khổng lồ với sải cánh che khuất bầu trời đang chậm rãi bay tới, đám người kinh ngạc hô lên, nhạc dương tử. Hắn là đại đạo thánh am hiểu ngự thú nhất trong thái hư, tu vi đã tiếp cận chí tôn. Sao hắn lại đến đây, nhạc dương tử cũng muốn tranh vị trí điện thủ, hung thú trong thái hư cơ bản đều do ngự thú sư quản lý mà ngự thú sư đều lệ thuộc vào thánh điện. Bây giờ điện thủ chi tranh thánh điện lại cử ngự thú sư tới tham gia, việc này đúng là khó hiểu. Xích đế, bạch đế, thanh đế và thập điện đều quay đầu nhìn về phía con quái vật khổng lồ kia. Nhạc dương tử đứng trên đỉnh đầu cự thú, chắp tay cao giọng nói, nhạc dương tử tham kiến ba vị tiền bối bạch đế, thanh đế và xích đế. Địa vị của ba vị đại đế hơn xa nhạc dương tử, chỉ là nhạc dương tử vốn do thánh điện trưởng khống, thanh đế bèn đáp, ngươi tới trễ, không sớm cũng không muộn phản bối không có ý định tranh đoạt vị trí điện thủ với ba vị tiền bối phản bối đi chuyến này chỉ vì đồ duy điện ánh mắt nhạc dương tử sắc bén nhìn về phía thất sinh đeo mặt nạ bốn mắt nhìn nhau không khí trở nên băng lãnh tên ngân giáp vệ đứng bên cạnh thất sinh đang nghe truyện trên tv audio cv thấp giọng nói đúng như ngươi đoán nghĩ biểu tình của thất sinh vô cùng trấn định bạch đế tò mò nói ngươi thân là đại tổng quản ngự thú sư giám thị hung thú trong thiên hạ chức vị này vốn cao hơn điện thủ mà Nhạc Dương Tử cười nói, Bạch Đế Bệ Hạ nói đúng, vãn bối tới đây khiêu chiến điện thủ chỉ là tiện tay mà thôi. Dựa theo quy tắc thì vãn bối vẫn có thể tham dự, vậy mục đích chính của ngươi khi đến đây là gì? Xích Đế hỏi, Xích Đế không dễ nói chuyện như Thanh Đế và Bạch Đế, từ đầu tới cuối đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc, Xích Đế là người cương mãnh, nói một không nói hai, tác phong làm việc cũng khá nóng nảy. Nhạc Dương Tử đương nhiên cũng có chút kiên kỵ và kính sợ xích đế, bèn đáp, lát nữa xích đế bệ hạ sẽ biết ngươi là ngự thú sư cũng tính là đức cao vọng trọng nếu không có đầy đủ lý do thì bản đế sẽ không bỏ qua nhạc dương tử gật đầu hắn nhảy khỏi lưng thanh bằng điểu thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân ngẩng đầu nhìn thất sinh điện thủ thất sinh ngươi sẽ không cự tuyệt ta đó chứ trong mắt thất sinh mang theo ý cười ta rất vinh hạnh khi có người đến khiêu chiến vậy thì tốt chúng ta đừng nói nhảm làm gì mời điện thủ thất sinh ra đây đánh với ta một trận nhưng mà thất sinh lại lắc đầu nói Ta không thể đáp ứng ngươi, Nhạc Dương tử dường như đã có chuẩn bị tâm lý, cười nói, ngươi sợ hãi. Thế nhân đều biết ngươi nắm giữ hạt giống Thái Hư, thiên phú và tu vi đều là nhất đẳng, đại đế bệ hạ cũng vì nhìn trúng tài hoa của ngươi mới nâng đỡ ngươi làm điện thủ đồ duy điện. Ngươi cũng không cô phụ kỳ vọng của mọi người, đã cống hiến rất nhiều cho Thái Hư, ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn luận bàn với ngươi một trận, cho dù ngươi bại thì ta cũng chẳng lấy vị trí điện thủ của ngươi làm gì, đám người xôn xao một mảnh nếu không kiêu chiến vì vị trí điện thủ thì nhạc dương tử tới đây để làm gì nhìn thái độ của hắn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến mục đích không quá thân thiện thất sinh kiên nhẫn giải thích dựa theo quy của điện thủ chi tranh phàm là tu hành giả từ cấp đạo thánh trở lên đều có thể tham dự kiêu chiến ngoại trừ người từng đảm nhiệm vị trí điện thủ và chí tôn nhạc dương tử gật đầu nói vừa hay ta không phải điện thủ cũng chẳng phải chí tôn nhưng ngươi là điện thủ ngự thú điện nhạc dương tử cười ha hả vị trí đó ta chỉ làm thay cho nhạc kỳ mà thôi hắn chết rồi ta đại diện cho hắn thì có gì không ổn hơn nữa ngự thú điện cũng không nằm trong thập điện thái hư thất sinh lắc đầu ta chỉ nói quy tắc quy tắc chính là quy tắc ngươi nói nhiều thì có ích gì lời này khiến nhạc dương tử xù lông phẫn nộ nói sợ thì cứ nhận sợ nói nhiều như vậy làm gì ngươi căn bản không xứng làm điện thủ đồ duy điện trên quy tắc thì thất sinh nói có đạo lý nhưng nhạc dương tử khiêu khích như thế khiến đám người cảm thấy kỳ quái thất sinh là điện thủ đồ duy điện tu vi ít nhất là đạo thánh đối phương đã nói sẽ không tranh vị trí điện thủ chỉ muốn luận bàn hắn có gì mà phải sợ thất sinh đã dự liệu được bèn cao giọng nói nếu muốn so tài vậy ta thành toàn cho ngươi mọi người lập tức hưng phấn trận luận bàn này đương nhiên sẽ thú vị hơn mấy trận trước nhiều đám người gần như đã quên mất mục đích khi đến đây lực chú ý đều đặt ở hai người trước mặt nhạc dương tử cười nói rất tốt nhưng mà thất sinh bỗng nói tiếp ngươi còn chưa có tư cách kiêu chiến ta. Nếu muốn kiêu chiến thì thắng hắn trước đã." Thất Sinh phất tay áo. Tên ngân giáp vệ đứng bên cạnh khẽ gật đầu, hư ảnh lóe lên rồi xuất hiện đối diện Nhạc Dương Tử, đám người lên tiếng kinh hô. "Ngân giáp vệ này không đơn giản nha." Xích Đế, Bạch Đế và Thanh Đế đều không mù, lập tức nhíu mày. "Một ngân giáp vệ nho nhỏ sao lại có tu vi như thế?" Thất Sinh nói, "Ngươi không nói quy tắc, vậy ta cũng không. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội." phải nắm cho thật chắc đó nhạc dương tử trầm giọng nói ngân giáp vệ vậy ta sang bằng ngươi trước vù nhạc dương tử hóa thành một đạo lưu tinh vọt tới không gian hóa thành gai nhọn tạo ra thanh âm chói tai làm đau nhức màng nhĩ của đám người quan chiến ai nấy không khỏi kinh hãi nhạc dương tử đã gần đến chí tôn tên ngân giáp vệ kia làm sao mà ứng phó ánh mắt nhạc dương tử trở nên lăng lệ trong chớp mắt đã đến trước mặt ngân giáp vệ chưởng ấn như sơn đánh ra hắn muốn dùng một chiêu đánh bại đối phương, oanh, trong khoảnh khắc đó, ngân giáp vệ cũng đột ngột xuất trưởng, cương khí cắt ngang thiên địa, không khí như bị phá toái. Bên dưới vân trung vực chính là đại uyên hiến, sóng xung kích cường đại do va chạm khiến đại uyên hiến trung lên, vũ hoàng đang bế quan tu hành, đột nhiên cảm nhận được động tĩnh bèn mở bừng mắt, hư ảnh lóe lên bay tới đỉnh đại uyên hiến, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đám hỗn đảng thái hư lại đang làm trò gì. Một con quái vật khổng lồ không ngừng bay quanh thiên khải chi trụ đại uyên hiến. Vũ Hoàng nói, giám sát thiên khải chi trụ cho tốt, đừng để xảy ra vấn đề. Hoành hoành, con quái vật khổng lồ không ngừng cuộn dần lên cao, biến mất đằng sau tầng mây. Vân Trung vực, một chưởng qua đi, mọi người đều cả kinh, chưởng ấn thản nhiên đánh bay nhạc dương tử. Cánh tay nhạc dương tử đau nhức kịch liệt, không gian trước mặt bị đánh nát, quần áo trên người tơi tả bay phất phới giữa trời. Cũng may không gian có năng lực tự chữa trị rất mạnh, nếu không cánh tay kia của hắn đã bị không gian xé nát. Nhạc dương tử lui về sau trăm mét, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía ngân giáp vệ trong lòng rung lên bạch đế xích đế thanh đế thập điện các đệ tử ma thiên các đều phải biến sắc ngân giáp vệ đứng yên tại chỗ một tay chắp sau lưng một tay vẫn vương về phía trước rất có phong phạm cao thủ chỉ là một tên ngân giáp vệ nho nhỏ lại có thể dùng một chưởng đánh lui ngự thú sư nhạc dương tử ngân giáp vệ mặt ngân giáp toàn thân trên mặt đeo mặt nạ màu bạc nên chỉ có thể nhìn thấy một phần tráng căn bản nhìn không ra gương mặt thật của hắn ba vị đại đế liếc mắt nhìn nhau không nói gì mà tiếp tục quan chiến yên lặng ngắn ngủi qua đi ngân giáp vệ mở miệng nói mới một chiêu mà thôi trong ngươi có vẻ vất vả quá nhạc dương tử nghiến răng nghiến lợi trong lòng giận dữ vô cùng hắn đằng không bay lên giữa thiên địa xuất hiện vô số thanh sắc phi điểu trên người chúng đều có cương ấn cường đại thủ hộ hai tay nhạc dương tử nâng lên không trung tất cả thanh điểu xếp thành một hàng đánh về phía ngân giáp vệ ngân giáp vệ vẫn đứng yên bất động tại chỗ bàn tay thu về Hai tay chắp sau lưng mỉm cười nói, không biết tự lượng sức mình, vù, toàn thân ngân giáp vệ bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, hỏa diễm như quang ấn trọi lên chín tầng mây, ầm ầm, toàn bộ thanh điểu bị một kích đánh nát, hư ảnh ngân giáp vệ lóe lên, bàn tay vồ tới như tử thần, năm ngón tay bốc lên hồng sắc hỏa diễm còn chói lọi hơn cả màu máu vương thẳng về phía trái tim Nhạc Dương tử, a, à, lông tóc toàn thân Nhạc Dương tử dựng đứng, tê cả da đầu. Tu vi người này hoàn toàn không phải đại đạo thánh, mà là chí tôn đầu óc hắn trống rỗng mắt thấy nhạc dương tử sắp bị một kích đánh trọng thương một đóa liên hoa đỏ rực từ trên trời đột ngột giáng xuống oanh ngân giáp vệ ngừng tấn công lực lượng va chạm với liên hoa rồi tiêu tán không còn gì nữa toà liên hoa kia có đáy hình trụ tỏa ra khí thế hùng hồn đây là liên tọa đặc hữu của chí tôn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chân trời truyền tới thanh âm nhàn nhạt đám người quay đầu nhìn lại một nữ tử mặt hồng y từ trên trời chậm rãi hạ xuống trên người lóe lên quang luân rồi biến mất, đám tu hành giả bên dưới lập tức không người hành lễ, bái kiến hoa chí tôn, thì ra là một trong tứ đại chí tôn của thánh điện, hoa chính hồng, bạch đế cười nói, lời này rõ ràng là cố ý nhắc nhở thất sinh, ngươi không ở thánh điện làm việc lại chạy tới vân trung vực làm gì, hoa chính hồng không người, đạm nhiên mỉm cười, hoa chính hồng tham kiến ba vị đại đế, miễn lễ. Thanh đế mặt không biểu tình đáp, ba vị đại đế không có ấn tượng tốt với tứ đại chí tôn thái hư trước kia khi bọn hắn bị ép rời khỏi nơi này đến vùng đất thất lạc sinh sống, tứ đại chí tôn đã ra sức chèn ép không ít, nhưng quan có đầu nợ có chủ, ba vị đại đế cũng lười chấp nhặt với loại tay sai như hoa chính hồng. Hoa chính hồng xoay người nhìn về phía ngân giáp vệ. Từ bao giờ mà đồ duy điện lại xuất hiện một vị cao thủ như thế, ngân giáp vệ trầm mặt không nói. Thất sinh cười đáp, trời đất bao la, không thiếu điều lạ. Ngươi nên biết núi cao còn có núi cao hơn, hoa chính hồng khẽ gật đầu, đồng ý. Đây là việc giữa Đồ Duy Điện và Nhạc Dương Tử, Hoa Chí Tôn nhúng tay vào có chút không thích hợp đó. Thất Sinh nói: "Mọi người đang tiến hành điện thủ chi tranh, Chí Tôn của Thánh điện đột nhiên đến đây làm gì? Hơn nữa Đồ Duy Điện cũng là chó săn của Thánh điện, sao tự dưng người nhà lại đánh nhau rồi? Đám người nghi hoặc khó hiểu, tiếp tục quan sát." Hoa Chính Hồng nói: "Nhạc Dương Tử, Hoa Chí Tôn." "Nhạc Dương Tử không người, ngươi đã bại rồi, có phục chưa?" Hoa Chính Hồng hỏi: "Ta phục." nhạc dương tử cúi đầu xuống, quả quyết thừa nhận, nhưng sau đó lại ngẩng đầu lên, trong mắt bột phát quan mang cực nóng, ta thừa nhận thất sinh ngươi có tư cách làm điện thủ đồ duy điện. Nhưng mà, hôm nay ta tới là còn có việc thứ hai, nói. Hoa chính hồng nhìn ngân giáp vệ rồi nhìn sang thất sinh, biểu tình thản nhiên, nhạc dương tử âm vang hữu lực, lời nói ra vô cùng kinh người, thất sinh tên thật là tư vô nhai, là thất đệ tử ma thiên cát, hắn đến thái hư là có âm mưu cực lớn, thập điện thái hư và các vị tu hành giả đến từ những thế lực khác đều có vẻ nghi hoặc, rất nhiều người đều chưa từng nghe nói tới danh tự ma thiên cát, càng không biết tư vô nhai là ai, bọn họ có thể có âm mưu gì lật trời sao, nơi này là thái hư, thánh điện là chúa tể một phương, thậm chí là chúa tể của cửu liên thiên hạ, ngay cả vùng đất thất lạc và vô tận hải đều không ngoại lệ, ai có thể có âm mưu gì làm hại thái hư. Nhưng đối với các đệ tử Ma Thiên Các thì lời này của Nhạc Dương Tử lại chẳng khác nào xét đánh ngang tai thất sinh thật sự là tư vô nhai ngự thú điện nhạc dương tử dù thế nào cũng là nhân vật nhất đẳng trong thái hư sao lại biết rõ về ma thiên các như thế các đệ tử giữ im lặng ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn tiếp theo để ta nói rõ cho mọi người hiểu mời ba vị đại đế có mặt ở đây làm chứng cho ta nhạc dương tử đi tới giữa sân tiếp tục nói mọi người đều biết nhạc kỳ trước khi chết là điện thủ ngự thú điện sau khi hắn chết ta đã phái người tới cửu liên giới điều tra thậm chí tự mình đến tra xét một trăm năm trước, ta có được manh mối liên quan, tra được danh tính hung thủ giết chết nhạc kỳ. Tên hung thủ này đến từ Kim Liên Giới, là các chủ ma thiên các trên Kim Đình Sơn. Trước đó kẻ này làm việc tàn nhẫn vô tình, tu hành đại đạo đặc thù nên bị mọi người đặt cho biệt danh đại ma đầu. Dưới trướng hắn có thập đại đệ tử đều là ma nên mới có thêm danh xưng đại ma đầu tổ sư gia. Sau khi hiện tượng mất cân bằng xảy ra, tổ sư gia ma thiên các dùng sức một người chống lại hung thú, trở thành tín ngưỡng của Kim Liên Giới, thành thần của đại viêm có người hỏi, đã tra được hung thủ, sao ngươi không trực tiếp đi tìm hắn báo thù đi, việc này thì liên quan gì đến điện thủ chi tranh ngày hôm nay, nhạc dương tử gật đầu nói, 100 năm trước ta đã tra ra hung thủ, thậm chí tìm tới nơi ở của bọn hắn, nào ngờ đám tặc nhân này đã bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu, ta lệnh cho thủ hạ chờ ở Kim Đình Sơn suốt 30 năm cũng không gặp được ai. Rơi vào đường cùng, ta mới du tẩu khắp cửu liên, tốn thêm 70 năm. 70 năm nay ta ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều trằn trọc tìm kiếm khắp Hồng Liên, Hắc Liên, Thanh Liên, thậm chí tìm tới Lục Ngô ở bí ẩn chi địa. Về sau nghe người ta nói, Đại Ma Đầu Tổ Sư Gia và Đại Thánh Nhân Trần Phu có không ít quan hệ, ta bèn tới đó điều tra, cuối cùng biết được đám tặc nhân này đã lên thái hư, lời vừa nói ra, đám người lập tức nghị luận không thôi, ý của ngươi là điện thủ thất sinh chính là một trong những hung thủ đã giết chết nhạc kỳ. Việc này không nhỏ, ngươi có chứng cứ gì không, lần này người lên tiếng hỏi là trứ ung đế quân nhạc dương tử đáp ta đương nhiên có chứng cứ ta đã tra ra được ma thiên cát cũng tra được danh tự và lai lịch của bọn hắn một cách rõ ràng một người trùng tên còn có thể lý giải nhưng một đám người trùng tên thì phải giải thích như thế nào hắn lấy trong tay áo ra một trang giấy ném ra phía trước phù chỉ sáng lên từng danh tự xuất hiện trên không trung mười cái tên này vừa hay trùng khớp với tên của chính người nắm giữ hạt giống thái hư chỉ có một người là tư vô nhai thì không ai biết nhạc dương tử hừ lạnh một tiếng đám tặc nhân này chiếm giữ hạt giống thái hư lại dùng đủ loại thủ đoạn ngụy trang để trộn lẫn vào đây bọn hắn muốn trở thành điện thủ tiến vào nội hạt thiên khải chi trụ lĩnh ngộ đại đạo trở thành chí tôn dựa vào đó mà lật đổ thống trị của thập điện đám người hít sâu một hơi kinh ngạc trước cách nói của nhạc dương tử ngay cả ba vị đại đế cũng phải nhíu mày cảm giác có chút không đúng nhạc dương tử lại nói thập đại đệ tử ma thiên các đều là người nắm giữ hạt giống thái hư thất đệ tử tư vô nhai chính là đương kim điện thủ của đồ duy điện, thất sinh, vân trung vực yên tĩnh trở lại, vốn cho rằng điện thủ chi tranh hôm nay sẽ rất náo nhiệt, không ngờ lại phát sinh tình huống này, đám người đưa mắt nhìn về phía điện thủ thất sinh. Ba vị đại đế giữ im lặng không tùy tiện lên tiếng, hoa chính hồng dường như đã câu thông với nhạc dương tử từ trước nên biết rõ sự tình, bèn nhìn về phía thất sinh hỏi, điện thủ thất sinh, ngươi không có gì muốn giải thích sao, thất sinh chậm rãi đứng lên, nhìn nhạc dương tử nói, cho đến bây giờ đều là lời nói từ một phía của ngươi mà thôi." Thất Sinh cười ha hả, "Trong thiên hạ này có ai mà chẳng biết người nắm giữ hạt giống Thái Hư, hắn học theo Nhạc Dương Tử, viết ra 10 danh tự trong không trung, từng danh tự phát sáng rực rỡ khiến người ta rất khó nhìn thấy rõ ràng, sau đó hỏi, "Làm vậy khó lắm hả?" Đám người lại cất tiếng nghị luận, "Điện thủ Thất Sinh nói rất có lý nha, danh tự này ai chả viết được, Nhạc Dương Tử, ngươi." Thất Sinh nói tiếp, "Hơn nữa hung thủ sát hại Nhạc Kỳ ai cũng biết." hai trăm năm trước nhạc kỳ tạ thế thời điểm đó cửu liên chỉ có trần phu là đại thánh nhân huống hồ gì thánh điện có thần khí cán cân công chính cảm ứng được lực lượng thời điểm đó mấy người chúng ta đều rất yếu ớt làm sao có thể giết được nhạc kỳ dựa vào miệng chữa chết hắn sao đám người cười vang nhạc dương tử bị cơn giận thiêu đốt xoay người lại phất tay nói ngươi ra đây sau lưng hắn một người với dáng vẻ rụt rè sợ hãi bị cương khí kéo tới nhạc dương tử tự tin nói người này đến từ kim liên giới mấy trăm năm trước là thủ hạ dưới tay U Minh Giáo, tên là Vu Hồng. Vu Hồng hiểu rất rõ về Ma Thiên Các, cũng nhận ra thập đại đệ tử. Hắn có thể chứng minh đám người nắm giữ hạt giống Thái Hư đều là người của cùng một môn phái. Thất sinh cười nói, tùy tiện tìm một người từ Kim Liên Giới đến, dùng giọng điệu uy hiếp bức hắn đi vào khuôn khổ. Chuyện này khó lắm sao? Nhạc Dương tử nhớ mày, người này đúng là khó chơi. Ba vị đại đế bệ hạ, các vị thử suy nghĩ một chút, thất sinh trợ giúp các vị có được người nắm giữ hạt giống thái hư vì sao hắn lại biết rõ đám người này tại kim liên giới ai ai cũng biết tư vô nhai là người quỷ kế đa đoan giỏi về tâm kế giảo hoạt vô cùng vì sao hắn lại hiểu rõ chính người kia như vậy hiện tại tên hắn là thất sinh trong nhà xếp hàng thứ bảy tên chỉ có một chữ sinh vừa hay đối ứng với lão thất ma thiên cát xem như được trọng sinh lần nữa xích đế bạch đế và thanh đế hồi tưởng lại chuyện lúc trước đúng là cũng thấy nghi hoặc vu hồng Ngươi nói đi, hắn có phải là tư vô nhai hay không? Nhạc dương tử hỏi, vu hồng nhìn về phía thất sinh, vừa định mở miệng thì xích đế đã trầm giọng nói, nói cho đúng sự thật. Nếu có nửa câu giả dối, bản đế quyết không khoan dung, vu hồng khẽ run rẩy, nhìn thất sinh một lát rồi nói, hắn đeo mặt nạ, nhìn không ra, hoa chính hồng lên tiếng, từ khi vào thái hư, thất sinh chưa từng để lộ bộ mặt thật. Ngươi không biết cũng là bình thường. Nếu biết mới chứng tỏ ngươi nói dối, Nhạc Dương Tử gật đầu nói, hoa chí tôn minh giám. Vu Hồng, ngươi nhìn người bên cạnh thanh đế bệ hạ, xem đối phương có phải là đệ tử ma thiên cắt hay không. Vu Hồng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngu thượng nhung. Khi nhìn đến giáo chủ đang ngạo nghễ đứng bên cạnh thanh đế, thân thể hắn trung lên, giáo chủ vẫn hệt như thế, cùng nam nhân đỉnh thiên lập địa thề phải sang bằng thiên hạ đại viêm năm xưa từ hai hợp một, đầu óc Vu Hồng trống rỗng. Nếu nói ra, hắn là kẻ bất trung bất nghĩa phản bội giáo chủ nếu nói không phải, hậu quả sẽ khó mà lường được. Vu Hồng căn bản không biết nhạc dương tử là ai, hắn cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình bị bắt tới đây, làm sao bây giờ, Vu Hồng không đáp, nhưng đúng lúc này Vu Chính Hải lại mở miệng nói, ta đúng là giáo chủ U Minh Giáo, Vu Chính Hải, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người sôi trào, chẳng lẽ lời nhạc dương tử suy đoán đều là thật. Đám người kinh ngạc đến tột cùng, Vu Hồng hoàn toàn không ngờ Vu Chính Hải lại trực tiếp thừa nhận, lập tức trung rẩy quỳ xuống vu chính hải lại nói anh hùng không hỏi xuất xứ thái hư chiêu nạp hiền tài nghĩa sĩ chẳng lẽ ta đến từ kim liên giới đến từ u minh giáo thì không được gia nhập lại là một mảnh nghị luận lời này nói rất đúng đến từ đâu không quan trọng quan trọng là nhạc dương tử nói bọn hắn có âm mưu thôi nhạc dương tử nói vừa rồi hoa chí tôn nói điện thủ thất sinh từ khi vào thái hư đến nay chưa từng để lộ bộ mặt thật vậy thì dễ rồi hắn vỗ tay một tiếng đạo đồng sau lưng bước ra tay nâng một bức họa đi tới, đây là chân dung tư vô nhai do ta sai người họa lại. Mọi người đều chưa từng thấy bộ dáng của điện thủ thất sinh, bức vẽ này vừa hay có thể chứng minh thân phận hắn, nhạc đạo thánh nói có lý, chưa từng có ai thấy được gương mặt của điện thủ thất sinh, bức chân dung này không thể tự dưng mà có được, đám người gật cù, soạt, nhạc dương tự ném họa quyển lên không trung, họa quyển xoay tròn mở ra tứ phía, trên bức họa, một thư sinh với dáng vẻ ung dung bình tĩnh, tự tin mà nho nhã xuất hiện mấy người vu chính hải vừa nhìn đã nhận ra tư vô nhai nhạc dương tử nói với thất sinh điện thủ thất sinh có dám mở mặt nạ ra không mọi người đồng loạt nhìn về phía thất sinh trước tiên phải xác nhận thân phận mới có thể thảo luận vấn đề kế tiếp được hoa chính hồng cũng nói điện thủ thất sinh nếu ngươi thật sự là thất đệ tử tư vô nhai của ma thiên cát ngươi có thừa nhận mình đã dùng mặt nạ để che giấu thân phận cùng các đồng môn kết phường diễn một màn bị bắt vào thái hư không có người nói trước cứ tháo mặt nạ ra đã đúng chỉ có người làm việc xấu mới không dám dùng gương mặt thật để gặp người, đám người náo nhiệt hẳn lên, còn phải đề phòng hắn dùng thuật dịch dung. Hoa Chính Hồng nói, yên tâm, không ai có thể thi triển chứng nhãn pháp trước mặt bản chí tôn. Điện thủ thất sinh, mời, nhạc dương tử lộ vẻ tươi cười đắc ý, biểu hiện của Hoa Chí Tôn chứng tỏ thánh điện đã bắt đầu hoài nghi thất sinh. Quan hệ giữa Bạch Đế và thất sinh rất tốt, Bạch Đế rất muốn thay hắn giải vây, nhưng nơi này là thái hư, lại có hai vị đại đế khác đang ở đây nên bạch đế đành nhìn xuống, đợi khi cần thiết lại ra tay cũng không muộn, được thôi. Thất sinh cao giọng hồi đáp, nhìn quanh tứ phương. Nếu các ngươi đã muốn nhìn mặt ta, vậy ta thành toàn cho các ngươi, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, sở dĩ ta không muốn dùng mặt thật gặp người là vì. Hay, ta quá anh tuấn tiêu sái, đẹp trai đến độ không chỗ dung thân, thật sự không muốn bị các nữ hài tử khác đến quấy nhiễu, thất sinh nhấc tay, mặt nạ từ từ trượt xuống hắn miễn cười nhìn về phía đám người, khi nhìn thấy gương mặt thất sinh, nhạc dương tử không khỏi nhớ mày, chuyện này không có khả năng, trong mắt vu chính hải lóe lên ti kinh ngạc, sao lại là gian ái kiếm, ngàn tính vạn tính cũng không tính tới người này là gian ái kiếm, ban đầu ở trọng minh sơn, gian ái kiếm vì cứu tư vô nhai mà chết, tư vô nhai cũng vì cứu gian ái kiếm mà chết, đảo mắt đã 200 năm trôi qua, gian ái kiếm lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy thì, tư vô nhai đang ở đâu có thể khẳng định là phương pháp phục sinh của tư vô nhai có tác dụng nếu gian ái kiếm sống lại vậy có phải tư vô nhai cũng có hy vọng không vừa nghĩ đến đây trái tim vu chính hải đã rung lên trong mắt toát ra vẻ kích động nhưng hắn biết rõ trong tình huống này cần phải giả vờ như chuyện gì cũng không biết tỏ ra không quen người này mà các đệ tử ma thiên các khác cũng không hẹn mà gặp đều làm như không thấy người này không hề giống nha nhạc dương tử bức vẽ này của ngươi có bị nhầm không chẳng giống tí nào, ngươi chắc chắn người này là tư vô nhai mà ngươi nói, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhận ra Thất Sinh không phải là người trong bức họa." Nhạc Dương Tử không khỏi kinh ngạc, Bạch Đế, Thanh Đế và Xích Đế đều có thể xác nhận đối phương không hề sử dụng thuật dịch dung, trong mắt Bạch Đế lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại trở nên bình tĩnh, cao giọng nói, "Nhạc Dương Tử, điện thủ Thất Sinh không phải là người trong bức họa, ngươi định giải thích như thế nào?" Đại Đế đã mở miệng, đương nhiên việc này là thật đám người lập tức nhìn nhạc dương tử, chờ nghe câu trả lời của hắn, thất sinh cười nói, đó là đương nhiên. Phong thái của người trong bức họa kém xa bản điện thủ, sao có thể giống nhau được, nhạc dương tử, hoa chính hồng, chấm chấm chấm, lời này đúng là khiến người ta buồn nôn. Tự biên tự diễn còn có thể lý giải, nhưng đó có thể là lý do để ngươi đeo mặt nạ sao, hoa chính hồng cao mày nghi hoặc nhìn thất sinh, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng không giống chính là không giống, sự thật thắng hùng biện nhạc dương tử, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhạc dương tử ấp úng, có chút không dám tin mà lui về sau một bước, sau đó lớn tiếng nói, cho dù hắn không phải là tư vô nhai nhưng lời ta nói đều là thật, bọn hắn đến thái hư là có đại âm mưu, thất sinh miễn cười, đại âm mưu gì thế? Nói nghe xem nào, các ngươi muốn tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ để lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu chí tôn, từ đó đối kháng thập điện, nhạc dương tử hừ lạnh một tiếng, ngự thú sư nhạc kỳ chính là bị ma thiên các các ngươi giết chết. Thất Sinh giang tay ra, khẽ nhún vai nhìn mọi người, "Chư vị, hôm nay các ngươi tới tham gia điện thủ chi tranh chẳng lẽ không phải vì muốn được tiến vào nội hạch Thiên Khải chi trụ? Đám người nghị luận, đương nhiên nha, có đồ đần nào không muốn trở thành chí tôn chứ? Tranh đoạt chức điện thủ là để tiến vào nội hạch Thiên Khải chi trụ, ta không phải kẻ dối trá đến mức không dám thừa nhận. Đám người ngươi một câu, ta một câu nói ra ý kiến của mình." Thất Sinh đứng thẳng người lên, hỏi Nhạc Dương Tử, "Chẳng lẽ tất cả mọi người đều có đại âm mưu?" Nhạc Dương Tử chấm chấm chấm, hắn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, hơn nữa, ta không phải người ma thiên cát, sao lại bảo ta giết nhạc kỳ. Thất sinh lại hỏi, nhạc dương tử sửng sốt một chút, xoay người chỉ về phía vu chính hải, hắn là đại đệ tử vu chính hải, trong lòng hắn hiểu rõ, vu chính hải cao giọng hồi đáp, ngươi sai rồi, cái chết của nhạc kỳ không có liên quan gì đến ta, ngươi nói không liên quan thì không liên quan sao, thất sinh bỗng lắc đầu nói, ta hoài nghi ngươi không có lỗ đuyết, nhạc dương tử sững sờ, ngươi mắng ta chẳng lẽ không phải? Ta nói ngươi không có chính là không có. Thất sinh đáp, toàn trường cười vang. Hay cho một câu lấy đạo của người trả lại cho người. Nói chuyện không có chứng cứ còn đòi tranh luận cái nghĩa gì, thất sinh cao giọng nói, người nói có âm mưu thì phải có âm mưu, vậy còn cần thập điện để làm gì? Cần thánh điện để làm gì? Thất sinh ta tận tâm tận lực vì thái hư, cho đến nay có làm việc gì có lỗi với thái hư không? nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì năm đó khi điện chủ đến vô tận hải gặp bạch đế bệ hạ muốn chiêu hiền nạp sĩ ta thà rằng ở lại vùng đất thất lạc còn hơn đến thái hư mặt cho ngươi vũ nhục nơi xa bạch đế đáp lời thất sinh nếu ngươi nguyện ý trở về cánh cửa của chúng ta luôn mở rộng chào đón ngươi nhạc dương tử chấm 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 mấy lời này rất có phân lượng các tu hành giả và thập điện lập tức cảm thấy nhạc dương tử là tên tiểu nhân gian trá như thế vẫn chưa đủ thất sinh lại nói ngươi là điện thủ lâm thời của ngự thú điện khi nhạc kỳ rời khỏi thái hư chẳng lẽ ngươi lại không biết theo ta biết thì chính hắn đã tự ý dẫn trọng minh điểu của thánh nữ rời đi lam hi hòa cũng lên tiếng trọng minh điểu xác thực đã đi cùng nhạc kỳ đến trọng minh sơn sự tình này đã được điều tra rõ ràng cả hai đều chết trong tay hỏa thần lăng quang trọng minh sơn bị chân hỏa thiêu đốt điểm này thánh điện đã biết đến lam hi hòa cũng hỗ trợ làm chứng nhạc dương tử ngươi chẳng phải là ngậm máu phun người hiện tại nhạc dương tử có miệng mà không thể bào chữa nghẹn đến khó chịu vô cùng thất sinh thừa cơ nói hoa chí tôn chúng ta vốn là đồng liêu ngươi lại mang hắn đến đây có khác nào ngươi cũng hoài nghi ta hoa chính hồng lộ ra nụ cười lúng túng sao có thể chứ ta đã sớm biết nhạc dương tử có lòng muốn làm loạn hôm nay mang hắn đến chẳng qua là muốn xem hắn chơi chiêu gì mà thôi nhạc dương tử ngươi ngươi đáng bị tội gì nhạc dương tử bị công kích ngược nhạc dương tử hốt hoảng lùi về sau hắn cảm giác toàn trường đều đang nhắm vào mình ánh mắt lướt qua đám người hắn đột nhiên nhìn về phía ngân giáp vệ từ đầu đến cuối đều đạm nhiên đứng ở một bên đầu óc xoay chuyển thật nhanh nhạc dương tử lập tức chỉ tay vào ngân giáp vệ nói là hắn hắn mới là tư vô nhai mặc kệ có phải hay không cứ nói thế trước đã dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được hững thất sinh nhướng mày nói đã đến nước này mà còn dám mạnh miệng nhạc dương tử cắn răng nói chỉ là một tên ngân giáp vệ sao lại có tu vi cao thâm như vậy nếu ta đoán không sai thì hắn chính là chí tôn ngân giáp vệ cấp chí tôn điều này khiến đám người không thể tưởng tượng nổi trước đó ba vị đại đế và thập điện đều cảm thấy kỳ quái cao thủ tu hành bậc này lại tình nguyện là một tên ngân giáp vệ đúng là khó hiểu tư vô nhai ngươi cho rằng ngươi che giấu được bí mật này suýt chút nữa mọi người đã bị ngươi lừa gạt nhạc dương tử lớn tiếng nói một chút phong phạm cao thủ cũng không còn thất sinh trầm giọng nói, hoa chí tôn, còn không mau áp giải loại người vô lại này đi chịu phạt, chột dạ. Hắn chột dạ rồi, hắn nhất định chính là tư vô nhai. Nhạc dương tử cắn chết không tha, kiểu nói này của thất sinh khiến đám người có vẻ nghi hoặc, thất sinh lại nói, sự thật đã rõ ràng. Ngân giáp vệ, bắt hắn lại, tên ngân giáp vệ kia khẽ gật đầu, vâng, toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu tinh vọt tới trước mặt nhạc dương tử, tốc độ và lực lượng đều mạnh hơn trước đó ba phần nhạc dương tử cả kinh liên tiếp lùi về phía sau ngay khi ngân giáp vệ sắp chạm vào nhạc dương tử hoa chính hồng đột nhiên gọi ra hồng liên oanh hồng liên hiện ra giữa hai người ngăn chặn đòn tấn công của ngân giáp vệ có phạt cũng là do bản chí tôn phạt hắn hoa chính hồng cảm nhận được lực lượng của ngân giáp vệ lòng sinh kinh ngạc lộ ra gương mặt của ngươi dưới chân hoa chính hồng sinh liên tọa mười hai mảnh liên diệp đều nở rộ năng lượng cường hoành va chạm với ngân giáp vệ ầm ầm không gian vân trung vực trung động kịch liệt, ngân giáp vệ lăng không xoay chuyển, hai tay gian rộng kéo không gian trở nên vạn vẹo, trên hai bàn tay xuất hiện ngọn lửa lóe lên rồi biến mất, hắn bay lùi về sau trăm mét mới ngừng lại, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Có thể ngăn cản một chiêu của hoa chí tôn, ngân giáp vệ này rất không đơn giản, rắc, mũ giáp trên mặt ngân giáp vệ nứt ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cho dù tu vi hắn kinh người nhưng vẫn kém hoa chính hồng ba phần hoa chính hồng và túy thiền là cao thủ cùng một cấp bậc, một trưởng vừa rồi thuần túy chỉ là để xem mặt ngân giáp vệ chứ không phải giết người. mũ giáp nứt ra, đám người mở to mắt nhìn, chỉ thấy ngân giáp vệ có gương mặt tan thương, đôi mắt thâm thúy, giữa hàng chân mày truyền ra cảm giác thê lương, ngũ quan của hắn như vỏ cây khô héo, mái tóc cáo bẩn dính bết lại, đây nào phải người trẻ tuổi, rõ ràng là một lão nhân đã trải qua vô số tan thương, sắc mặt nhạt dương tử đại biến. khi nhìn đến gương mặt ngân giáp vệ Hắn không nói thêm một câu dư thừa nào, vào một cái nhảy lên không trung, thanh điểu, Hoa Chính Hồng lạnh lùng nói, thật to gan, dám vu oan hãm hại điện thủ thất sinh, Hoa Chính Hồng phóng lên chân trời, hồng liên nở rộ che khuất cả bầu trời. Đóa liên hoa cấp tốc vây quanh thanh điểu, xuống đây. Liên hoa như rồng cuốn đánh vào ngực Nhạc Dương Tử, Nhạc Dương Tử phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Hoa Chính Hồng lăng lệ đánh ra một chưởng khiến Nhạc Dương Tử kêu thảm một tiếng rồi ngất đi hai tu hành giả cấp tốc tiến tới trói buộc tu vi hắn, Hoa Chính Hồng nói, áp giải xuống, chờ xử lý, vâng, Hoa Chính Hồng xử lý xong chuyện này lại chắp tay nói với thất sinh, điện thủ thất sinh, chuyện hôm nay có chút hiểu lầm, ta xin bồi tội với ngươi, thất sinh cười nói, đều là chuyện nhỏ, Hoa Chí Tôn khổ cực rồi, Hoa Chính Hồng nhìn về phía ngân giáp vệ, không ngờ đồ duy điện lại có một vị cao thủ như thế, hạnh ngộ, thất sinh nói, vị này là bằng hữu tốt nhất của ta ở Kim Liên Giới, trước kia sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ. Đời này hắn không muốn triển lộ tài năng, chỉ thích khiêm tốn mà sống, thế nhân không biết hắn chính là thiên tài nhất đẳng. Một trăm năm trước, hắn cùng ta đến tác ngạc, lấy được thổ nhưỡng thái hư, thành công bước vào cảnh giới chí tôn. Hoa chí tôn, ngươi có hài lòng với lời giải thích này không? Hoa chính hồng đáp, ta không có ý hoài nghi điện thủ thất sinh, điện thủ hiểu lầm rồi, anh hùng không hỏi xuất thân, cho dù là ai thì cũng đều đang cố gắng giữ gìn cân bằng thái hư. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ta không quấy rầy các vị nữa nói xong hoa chính hồng xoay người định rời đi đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền xuống một thanh âm nói đến là đến nói đi là đi trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy tại chân trời phía tây có một chiếc phi liễn đang chậm rãi lướt tới trên bông tàu có hai vị tu hành giả khí thế phi phàm đứng sóng vai nhìn về vân trung vực đám người ngẩng đầu nhìn lên không trung người vừa lên tiếng là một trong hai tu hành giả kia có người tin mắt nhận ra kinh ngạc hô lên thượng chương đại đế đúng rồi điện thủ chi tranh sao có thể thiếu thượng chương đại đế được thượng chương điện không có điện thủ ta suýt chút nữa đã quên mất bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt thượng chương điện vẫn luôn do chính thượng chương đại đế làm chủ phu nhân khổng quân hoa phụ tá rất lâu rồi chưa có vị điện thủ nào xuất hiện người bên cạnh là ai không biết đám người lắc đầu có thể đứng cùng thượng chương đại đế sao lại là nhân vật đơn giản được các đệ tử ma thiên các ngẩng đầu nhìn lên thị lực bọn hắn không kém vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đã giật mình thầm hô, sư phụ, sư phụ lão nhân gia người tại sao lại đến đây, hoa chính hồng cao mày nhìn chầm chầm vào hai người. Nàng ta nhận ra thượng chương đại đế, nhưng người bên cạnh hoàn toàn không quen biết, có điều nàng ta có thể cảm nhận được khí thế bất phàm toát ra từ người này, hoa chính hồng không lưu lại, nàng ta đại biểu cho thánh điện, dù là thượng chương đại đế đích thân tới cũng không thể ra lệnh cho hoa chính hồng, hoa chính hồng tự biết mình đối lý, nhưng thấy thượng chương xuất hiện, nàng ta lại càng không muốn dây dưa, mũi chân điểm nhẹ, hoa chính hồng bay lên không trung. Bản chí tôn còn phải trở về thánh điện phục mệnh, thứ cho không thể phụng bồi, chính lúc này, một đạo quan luân từ trên trời giáng xuống. Người ra tay không phải thượng chương mà là tu hành giả đứng bên cạnh thượng chương, thiên luân chiếu rọi đại địa, dùng lực lượng cường hoành áp chế hoa chính hồng. Hoa chính hồng biến sắc, nâng tay đón đỡ, quanh, hai cổ lực lượng đụng nhau tạo ra gợn sóng kéo dài trăm dặm. Hoa Chính Hồng xoay người nhìn về phía Phi Liễn, trầm giọng nói, Thượng Chương Đại Đế, ngươi làm vậy là có ý gì, Phi Liễn vẫn không ngừng đến gần. Trên Phi Liễn truyền ra giọng nói như kinh lôi, ngươi xem lời lão phu là gió thoảng bên tai, trên Phi Liễn, sau khi Thượng Chương Đại Đế rời khỏi huyền giặc đã dẫn theo Tiểu Di Nhi trở về Thượng Chương. Ý của Lục Châu là muốn để Tiểu Di Nhi làm điện thủ Thượng Chương Điện, bởi vì Hải Loa cũng muốn tham gia điện thủ chi tranh, Lục Châu vốn định để Hải Loa và Trương Hợp tới trước nhưng lại vì chuyện của vô thần luận giáo hội mà trễ nải sự tình nên đến chậm thừa dịp phi liễn đang đến gần vân trung vực thượng chương đại đế nói vô thần luận giáo hội xuất hiện lục châu hỏi bọn hắn ở đâu thái hư quá lớn muốn tìm được bọn hắn gian nan vô cùng nghe nói bọn hắn vẫn luôn ở thánh vực thánh vực phương viên vạn dặm xung quanh thánh điện chính là thánh vực thượng chương khẽ thở dài đây chính là nơi phồn hoa nhất thái hư thậm chí là phồn hoa nhất tu hành giới minh tâm không quản Lục Châu nghi hoặc hỏi, Minh Tâm Đại Đế rất ít khi hỏi đến chuyện thế sự. Thượng Chương nói, hơn nữa vô thần luận giáo hội luôn đối kháng với thập điện, đây là điều mà hắn muốn nhìn thấy, thập điện đương nhiên phồn hoa, nhưng so sánh với thánh điện thì quá chênh lệch, điểm này Lục Châu cũng hiểu, huyền giặc điện chỉ chiếm đất có mấy ngàn dặm, các điện khác cũng tương tự như thế, nhưng so sánh với Thái Hư thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Chỉ cần nhìn bí ẩn chi địa đã biết Thái Hư rộng lớn cỡ nào, đến rồi thượng chương đại đế nói soạt phi liễn tiến vào vân trung vực rồi dừng lại ở biên giới trên không trung tiểu diên nhi và hải loa bước ra bông tàu nhìn xuống phía dưới lục châu gật đầu nói tạm thời đừng nói chuyện vô thần luận giáo hội nữa được phi liễn hạ thấp độ cao xuống ngang bằng với phi liễn của ba vị đại đế đám tu hành giả bên dưới đồng thời không người bái kiến thượng chương đại đế thượng chương vung tay áo miễn lễ đám người nhìn về phía lục châu người vừa ra tay ngăn hoa chính hồng rời đi rõ ràng có tu vi rất cường đại. Xích đế mở miệng nói, thượng chương, ngươi sớm không tới, muộn không tới, lại đợi lúc này mới tới là vì sợ người của ngươi bị thua thiệt sao, thượng chương đáp, bị một việc nhỏ gây trì hoãn. Bản đế sao có thể từ bỏ điện thủ chi tranh, thanh đế nhìn về phía lục châu, tán thưởng nói, sao không giới thiệu vị cường giả có thể giao thủ với hoa chí tôn cho mọi người biết một chút, không cần. Lục châu lên tiếng, hư ảnh lóe lên xuất hiện giữa vân trung vực. Lục Châu nhìn chầm chầm vào hoa chính hồng, thản nhiên nói, lão phu chính là chủ nhân ma thiên cát. Nghe vậy, đám người đều cả kinh, đặc biệt là nhạc dương tử trước đó đã nói xấu ma thiên cát. Hắn tìm hung thủ sát hại nhạc kỳ lâu như vậy, không ngờ đối phương lại tự tìm tới cửa. Hắn chính là chủ nhân ma thiên cát, không ngờ tu vi hắn lại cao như thế. Hôm nay điện thủ chi tranh thật là náo nhiệt, hoa chính hồng nghiêm túc nhíu mày. Vừa rồi giao thủ khiến trong lòng nàng ta không quá vui sướng, bèn mở miệng nói vì sao lại ngăn ta lục châu đạm mạc nhìn thoáng qua nhạc dương tử lại nhìn thanh đế xích đế và bạch đế rồi nói ngươi và nhạc dương tử nói xấu ma thiên cát chẳng lẽ lão phu không dám lên tiếng miệng bạch đó là việc của nhạc dương tử chuyện này chẳng qua chỉ là hiểu lầm hoa chính hồng đáp ngươi nói cái gì thì là cái đó lục châu trầm giọng hỏi hoa chính hồng không rõ vì sao người trước mặt lại có địch ý với mình lớn đến thế cho dù nàng và nhạc dương tử có chút quá phận nhưng nàng vẫn là tứ đại chí tôn của thánh điện ba vị đại đế còn không làm khó dễ nàng người này dựa vào cái gì lại cao giọng như thế ngươi là một trong tứ đại chí tôn lý ra nên làm gương tốt cho mọi người trong thiên hạ nếu ma thiên cắt đã được giải oan vậy ngươi và nhạc dương tử có phải nên chịu trừng phạt không lục châu nói hững hoa chính hồng nhớ mày lục châu lại đề cao âm điệu chẳng lẽ ngươi ý mình là trí tôn của thánh điện thì có thể được miễn trừ hết thảy tội lỗi và trừng phạt, đám tu hành giả bên dưới xôn xao một mảnh. Đa số mọi người đều đồng ý với cách nói này, đại khái bởi vì đều là tầng dưới chót nên bọn hắn cảm thấy chán ghét hành động của Hoa Chính Hồng, một người hai người không dám lên án, nhưng khi tất cả mọi người đồng thời lên án thì giọng ai cũng tự giác to hơn trước, đại đế từng nói chí tôn phạm pháp cũng cùng tội như dân. Đây là quy củ của Thái Hư, đúng vậy, nếu chí tôn không bị ước thúc, Vậy tu hành giả khắp thiên hạ đều có thể đi bắt nạt kẻ yếu thế rồi, Bạch Đế cũng lên tiếng, Hoa Chí Tôn, bản đế cảm thấy hắn nói có lý, ngươi là một trong tứ đại chí tôn của thánh điện, phạm sai lầm thì không nên trốn tránh mà phải làm gương cho mọi người, nếu không thiên hạ làm sao chịu phục, có một số quy tắc chỉ có thể vụng trộm làm, một khi bị đưa ra ánh sáng thì không thể tiếp tục như thế. Đều là lão hồ ly sống từng này tuổi, có ai mà không hiểu, chỉ là phải xem thời cơ ra sao, trong trường hợp này rõ ràng là lục châu chiếm lý. Trong lòng hoa chính hồng có chút giận dữ nhưng chỉ có thể nhìn xuống, nàng ta chấp tay nói, ta và nhạc dương tử nguyện ý nói xin lỗi với ma thiên cát, nếu nói xin lỗi mà hữu dụng thì cần thập điện để làm gì, vậy ngươi muốn làm sao, tiếp ba trưởng của lão phu, chuyện này coi như xong. Lục châu trầm giọng nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lục châu. Bọn hắn ngoài miệng đòi công đạo nhưng sao thật sự dám bắt trí tôn của thánh điện trả giá đại giới, một trăm ngàn năm qua, người muốn gây hấn với thánh điện đều có kết cục rất thảm rốt cuộc người này dựa vào cái gì mà tự tin như thế được hoa chính hồng gật đầu nơi này có nhiều tiền bối như vậy hoa chính hồng không thể không tuân theo quy củ thái hư có sai đương nhiên phải chịu phạt sau đó lấy lại mặt mũi cũng không muộn muốn làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết lục châu nhìn về phía ba vị đại đế có bọn hắn ở đây lục châu cảm thấy an tâm hơn không ít nói theo một cách nào đó thì trong việc ma thần vẫn lạc mấy đại đế này cũng là người bị hại, tuy lập trường của bọn hắn chưa chắc giống với ma thần, nhưng trong 100.000 năm qua thái hư cũng không dung được bọn hắn, từ điểm này có thể thấy được thủ đoạn của Minh Tâm Cường đại hơn trong tưởng tượng của Lục Châu nhiều, hoa chính hồng đi ra giữa sân ra hiệu, mời, Lục Châu không vội vàng động thủ mà nhìn khắp bốn phía rồi nói, trước khi đánh ra ba trưởng, lão phu phải nhắc nhở ngươi một câu, mời nói, trên đời này, phàm là người giao thủ với lão phu đều không có kết cục tốt. Ba trưởng qua đi, sinh tử bất luận, Vân Trung vực có rất nhiều đại lão, ở trước mặt mọi người nói ra lời này rõ ràng là rất phách lối cuồng vọng, không xem ba vị đại đế ra gì. Nghe được lời này, Thanh đế đứng ở đằng xa không khỏi lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Sư phụ của các ngươi vẫn luôn như thế này sao?" Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung gặp lại sư phụ, tâm tình cũng rất kích động, nhưng trong trường hợp này bọn hắn không thể không đè nén tâm tình của mình. Vu Chính Hải gật đầu đáp: "Vẫn luôn là thế." Thanh đế cười ha hả nói: vậy hắn không bị người ta đánh nằm một chỗ đã là may mắn vô cùng rồi. Việc này, Vu Chính Hải nghiêm túc nói, câu này của gia sư là thật, không người nào ăn trưởng của gia sư mà có kết cục tốt cả. Ngô Thượng Nhung bổ sung thêm một câu, rất nhiều cường giả tự cho mình là siêu phàm đều bị một trưởng mất mạng. Thanh đế có thể không tin lời người khác, nhưng tuyệt đối tin tưởng hai người này. Đồ đệ nói về sư phụ sao có thể là lời dối trá, liên tưởng lại lần giao thủ trước, trong lòng hắn đột nhiên lộc bột một tiếng nhân vật như vậy vì sao đến bây giờ mới xuất hiện ở thái hư hoa chính hồng nghe lục châu nói câu này chỉ cười cười không cho là đúng nàng là một trong tứ đại chí tôn dù đại đế ra tay thì nàng cũng có lực lượng kháng cự huống chi người trước mặt không có vẻ gì là đại đế cả nếu các hạ thật sự có tu vi như thế thì ta cũng muốn lĩnh giáo một lần như lời ngươi nói mặc kệ kết quả thế nào ta cũng tự chịu trách nhiệm hoa chính hồng nói trong mắt Lục Châu không chỉ có ngọn lửa phẫn nộ mà còn có lực lượng kinh tâm động phách, vù, Lục Châu bay lên không trung, tay vươn lên trời. Lực lượng nguyên khí giữa thiên địa cấp tốc hội tụ vào lòng bàn tay hắn, chưởng ấn còn chưa thành hình, đám người đã cảm nhận được sự cường đại của nó, vội vàng lùi thật nhanh ra xa ngàn mét để tránh bị ngộ thương. Ba vị đại đế, Thượng Chương và Thập Điện vẫn đứng yên tại chỗ quan sát, từng đạo hộ thuẫn xuất hiện bao bọc lấy mấy chiếc phi liễn. Thanh đế ngẩng đầu nhìn Lục Châu, thầm nghĩ hắn lại mạnh hơn trước rồi. Loại cường đại này không đơn giản chỉ là tăng phúc mà giống như trong vòng một đêm biến thành người khác, là một loại khác biệt về chất. Sắc mặt hoa chính hồng biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mạnh như vậy, lục châu tụ lực xong, trưởng ấn lật ngược giáng xuống, ngũ chỉ như sơn, trưởng thứ nhất, đại thành nhược khuyết, đây là thần thông của Phật gia. Trưởng ấn từ nhỏ biến lớn, kim quang lóng lánh bao trùm lấy hoa chính hồng, không ai dám xem nhẹ trưởng ấn này, ngược lại còn cảm thấy bên trong ẩn chứa lực lượng như muốn dời non lấp biển hoa chính hồng nâng tay gọi ra tinh bàn lại đánh thêm mấy đạo quan ấn chồng chất lên nhau tạo thành tầng phòng ngự dày đặc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha phanh 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 hai của lực lượng va chạm bột phát ra lực lượng cùng bạo bắn ra tứ phía không gian bị xoắn nát không khí bị nghiền ép nguyên khí văng xa lực lượng cường hoành khiến mấy chiếc phi liễn đã được phòng bị đầy đủ cũng phải vang lên âm thanh kẽo kẹt đám tu hành giả đứng xa ngàn mét vội vàng gọi ra pháp thân, một số người yếu ớt bị chấn bay ra ngoài, cường quan duy trì một lúc lâu giữa không trung vân trung vực mới từ từ biến mất, hoa chí tôn đâu rồi, đám người kinh ngạc phát hiện hoa chính hồng biến mất, bèn đưa mắt nhìn nhau, ba vị đại đế cũng nhìn quanh tứ phương nhưng không thấy thân ảnh hoa chính hồng đâu, kể cả thượng chương đại đế cũng không ngờ được một trưởng của lục châu lại có uy năng bậc này, lục châu thản nhiên quan sát bên dưới. Chỉ có mình hắn biết Hoa Chính Hồng đã rơi xuống Đại Uyên Hiến, khi mọi người còn đang tìm kiếm, bên dưới vân trung vực có một thân ảnh cấp tốc bay lướt tới, hoa chí tôn kìa. Có người chỉ tay vào hư ảnh nói, hoa chí tôn, làm sao thế, đám người nhìn kỹ lại, phát hiện y phục hoa chính hồng bị tổn hại, đầu tóc rối bời, trong mắt đều là kinh hãi. nàng bay về vân trung vực, thân thể lung lay một lát mới từ từ ổn định lại, hoa chính hồng nhìn chầm chầm vào lục châu. Ngươi là chủ nhân ma thiên cát, lục châu gật đầu, đúng là lão phu, ta nhớ kỹ ngươi. Hoa Chính Hồng nói, vừa rồi là ta sơ xuất, để ngươi chiếm được tiên cơ. Mời ra trưởng thứ hai, đám người nghị luận ầm ĩ, không biết Hoa Chính Hồng nói là thật hay giả, nhưng thấy nàng ta dám tiếp trưởng thứ hai cũng đã rất ghê gớm, Lục Châu gật đầu. Một trưởng vừa rồi vận dụng lực lượng thiên tướng và một chút lực lượng thiên đạo, uy lực khiến hắn rất hài lòng, lần này bàn tay Lục Châu hướng xuống dưới, một đạo vòng xoáy hình thành khiến không gian và thời gian từ từ vặn vẹo một chưởng này ẩn chứa toàn bộ lực lượng thiên đạo trong cơ thể lục châu thiên đạo tức là đại đạo đại đạo tức là quy tắc chưởng khống quy tắc chính là chưởng khống sinh tử và luân hồi vòng xoáy ngưng tụ quy tắc bốn phía lại với nhau không có khí lãng hay nguyên khí cường đại có chăng chỉ là không gian đang không ngừng vặn vẹo quanh thân lục châu lui bạch đế đẩy chưởng cả chiếc phi liễn lập tức bay lùi về sau trăm mét thanh đế xích đế và thượng chương đại đế thấy vậy cũng lập tức làm theo cửu điện còn lại không cần phải nói, ai nấy đồng loạt điều động phi liễn né tránh, lùi xa một chút, quan chiến cũng phải chú ý cẩn thận, mạng nhỏ quan trọng, có người phàn nàn, ta đến xem điện thủ chi tranh, sao lại thành chí tôn đánh nhau rồi, chí tôn đánh nhau không tốt sao? Khó khăn lắm mới được xem một lần, nhưng cũng phải có mạng để xem mới được nha, sắc mặt hoa chính hồng đại biến. Không được, nàng ý thức được trưởng ấn này ẩn chứa quy tắc cường đại, gần như thu nạp toàn bộ quy tắc mà nàng nhận biết dưới chân nàng xuất hiện hồng liên, từng đóa liên hoa tan ra bốn phía như cánh bướm phiêu tán giữa không trung. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Tâm nhẹ giọng lẩm bẩm, điệp luyến hoa, trăm năm qua, Diệp Thiên Tâm vẫn luôn khổ tu công pháp sư phụ ban tặng. Nàng đã nắm giữ được kỹ pháp cao thâm này, trên đời không có ai hiểu rõ điệp luyến hoa hơn nàng, dù điệp luyến hoa của hoa chính hồng không giống của nàng, lại có thêm mấy phần cương mảnh nhưng Diệp Thiên Tâm vừa nhìn đã nhận ra, liên hoa như hồ điệp lượng vòng tứ phía, chống đỡ khu vực không gian đang băng liệt quy tắc một chưởng này không có tác dụng gì với ta lục châu rốt cuộc vung chưởng chính tự phù đạo môn từ trên trời đồng loạt giáng xuống chưởng thứ hai cửu tự chân ngôn đại thủ ấn khi chính đạo chưởng ấn bay tới trước mặt hoa chính hồng đột nhiên ý thức được không ổn nàng cảm thấy thời gian xoay ngược lực lượng của điệp luyến hoa đang nhỏ lại sao sao có thể quy tắc có lớn có nhỏ khi quy tắc của đối phương lớn hơn của mình nàng nhất định sẽ bị đánh bại ầm um, ầm um, ầm um bốn chưởng ấn đầu đánh tan đám liên hoa của hoa chính hồng năm chưởng ấn sau theo thứ tự nện vào lồng ngực nàng Phốt, máu tươi phun trào tiên huyết đỏ thẫm trông vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời tựa như những hạt châu màu đỏ hoa chính hồng rơi thẳng xuống dưới thiên thiên hồn châu a à, thiên hồn châu lượn vòng bay ra xoay quanh người hoa chính hồng rồi ông một tiếng hóa thành tinh bàn từ trong bản thể của hoa chính hồng có một đạo hư ảnh bay ra gương mặt hư ảnh tràn đầy nếp nhăn miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, lực lượng quy tắc cường đại xuyên thủng lồng ngực hư ảnh khiến nó tiêu tán giữa thiên địa. Khôi nô, hoa chính hồng của thánh điện mà cũng dùng khôi nô, thật khó có thể tin nổi. Nếu không nhờ có khôi nô thì trưởng ấn này đã đánh hạ quan luân rồi, một quan luân là 300.000 năm thọ mệnh. Trưởng ấn này có phải là quá nặng rồi không, quá mạnh? Tu vi người này còn hơn cả tứ đại chí tôn, sắc mặt ba vị đại đế và thượng chương đều trở nên nghiêm túc chưởng ấn vừa rồi đã có năng lực của đế hoàng nhìn thấy hoa chính hồng đang không ngừng rơi xuống nhạc dương tử hoảng sợ vọt lên lưng thanh điểu quát to đi mau trốn hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm chính là trốn khỏi tay người này đã hứa hẹn sao lại bội ước lão phu chưa cho phép ngươi đi lục châu lật tay vị danh cung xuất hiện hư cấp không ngờ lại là hư cấp rất lâu rồi ta chưa được thấy cao thủ cấp bậc này hôm nay đến đây không uổng công lục châu dương cung lên tiễn cương hình thành lực lượng thiên tướng bám vào tiễn cương, lam sắc điện hồ lẹp xẹt bắn ra tia lửa điện, phanh, đạo tiễn cương phá toái hư không bắn tới, sau lưng nhạc dương tử mát lạnh, hắn hít sâu một hơi, trong mắt như muốn rớt ra, theo bản năng điều động đạo lực lượng để phòng ngự, xoẹt, tiễn cương thế như trẻ tre đâm xuyên lồng ngực hắn, sau đó tiếp tục đâm xuyên tim thanh điểu, nhạc dương tử và thanh điểu rơi thẳng xuống đất. Một tiễn này không chết cũng phải trọng thương, chính lúc này, hoa chính hồng lại lần nữa bay trở lại vân trung vực, toàn thân nàng đều là vết máu, trong mắt sung huyết, hoa chính hồng làm gì còn hơi sức đâu mà để ý tới sinh tử của nhạc dương tử. Nàng ngẩng đầu căm tức nhìn Lục Châu, ngươi muốn giết ta, Lục Châu không mặn không nhạc nói, trước đó đã nói là sinh tử bất luận, chẳng lẽ, ngươi quên rồi, thân thể hoa chính hồng khẽ lay động, á khẩu không trả lời được, Lục Châu tiếp tục nói, ngươi đã chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị cái gì? Hoa chính hồng ngây ngốc hỏi, tiếp trưởng thứ ba của lão phu nơi xa rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tiền bối hay là dừng lại ở đây thôi chưởng thứ ba mà ra chỉ sợ hoa chí tôn sẽ bị trọng thương các vị đều là chí tôn ai đứng yên ngạnh kháng người đó sẽ thiệt thòi cần gì chứ mọi người nhìn lục châu hoa chính hồng cũng nhìn lục châu những lời này cũng là suy nghĩ trong lòng nàng nàng là một trong tứ đại chí tôn của thánh điện hiện nay lại vì một chuyện nhỏ không có ý nghĩa mà bị người ta đánh cho ba chưởng mặt mũi thánh điện biết để ở đâu thanh đế cũng đứng lên cao giọng nói thủ đoạn của các hạ thật kinh người khiến chúng ta đều bội phục nhưng hoa chí tôn đã bị trừng phạt thích đáng hay tha cho nàng một lần đi chờ bản đế đi rồi thì tùy ngươi lúc này mà giết nàng là lợi bất cập hại nha thượng chương đại đế cũng nói cơ huynh đánh đủ rồi thì hãy thu tay sau lưng hắn còn có vô số con dân thượng chương điện nếu đắc tội với thánh điện thì sau này thượng chương biết phải làm sao đám người đều có tâm tư riêng các thế lực khác cũng không muốn vào thời điểm mấu chốt này mà đắc tội thánh điện. Đa số mọi người cảm thấy hai trưởng là đủ rồi, không cần đến trưởng thứ ba, hoa chính hồng đã rất chật vật, nếu còn tiếp tục vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với nàng ta, ngay cả ngươi cũng cảm thấy lão phu không nên đánh trưởng thứ ba. Lục Châu xoay người nhìn về phía Thượng Chương Đại Đế, Thượng Chương đáp, hôm nay chúng ta đến là để tham gia điện thủ chi tranh, ở đằng xa, Bạch Đế đứng lên cười nói, các chủ ma thiên các, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lục Châu xoay người nhìn Bạch Đế, các hạ bớt giận, có lời gì chúng ta ngồi xuống tán gẫu một phen. Bạch Đế mỉm cười thân thiện, Lục Châu không còn cảm thấy phẫn nộ như ban nãy nữa. Suy cho cùng Bạch Đế đã từng giúp mình, lần trước nếu không nhờ ngọc bài của hắn, các đồ đệ khó có thể được thiên khải chi trụ tán đồng, đặc biệt là khi có vũ tộc thủ hộ đại uyên hiến, mà lúc này thất sinh cũng nhìn về phía Lục Châu, cao giọng nói, tại hạ là điện thủ đồ duy điện thất sinh, sinh ra mắt tiền bối lục châu nhớ được các đồ đệ thường nói thất sinh chính là tư vô nhai trong lòng rung động quay đầu nhìn sang gian ái kiếm làm gì có chỗ nào là tư vô nhai rõ ràng chính là gian ái kiếm xem kiếm như mạng ái kiếm tận xương nhưng mà vì sao hắn lại nhận mình là thất sinh lục châu nhìn lướt qua thấy sau lưng hắn có một chiếc phi liễn trên phi liễn treo cờ hiệu của đồ duy điện trong lòng không khỏi thở dài một tiếng lão thất rốt cuộc cũng không trở về gian ái kiếm còn sống cho nên hắn muốn thay thế lão thất hoàn thành tâm nguyện dở gian tại ma thiên các sao. Gian ái kiếm xuất hiện khiến Lục Châu tạm thời quên mất phẫn nộ, quên mất trưởng ấn thứ ba. Thất sinh tiếp tục nói, tuy hoa chí tôn đã làm sai nhưng cũng không tạo thành sai lầm lớn. Hiện tại Thái Hư đang lúc cần người, hoa chí tôn cũng là nhân tài được đại đế coi trọng. Mong lão tiên sinh cho ta chút nhân tình mọn, cho ngươi, suy cho cùng bây giờ ta đang là người đứng đầu đồ duy điện, luận năng lực, luận tài hoa hay dung mạo thì đều là nhất đẳng, đại đế lại rất tín nhiệm ta, ta bảo đảm chuyện hôm nay sẽ không để lại bất kỳ phiền phức về sau nào nữa. Thất sinh miễn cười nói, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hoa chính hồng, hoa chí tôn, ngươi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trả thù lão tiên sinh chứ, biểu tình hoa chính hồng vô cùng đặc sắc. Lời nói cử chỉ và phong cách cá nhân của thất sinh vô cùng quái dị, thỉnh thoảng thì đàng hoàng, thỉnh thoảng lại lười biếng, không đáng tin cậy lắm, nhân vật như vậy sao lại khiến Bạch Đế và Minh Tâm Đại Đế tín nhiệm cơ chứ? hoa chính hồng hừ khẽ một tiếng nghiêm túc đáp bản chí tôn còn chưa có hẹp hòi tới mức đó thất sinh hài lòng gật đầu nói với lục châu ý lão tiên sinh thế nào được nhiều người khuyến cáo từ ba vị đại đế đến thượng chương thất sinh đều thay nhau cầu tình cho hoa chính hồng đám người cũng rất tò mò vị chủ nhân ma thiên các này sẽ lựa chọn như thế nào lục châu trở lại vị trí cũ trầm giọng nói với hoa chính hồng ngươi đã chuẩn bị xong chưa trái tim hoa chính hồng rung lên theo bản năng lui về sau một bước khôi nô của nàng đã bị lực lượng đáng sợ đánh chết, nếu lại tiếp một chưởng nữa thì hậu quả khó mà lường được, mọi người đều cả kinh, không ngờ Lục Châu lại đưa ra quyết định ngoài dự liệu như vậy. Thanh đế, Bạch đế và Thượng Chương bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Châu liếc nhìn bọn hắn. Đám lão già này một trăm ngàn năm trước không muốn trộn lẫn vào chuyện của Thái Hư, hôm nay lại muốn lửa không lan tới mình, lão phu sao có thể để các ngươi sống tốt, có việc cả đám cùng nhau gánh nha. Thất sinh vốn định tiếp tục khuyên nhưng hư ảnh ngân giáp vệ đã xuất hiện bên cạnh hắn, khẽ lắc đầu nói, vô dụng, hãy tôn trọng quyết định của hắn, được, hai người trở lại phi liễn. Ngân giáp vệ nói, đứng ra sau lưng ta, thất sinh lường hắn, ngươi đừng xem thường ta. Ngươi sợ sự anh tuấn tiêu sái của ta sẽ che giấu hào quang của ngươi chứ gì, trên không trung, lục châu lật tay, nói rõ ràng từng chữ, đời này lão phu đã nói là làm, đã làm là phải được. Kẻ nào dám ngăn cản lão phu chính là kẻ địch một tấm thẻ xuất hiện trong tay Lục Châu. Đây là thẻ một kích chí mạng đổi bằng điểm công đức thu hoạch được từ việc chém giết túy thiền và băng sương cự long. Hai mắt hoa chính hồng trợn trừng, một nửa kinh hãi một nửa phẫn nộ nhìn Lục Châu, ta sẽ tiếp trưởng thứ ba của ngươi, nàng gọi ra liên tọa, không chút do dự vạch phá cổ tay. Tiên huyết bay ra rơi vào liên tọa, thấy thế thanh đế lắc đầu nói, cần gì chứ, khuyết tế hồng liên. Dùng xong chiêu này phải mất ít nhất 3 đến 5 năm để khôi phục. Bạch đế thở dài, xích đế nhìn lên không trung không ngờ ngoài thái hư còn có cao thủ hiếm thấy như thế thanh đế quay đầu truyền âm nhập mật với xích đế chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc sao hả xích đế không rõ linh uy ngưỡng đang nói cái gì cái gì quen thuộc bản đế cũng không rõ lắm nhìn cho kỹ là được chỉ sợ lần này ba người chúng ta không thể thoát khỏi vũng nước đục này thanh đế đáp lục châu đạm nhiên nhìn vô số liên hoa đỏ rực màu máu vần vũ giữa không trung không thèm để hoa chính hồng vào mắt, bàn tay khẽ nắm lại, thẻ một kích chí mạng vỡ vụn, một vòng xoáy như mũi khoan xuất hiện khiến thiên khải chi trụ đại uyên hiến khẽ rung động, một con quái vật khổng lồ từ bên dưới đại uyên hiến bay vọt lên thái hư, xông lên tới vân trung vực, thân thể nó bao trùm toàn bộ hư không che khuất tầm mắt của mọi người, trong nó lớn như thanh long mạnh chương, đôi mắt sáng như nhật nguyệt, làm hi hòa những mày nói, thủ hộ giả đại uyên hiến. Từ xưa đến nay không có mấy người được nhìn thấy bộ dáng của thủ hộ giả đại uyên hiến, chỉ biết nó là một trong những hung thú mạnh mẽ nhất thiên hạ, không kém gì thiên chi tứ linh thời kỳ đỉnh phong, có thể so sánh với sinh vật viễn cổ. Lục Châu ngẩng đầu nhìn nó, đây không phải chỗ ngươi nên đến. Trước khi lão phu chưa thay đổi chủ ý. Cút đi, hắn hoàn toàn có thể dùng thẻ một kích chí mạng lên người con quái vật, nhưng không cần thiết, quái vật phát ra tiếng trầm thấp nhẹ ngào. Thân thể cuồn cuộn bay trở về đường cũ, nó không phải đồ ngu, chuyện phiền phức trong thái hư không tới lượt nó quản, mà nó cũng lười quản không bao lâu sau thân ảnh nó đã biến mất không thấy nữa đám người không khỏi kinh ngạc nói một câu đã đẩy lùi được sinh vật cường đại bậc này rốt cuộc đây là thần thánh phương nào hoa chính hồng gần như sử dụng toàn bộ sở học trong đời để ngăn trở một chưởng này mà trong không trung vòng xoáy đã biến lớn đến cực đại khi lực lượng hình thành lục châu nói chưởng thứ ba hạo nhiên thiên cương chưởng của nho môn khắp nơi trong vân trung vực tràn ngập hạo nhiên chính khí tấp tốc tụ lại vào chưởng ấn trong tay lục châu Hạo nhiên thiên cương trưởng xuyên thủng hư không, cương khí cường đại như đao càng quét tứ phương, trưởng ấn bay thẳng về phía hoa chính hồng, đánh nát đám hồng liên, không gian băng liệt rồi vỡ vụn. Hoa chính hồng kêu lên đau đớn, thảm thiết nói, chỉ là lực lượng đơn thuần, không có bất kỳ quy tắc nào, lực lượng cường đại chân chính có thể đánh nát tất cả thủ đoạn lòe loẹt khác, đầu óc hoa chính hồng trống rỗng, thân thể lại rơi xuống lần nữa. Một đạo quan luân dập dần phát tiết ra nguyên khí phong bạo, quan luân một chưởng đánh hạ một quan luân trị giá 300.000 năm thọ mệnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn quan luân dập dần bốn phía kia. Trước đó còn có khôi nô bảo hộ, bây giờ hoa chính hồng còn lại gì? Hoa chính hồng bởi vì sự ngạo mạn lỗ mãn của mình mà mất đi một quan luân, trả giá bằng 300.000 năm tuổi thọ, đám tu hành giả suy nghĩ đến xuất thần, trong lòng không hề thèm muốn lực lượng sinh cơ đang tản mát trong không gian, chỉ có kinh ngạc và khẩn trương. Tiếp theo nên làm như thế nào? Nếu thánh điện trách tội, hôm nay tất cả mọi người ở vân trung vực đều sẽ bị phạt ba vị đại đế và thượng chương đại đế có đầy đủ tu vi và địa vị có lẽ sẽ bình yên vô sự nhưng dân đen bọn hắn biết làm thế nào hoa chí tôn đâu rồi có người đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy thân ảnh hoa chính hồng đâu ba trưởng sẽ không đánh chết nàng ta đó chứ không thể nào hoa chí tôn có ít nhất năm đạo quan luân hao tổn một quan luân vẫn còn bốn quan luân mà nói thì nói vậy nhưng cho dù bọn hắn tìm kỹ tới đâu cũng không thấy được hoa chính hồng xích đế có chút lo lắng hắn thật không muốn hoa chính hồng chết trước mặt mình vũng nước đục này quá sâu rồi để bản đế nhìn xem bạch đế bay ra ngoài vọt xuống đại uyên hiến bên dưới để tìm kiếm hai mắt hắn nở rộ quan hoa quét qua tứ phương kỳ quái hoa chính hồng ăn phải ba chưởng nhưng cũng không đến mức phải bỏ chạy như thế chứ chẳng lẽ nàng ta đang tìm cách khôi phục quan luân bạch đế lắc đầu bất đắc dĩ thở dài thiên đạo luân hồi thù chưa báo chẳng qua là thời cơ chưa tới. Việc này bản đế không giúp nổi ngươi, bạch đế trở về phi liễn, bình tĩnh nói, hoa chí tôn bị thương, hẳn là đã rời đi trước để chữa thương rồi, mí mắt xích đế khẽ rung, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lục châu đứng giữa không trung, các hạ làm thế không sợ thánh điện trách tội, lục châu đường đường chính chính nói, lão phu đã cảnh cáo từ trước, ba trưởng này bất luận sinh tử. Hoa chính hồng còn chưa nói gì, ngươi gấp làm chi, xích đế, dù gì bản đế cũng là đại nhân vật, thái độ của ngươi đúng là không coi ai ra gì xích đế không tức giận mà quay đầu nhìn bạch đế thấy bạch đế gật đầu với mình biểu tình như đang an ủi ngàn vạn lần đừng có tức giận nha xích đế thản nhiên nói không ngờ chủ nhân ma thiên cắt lại mạnh mẽ đến thế nếu có thời gian bản đế muốn mời các hạ đến nam thủy vực uống chén trà lục châu lắc đầu uống trà thì miễn đi có rảnh thì ngươi hãy đến kê minh thăm nữ nhi đi kìa lục châu không có ấn tượng tốt với xích đế nếu nói thượng chương bị vô thần luận giáo hội và ô tổ lừa gạt lại thêm tình thế lúc đó vô cùng nguy cấp mới phải đưa hải loa đến bí ẩn chi địa vậy xích đế thuần túy là kẻ làm cha không tim không phổi hai người không hề giống nhau tục ngữ có câu hổ giữ không ăn thịt con ngay cả nữ nhi ruột thịt mà cũng có thể ném bỏ rồi giam cầm ở thiên khải chi trụ để là người không ra người quỷ không ra quỷ thì loại người này tốt đẹp ở chỗ nào xích đế nghe vậy cao mày nói người từng đi qua kê minh Lục Châu không thèm để ý, xem lão phu là phạm nhân để tra hỏi à. Lúc này, Bạch Đế cũng cười nói, nếu có cơ hội, bản đế cũng muốn mời các hạ đến hòn đảo thất lạc ở phía đông vô tận hải để làm khách, khiến mọi người ngoài ý muốn là Lục Châu lại gật đầu đáp, lão phu cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, hôm khác gặp lại, trong lòng Bạch Đế vui mừng, mặt mày hớn hở nói, một lời đã định, nói xong Bạch Đế nhướng mày nhìn xích đế. Ngươi mời không được, bản đế vừa mời là đồng ý ngay, hỏi ngươi có tức không, xích đế lường hắn một cái không nói một lời không ai biết hắn đang nghĩ gì có thể đang nhớ tới nữ nhi ở kê minh cũng có thể đang nghĩ cách đối phó lục châu thanh đế tiếp tục giả vờ như không thấy lục châu đã thừa nhận mình là chủ nhân ma thiên cát vậy những đệ tử ma thiên chắc thì sao có một số người đã nhận ra trong lòng kinh hãi đến tột cùng hóa ra đám người nắm giữ hạt giống thái hư này đều là đồ đệ của hắn chỉ là đa phần tu hành giả ở đây đều đang trong trạng thái ngây ngốc vì hoa chính hồng bỏ chạy đầu óc bọn hắn vẫn chưa kịp hoạt động trở lại, Lục Châu xoay người nhìn về phía Thất Sinh, không vạch trần thân phận hắn mà hỏi, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Thất Sinh đáp, ta là điện thủ đồ duy điện, phụ trách chủ trì điện thủ chi tranh, đồng thời tiếp nhận người đến khiêu chiến nên đương nhiên phải có mặt ở đây. Lục Châu gật đầu, than nhỏ một tiếng, vận khí không tệ, ý Lục Châu là Giang Ái Kiếm có thể may mắn được phục sinh. Giang Ái Kiếm đương nhiên nghe hiểu ý tứ Lục Châu, thu hồi nụ cười trên mặt, bàn tay chộp vào hư không mặt nạ đỏ bay vào trong tay. Hắn nhẹ nhàng nói, trời có khi mưa khi nắng, người có lúc họa lúc phúc khó lường. Thế sự vô thường, tiền bối hẳn là nhìn thấu nhân gian hơn ta, tuyệt đại đa số mọi người đều không hiểu cuộc đối thoại của hai người. Chỉ có cửu đại đệ tử Ma Thiên chắc là khẽ thở dài, điều này có nghĩa là Tư vô nhai đã chết thật rồi, lúc này, thất sinh lại nói, hôm nay tiền bối đến đây là có việc gì, ánh mắt lục châu nhìn lướt qua các đồ đệ. Hắn không gọi tên, các đồ đệ cũng không lên tiếng biện pháp tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến thượng chương đại đế nói lục các chủ theo bản đế đến đây để tham dự điện thủ chi tranh tiểu diên nhi và hải loa bước lên phía trước thất sinh nhìn thấy các nàng bèn gật đầu nói đã vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục tiến hành điện thủ chi tranh đi thôi cân nhắc tới việc hoa chính hồng bị thương xong biến mất rất có thể nàng ta sẽ trở về gọi cứu binh nếu lúc này thánh điện sĩ tiến hành vây quét thì rất có thể ma thiên các sẽ toàn quân bị diệt điện thủ chi tranh nên kết thúc sớm thì hơn thượng chương tuyên bố thượng chương điện thủ đã có nhân tuyển thất sinh nghe vậy lắc đầu nói đại đế bệ hạ xin nghe ta nói một lời thượng chương nghiêm túc đáp bản đế biết ngươi là người chủ trì nhưng vị trí điện thủ thượng chương điện phải do bản đế chỉ định thất sinh vẫn kiên trì nói không được bản đế nói được là được ta biết tiền bối muốn chỉ định ai làm điện thủ nhưng như vậy sẽ không tốt cho việc lĩnh ngộ đại đạo thất sinh vung tay một tờ giấy bay vào tay thượng chương đây là đề nghị của vãn bối hy vọng đại đế bệ hạ suy tính một chút thượng chương vốn định phá hủy tờ giấy kia nhưng lục châu đã lên tiếng ngươi nói là thật khuyết điểm lớn nhất của ta chính là thích nói thật thất sinh đáp lục châu gật đầu lão phu tin ngươi một lần thất sinh xoay người cao giọng nói điện thủ chi tranh tiếp tục tại hạ là điện thủ đồ duy điện sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến của mọi người tiếng nói hữu lực truyền đi khắp vân trung vực đám tu hành giả trốn ở đằng xa không dám lên tiếng ngân giáp vệ kia vẫn đang đứng chắn phía trước người thất sinh như một ngọn núi sừng sững không thể phá vỡ. Một thuộc hạ mà còn mạnh mẽ như vậy, ai dám bước lên kiêu chiến hắn, một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, thất sinh cười nói, vậy thì vị trí điện thủ đồ duy điện của ta được giữ vững rồi. Ta mà từ chối thì quá bất kính với các vị, hắn không hề khách khí ngồi vào chỗ của mình, lúc này thượng chương đại đế bỗng bay ra giữa sân, đám người đưa mắt nhìn nhau không hiểu xảy ra chuyện gì. Đường đường là đại đế, không phải lại muốn tranh vị trí điện thủ với mọi người đó chứ ngài làm như vậy không thấy mất mặt hay sao xích đế bạch đế và thanh đế cũng nghi hoặc khó hiểu thượng chương khoanh tay lơ lửng cao giọng nói bản đế có hai việc muốn tuyên bố thứ nhất bản đế đã chọn được người phù hợp với vị trí điện thủ thượng chương điện đám người lập tức hiếu kỳ người đó là ai thông thường thì cho dù được đại đế khâm điểm người khác cũng có tư cách đến khiêu chiến người được chọn thượng chương tiếp tục nói Bản đế từng phạm sai lầm rất lớn, một chuyện không đáng được tha thứ. Sai lầm đó khiến mấy trăm năm qua bản đế không cách nào ngủ yên giấc, đám người lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết một vị đại đế dám nhắc tới quá khứ sai lầm của mình ở trước mặt nhiều người như vậy cần dũng khí lớn đến cỡ nào, ba vị đại đế lộ vẻ kính nể. Bọn hắn đứng ở vị trí cao quá lâu, chưa hề thừa nhận sai lầm của mình bao giờ, thậm chí rất nhiều sai lầm đều có thuộc hạ gánh chịu để duy trì hình tượng cao cao tại thượng, cứ thế bọn hắn đã quên mất mình cũng là con người là người thì đều có thất tình lục dục có thị phi trắc ẩn có xấu hổ căm giận không một ai thoát được những cảm xúc này giọng thượng chương vang dội vô cùng mấy trăm năm qua bản đế vẫn luôn muốn bù đắp sai lầm của mình một mực tìm kiếm thấp bí ẩn chi địa cửu liên thế giới vô tận hải chỉ để trong lòng được an ổn bản đế từng nghĩ nếu nàng còn sống liệu có lựa chọn tha thứ cho bản đế không nói tới đây thượng chương khẽ lắc đầu mỉm cười sẽ không ha ha bản đế không yêu cầu xa vời được nàng thông cảm trước đây cũng vậy sau này cũng thế nói đến đây thượng chương không nói thêm gì nữa rất nhiều người tỏ vẻ thông cảm và lý giải cho thượng chương nhưng đa phần vẫn là không hiểu gì cả đang diễn ra điện thủ chi tranh ngài nói mấy chuyện này làm gì thôi khiến chư vị chê cười rồi nói chính sự biểu tình của thượng chương trở nên nghiêm túc toàn thân tỏa ra khí tức cường đại điện thủ thượng chương điện có bản đế đứng ở phía sau nâng đỡ người đó chính là hải loa cô nương, soạt, đám người đưa mắt nhìn về phía hải loa, nàng đang mở to mắt nhìn thượng chương đại đế, trong mắt rõ ràng có kích động, khó hiểu, phẫn nộ, thất vọng, đủ loại cảm xúc đang xen vào nhau, tiểu diên nhi lường thượng chương một cái. Rõ ràng đã quyết định chọn nàng làm điện thủ thượng chương điện, bây giờ lại thay đổi khiến nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới thân phận hải loa, tiểu diên nhi cũng trầm mặt không nói, thượng chương nói tiếp, điện thủ thượng chương điện chỉ có thể là hải loa cô nương việc này bản đế tự mình làm chủ có người giơ tay lên hỏi chúng ta có thể khiêu chiến vị cô nương này không thượng chương không hổ là đại đế tâm tình và khí tức thay đổi chỉ trong nháy mắt lạnh nhạt đáp thượng chương điện không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào nhưng đây là quy củ của thái hư quy củ của điện thủ chi tranh bản đế đang phá vỡ quy củ đây người nào không phục thì lập tức bước ra thượng chương nhìn đám người trong mắt bắn ra quan mang bất kỳ người nào đến khiêu chiến bản đế đều thay nàng tiếp toàn trường xôn xao một mảnh xích đế bạch đế và thanh đế nhìn về phía hải loa vẫn biết thượng chương đau đớn vì mất đi ái nữ cũng biết mấy trăm năm qua thượng chương đã sống trong ăn năng thế nào ba người mơ hồ đoán được chân tướng ta không cần hải loa tức giận quay đầu đi vào trong phi liễn không thèm nhìn thượng chương thượng chương nhìn về phía nàng khẽ thở dài một tiếng cảnh tượng này dù là ai nhìn thấy cũng có thể nắm được chút manh mối làm gì còn ai dám bước ra khiêu chiến thất sinh bất đắc dĩ nói nếu điện thủ thượng chương điện đã xác nhận vậy tiếp tục đi tiểu di nhi cảm thấy lo lắng xoắn suýt lục châu bèn lên tiếng nhắc nhở di nhi chính sự quan trọng việc của thượng chương và hải loa chỉ có thể để bọn hắn tự xử lý người khác nhọc lòng cũng chẳng có tác dụng gì vâng tiểu di nhi bay ra giữa sân nói sư phụ đồ nhi kiêu chiến ai lục châu chỉ về phía chiêu dương điện điện thủ chiêu dương điện đối ứng với đại uyên hiến đám người chiêu dương điện đồng loạt lui về sau một bước, bà mẹ, bắt nạt người cơ khổ nha, nha đầu này cũng là đồ đệ của người đó, lỡ đâu hắn nổi giận lên đánh cho mấy trưởng thì chiêu dương điện làm sao mà chịu nổi, chiêu dương điện tuy cường đại nhưng không cứng bằng cả hoa chí tôn nha, làm sao bây giờ? Điện thủ chiêu dương điện rất muốn khóc, việc này chỉ có thể trách chúng ta quá xui xẻo, không có thiên lý, quá không có thiên lý rồi, kỳ thực suy nghĩ một chút, đồ đệ của vị cường giả này làm điện thủ cũng là chuyện tốt mà nghe vậy hai mắt điện thủ chiêu dương điện sáng lên vỗ đùi nói đúng nha chuyện của hoa chí tôn đâu có liên quan gì tới chúng ta nếu thánh điện thật sự muốn xử lý việc này vậy cứ nói mình không biết gì hết nhưng cơ hội lấy lại vị trí điện thủ đúng là một mũi tên trúng hai con chim không nghĩ nhiều nữa điện thủ chiêu dương điện lập tức nói to ta nhận thua chiêu dương điện nguyện nhận nàng làm điện thủ tân nhiệm vừa quả quyết vừa lưu loát dứt khoát vô cùng đám người bên dưới đã hoàn toàn ngây ngốc Điện thủ chi tranh năm nay rất náo nhiệt, nhưng cũng khiến người ta bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Đều có thực lực mạnh mẽ như vậy còn chơi quy tắc ngầm, lại còn trắng trợn chỉ định nhân tuyển, thật là quá đáng mà, rất tốt. Lục Châu gật đầu, thất sinh nói, tiếp tục đi, Minh Thế Nhân đang nghe truyện trên TV audio CV cười nói, ta lựa chọn cường ngữ điện, đoan một sinh cũng lên tiếng, ta lựa chọn kiêu chiến huyền giặc điện, đám người cường ngữ điện xám xịt nhìn xích đế đứng sau lưng hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, đây gọi là khiêu chiến sao? Rõ ràng là đi cướp, cùng lúc đó, Chư Hồng cộng thầm hô một tiếng không ổn, tên thuộc hạ bên cạnh lại bắt đầu nói, "Chư tiên sinh, thuộc hạ đã tính xong, hiện tại chỉ còn lại Hy Hòa điện, chúng ta không thể trêu vào xích đế, ngài chỉ có thể khiêu chiến thánh nữ Hy Hòa. Hy Hòa điện vốn có tên là Trọng Quang điện, Trọng quan đại đế đã vẫn lạc từ 100.000 năm trước, đến nay thánh nữ Hy Hòa được khen là người nối nghiệp thích hợp nhất của đại đế. Chỉ cần đánh bại nàng, ngài sẽ là chủ nhân hi hòa điện sắc mặt chư hồng cộng vô cùng khó coi nói nhảm nhiều quá ta có thể từ bỏ không a à. từ bỏ ai thích làm điện thủ thì làm đi lão tử không thích nha lần này điện thủ chi tranh vừa náo nhiệt vừa kích thích nhưng lại không có bất ngờ thú vị nào rất nhiều chuyện đều nằm trong dự đoán thế nhân đều ảo tưởng có thể từ tầng dưới chót bò lên vị trí cao tiến vào thế giới cao tầng và sống cuộc đời tốt đẹp hơn nhưng bọn hắn rồi sẽ phát hiện có rất nhiều quy tắc trên đời vốn được sinh ra để phục vụ cho đám người cao cao tại thượng kia. Đám tu hành giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ta không thích hợp đâu, ai muốn làm thì làm đi." Chư Hồng Cộng không khỏi lắc đầu, "E là không được. Điện chủ đã yêu cầu ngài, nếu ngài không đi thì thuộc hạ không cách nào bàn giao với điện chủ hết. Điện chủ đã dặn dò ngài nhất định phải giành được một vị trí điện thủ mà." Chư Hồng Cộng gãi đầu nói, "Điện chủ coi trọng ta như vậy sao? Đó là đương nhiên" Cả thái hư này chẳng có mấy người được điện chủ coi trọng, nhưng tài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như ngài nhất định phải nhận trách nhiệm cao hơn người khác rồi." Tên thuộc hạ tiếp tục vỗ mông ngựa, Chư Hồng Cộng lập tức lộ vẻ kiêu ngạo, cười đến tít cả mắt, "Ta thích nghe ngươi nói chuyện, dù là lời a du nịnh nọt nhưng nghe rất chân thành, ngươi có tiền đồ nha." Nhưng tên thuộc hạ không ngờ là ngay sau đó, nụ cười trên mặt Chư Hồng Cộng lại biến mất, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, "Tuy rằng ngươi rất thành thật, nhưng ta lại không phải đồ ngu." cáo từ nói xong, hắn xoay người bay lướt ra ngoài, vừa định rời khỏi vân trung vực thì sau lưng đã truyền tới một đạo thanh âm uy nghiêm. đứng lại, thân thể chư hồng cộng cứng đờ, thầm hô một tiếng không ổn. xong đời, lần này đừng hồng chạy thoát. đám người nghi hoặc khó hiểu nhìn lục châu, chư hồng cộng xoay người lại, trên mặt hiện lên nụ cười miễn cưỡng, lúng túng nói: sư, sư phụ. một tiếng sư phụ khiến đám tu hành giả bừng tỉnh đại ngộ mọi người ở đây lập tức đoán ra đại bộ phận những người nắm giữ hạt giống thái hư đều là đồ đệ của lục châu xích đế và thanh đế đã sớm nhìn ra điều này hai người quay đầu liếc nhìn người nắm giữ hạt giống đứng sau lưng mình không rõ trong lòng có cảm tưởng gì nghĩ tới năm đó hạt giống thái hư thất lạc thánh điện nổi trận lôi đình khi đó thanh đế xích đế đã rời khỏi thái hư từ sớm nên không quá rõ ràng việc này nhưng người dám trộn đi 10 hạt giống thái hư dưới mắt thập điện và thánh điện thì không đơn giản một chút nào sau khi hạt giống thất lạc Thái hư đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể bị động chờ đợi hạt giống tự xuất hiện trở lại, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, hoặc do cõi U Minh đã chú định nên rốt cuộc 10 hạt giống mới tụ tập ở nơi này. Thanh đế truyền âm nói với Bạch đế và Xích đế, hai vị, Bản đế luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, không cần ngươi nói Bản đế cũng đã nhận ra. Xích đế đáp, nếu tất cả đều là do Thánh điện cố ý an bài, e rằng cả ta và ngươi đều là con cờ trong tay hắn. Thanh đế nhíu mày nói, xích đế hừ lạnh một tiếng từ khi vừa bắt đầu bản đế đã cảm thấy không ổn thánh điện quá phóng túng thập điện thiên khải chi trụ đông tang và xích phấn nhược kê minh đã sụp đổ thánh điện vốn luôn coi trọng cân bằng lại không đoái hoài gì đến việc này hạt giống thái hư thất lạc nay lại tề tựu là chuyện lớn bực nào mà thánh điện cũng chẳng mấy quan tâm nếu hắn coi chúng ta là quân cờ vậy bản đế là người đầu tiên không chấp nhận thanh đế cười nói một trăm ngàn năm trước khi rời khỏi thái hư ngươi đâu có nói như vậy đừng quên thánh điện hoàn toàn áp đảo được thập điện bạch đế thở dài nói dù sao thì bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tiến lên từng bước không còn đường lui nữa bản đế tin tưởng bọn hắn bọn hắn xích đế chú ý tới cách dùng từ này bạch đế chỉ tay về phía đám người mang hạt giống thái hư chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bọn hắn đều rất đặc biệt sao đúng lúc này tiếng nói của chư hồng cộng vang lên rất không hợp thời đồ nhi không làm điện thủ đâu đồ nhi tự biết mình biết ta vẫn nên để người tài hoa làm thì hơn thánh nữ hi hòa rất tốt, đồ nhi ủng hộ nàng tiếp tục làm điện thủ, thanh đế và xích đế nhìn thoáng qua bạch đế. Đúng thật là đặc biệt nha, người này nhút nhát rụt rè, sao có thể đạt được hạt giống thái hư, ông trời mù mắt rồi sao, lúc này, Lam Hi Hòa bỗng đứng lên nhìn về phía Lục Châu, miễn cười nói, Lục các Chủ, nhiều năm không gặp, ngươi mạnh hơn trước kia rất nhiều, đám người xôn xao. Bọn hắn quen biết nhau, rõ ràng là đi cửa sau, đi cửa sau rành rành, Lục Châu nhìn Lam Hi Hòa, cảm giác được khí tức của nàng đã biến hóa so với lúc trước, bèn nói, ngươi cũng thế, từ khi ta vào trọng quan điện đến nay đã gặp nhiều tai nạn, con đường tu hành cũng không suôn sẻ, may nhờ được thập điện và thánh điện chiếu cố, thậm chí còn đổi tên điện thành hy hòa điện, trong mắt mọi người ta chính là người nối nghiệp hy hòa điện, chờ một thời gian nữa ta sẽ trở thành trọng quan đại đế thứ hai, đám người nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Bởi vì lời nàng nói là sự thật mà ai cũng biết, nhưng mà ta cũng sẽ tuân thủ quy củ điện thủ chi tranh, tiếp nhận khiêu chiến của mọi người. Lam Hi Hòa nói tiếp, Thất Sinh cao giọng nói, vị trí điện thủ của cửu điện đã xác định xong, hiện tại đây là cơ hội cuối cùng của mọi người, đừng nên bỏ qua, ta tin ngươi mới là lạ đó. Đồ tiểu hỏa tử xấu xa, không một ai dám bước lên. Các thế lực khác đều rất kính sợ thánh nữ, khiêu chiến nàng chẳng khác gì là đang tự sát, thời gian trôi qua từng phút, vẫn không ai dám bước lên. Thất Sinh quay đầu nhìn Chư Hồng Cộng, ngươi còn đang chờ cái gì? chư hồng cộng, nhìn cái gì, đang nói ngươi đó, gian ái kiếm, ngươi giả mạo thất sư huynh sai sử ta lâu như vậy, xem sau khi trở về ta có đánh chết ngươi hay không, thất sinh tiếp tục nói, đây là ý của điện chủ, cũng là ý của lục các chủ, chư hồng cộng len lén nhìn lên, phát hiện sư phụ đang nhìn chính mình, ánh mắt thâm thúy có thần, biểu tình kia rõ ràng là đang nói, trăm năm đã trôi qua, tu vi của ngươi hẳn là tiến bộ không ít, nếu lần này không lấy được chức điện thủ, xem vi sư lột da ngươi thế nào, chư hồng cộng nuốt một ngụm nước bọt, cố xúc lại tâm tình rồi cao giọng nói, để ta, trước mắt bao người, chư hồng cộng bay ra giữa sân, đứng đối diện với thánh nữ hi hòa, đám tu hành giả tròn mắt nhìn chư hồng cộng, thật sự có người dám bước ra khiêu chiến thánh nữ, dựa vào cái tên này á, đừng xem thường hắn, mấy người trước đó đều là đại đạo thánh, người này đã dám bước ra khiêu chiến hẳn là có đủ tự tin và năng lực, hay, ngưỡng cửa gia nhập điện thủ chi tranh càng lúc càng cao nha. Phân tích rất có lý, nhất định không được trong mặt mà bắt hình dong. Nếu đúng như lời nhạc dương tử nói thì người này cũng là đệ tử ma thiên cát, lại có thánh điện chống lưng, khả năng thủ thắng rất lớn. Năm nay điện thủ chi tranh không ai thủ lôi đài thành công, nghĩ vậy đám người đều nhìn chư hồng cộng với ánh mắt đầy mong đợi, bao gồm cả ba vị đại đế và thượng chương. Chư hồng cộng đứng thẳng lưng, toàn thân như biến thành một người khác, oai phong lẫm liệt nói, thánh nữ, ta đến khiêu chiến ngươi, làm hi hòa tán thưởng gật đầu, cực kỳ vinh hạnh trước đó ta xin nói một câu, ta sẽ không vì ngươi là thánh nữ mà thủ hạ lưu tình. Lam Hi Hòa miễn cười đáp, toàn lực ứng phó mới là tôn trọng điện thủ chi tranh, cũng là tôn trọng ta. Chư Hồng Cộng bốc lên chiến ý, gật đầu nói, rất tốt, hôm nay ta sẽ để cả Thái Hư được mở mang kiến thức về thực lực chân chính của ta. Những lời này khiến đám người quan chiến sôi trào nhiệt huyết, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn như khi lục châu đối chiến hoa chính hồng. Mời! Chư Hồng Cộng ôm quyền nói, Lam Hi Hòa miễn cười tiến lên phía trước, dưới chân nàng nở rộ bạch liên, bạch sắc quan hoa tỏa sáng cả bầu trời, sau lưng nàng xuất hiện một vần sáng chói lóa, đó chính là quan luân. Đám người giật bắn mình, bọn hắn ngừng thở nhìn chầm chầm vào lam hy hòa dung nhan tuyệt thế, rốt cuộc bừng tỉnh. Nàng cũng là người nắm giữ hạt giống thái hư, mà lại còn tu hành hơn 30.000 năm, dù cho quá trình tu hành xảy ra chút sai lầm nhưng được hạt giống tẩm bổ bấy lâu, nàng trở thành trí tôn cũng là chuyện đương nhiên, trên đời này còn chuyện gì hợp lý hơn việc Lam hi Hòa trở thành trí tôn vù, đám người cảm nhận được nguyên khí ba động, ngơ ngác nhìn lại. Lam Hi Hòa cũng nhíu mày nhìn ra giữa sân, nghi hoặc nói, hả, không biết từ bao giờ, chư Hồng Cộng đã hóa thành một đạo lưu tinh bay về phương xa, rời khỏi vân trung vực ngay trước mặt vô số cường giả. Hắn, chạy trốn, có một số tu hành giả không tin nổi, đưa tay lên dụi mắt rồi tròn mắt nhìn. Nhưng phía chân trời làm gì còn bóng dáng chư Hồng Cộng đâu, vân trung vực rơi vào tình cảnh xấu hổ và an tĩnh vô cùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngơ ngác chư hồng cộng chạy trốn khiến đám người như bị ai đánh cho một cú đệ tử ma thiên cát người nắm giữ hạt giống thái hư người được minh tâm đại đế nhìn trúng thế mà lại chạy đây là chuyện người có thể làm ra đương nhiên khó xử nhất vẫn là vị sư phụ đang lăn không lơ lửng trên bầu trời tuy vẫn cố duy trì dáng vẻ và khí thế nên có của một vị sư phụ lục châu vẫn không nhịn được há mồm mắng to nhiệt đồ thanh đế cười ha hả nói người trẻ tuổi này thật thú vị bản đế thích hắn, bạch đế cũng nói phụ họa, đại trượng phu co được giảng được, lời nịnh mọc lục châu đã nghe nhiều, bèn chán nản lắc đầu nói, nhát như thỏ đế, thất sinh cũng rất bất đắc dĩ, trận này thánh nữ hy hòa không chiến mà thắng. Còn ai nguyện ý khiêu chiến không, nếu nói trước đó đám người còn có chút xíu hy vọng, thì khi nhìn thấy quan luân sau lưng lam hy hòa, mọi hy vọng đều bị dẫm nát dưới chân không còn chút cặn bã nào, đạo thánh muốn thắng chí tôn. Đúng là người si nói mộng đám người lắc đầu ngoài ngoại, không ai khiêu chiến sao. Thất sinh lại hỏi, vân trung vực vô cùng yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Thất sinh đành nói, vậy ta tuyên bố, điện thủ hy hòa điện là, chờ đã. Lam hy hòa đột nhiên lên tiếng ngắt lời thất sinh, sao thế, ta e rằng mình không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị điện thủ hy hòa điện, tại sao? Thất sinh nghi hoặc hỏi. Đám người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không rõ Lam Hi Hòa có ý gì. Dựa theo quy củ thập điện, ta đã có đầy đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức vị điện chủ Hy Hòa Điện. Lam Hy Hòa tự tin đáp, đám người nhận ra nàng nói điện chủ chứ không phải điện thủ. Thất sinh cao mày nói, ngươi muốn đảm nhiệm vị trí điện chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chưa đủ tư cách, không không không. Thất sinh cười nói, nếu ngay cả ngươi còn không đủ tư cách thì sẽ chẳng ai có tư cách này cả, chỉ là việc này ta không thể làm chủ. Thánh nữ vui lòng đến hỏi ý thánh điện xem sao, xích đế bỗng nói xen vào, chuyện của thập điện sao phải nhìn sắc mặt thánh điện, ba vị đại đế không sinh sống ở Thái Hư nên vẫn cho rằng loại chuyện này thuộc quyền quản lý của thập điện, thất sinh bất đắc dĩ đáp, vẫn luôn là thế, lời nói rất thẳng thừng. Thánh điện áp đảo thập điện, ai dám không phục, Lam Hy Hòa gật đầu nói, ta sẽ tự mình nói rõ với thánh điện, nói xong nàng xoay người nhìn về phía các tu hành giả trong Hy Hòa điện, bao gồm cả Âu Dương Huấn Sinh. Âu Dương Huấn Sinh vẫn đang trong trạng thái xuất thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lục Châu, vừa kinh ngạc vì tu vi đối phương tăng tiến quá nhanh vừa nghĩ tới giải tấn an suy nghĩ phức tạp không ngừng lam hi hòa nói các ngươi thì sao âu dương huấn sinh tỉnh táo lại dẫn đầu không người nói từ nay về sau thánh nữ hi hòa sẽ là điện chủ hi hòa điện bái kiến điện chủ đám tu hành giả hi hòa điện đồng loạt quỳ xuống trên thực tế nàng đã là chủ nhân hi hòa điện từ lâu chẳng qua là còn thiếu một chút tu vi nên chưa danh chính ngôn thuận mà thôi lam hi hòa hài lòng gật đầu miễn cười nói miễn lễ chính vì vậy mà bây giờ chức vị điện thủ hi hòa điện lại bỏ trống điện chủ là chủ nhân của một điện có vị trí tối cao điện thủ là người quản lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong điện tương tự với đại quản gia lam hi hòa nói hiện tại hi hòa điện còn thiếu một vị điện thủ đám người bên dưới lập tức huyên náo để ta ta nguyện ý làm điện thủ hi hòa điện chỉ nghe lời thánh nữ như thiên lôi sai đâu đánh đó để ta thì thích hợp hơn luận về tu vi hay năng lực ta đều không kém gì các ngươi mạnh hay yếu không phải do miệng ngươi quyết định đối mặt với một đám người đang tranh luận kịch liệt thất sinh lên tiếng muốn đạt được vị trí điện thủ thì cứ phân cao thấp tại đây đám người gật đầu nhưng lam hi hòa lại lắc đầu không cần thánh nữ có cao kiến gì ta cảm thấy người vừa chạy trốn kia cực kỳ thích hợp đảm nhiệm chức vị điện thủ lam hi hòa nói lời này khiến đám tu hành giả có mặt ở đây đưa mắt nhìn nhau trong lòng rõ ràng là không phục loại người sợ hãi trục rè nhát như thỏ đế kia mà cũng xứng làm điện thủ lam hi hòa cao giọng nói đương nhiên ta càng thích dịp cô nương dưới trướng bạch đế hơn nếu bạch đế nguyện ý đổi người với ta ta sẽ cực kỳ cảm kích diệp thiên tâm kinh ngạc nhìn lam hi hòa hai người tính ra cũng rất quen thuộc với nhau bạch đế cười nói thôi diệp thiên tâm đã giành được vị trí điện thủ nhu triệu điện giờ mà đổi người thì không hợp quy củ cái người nhát gan sợ phiền phức kia ngươi giữ lại mà dùng đại đế đã lên tiếng Lam Hi Hòa đành chấp nhận sự thật. Nàng nhìn về phía Lục Châu, nói, Lục Các Chủ, hắn là đồ đệ của ngươi. Ngươi thấy thế nào, lúc này, Xích Đế bỗng xem thường nói, mặc dù bọn hắn là sư đồ nhưng bây giờ đã tới Thái Hư, mỗi người đều có tu vi đạo thánh trở lên, đệ tử cũng có quyền tự do truy cầu điều mình muốn chứ, đây cũng là điều Thanh Đế và Bạch Đế vẫn luôn lo lắng. Bọn họ vất vả bồi dưỡng người nắm giữ hạt giống, kết quả lại may áo cưới cho người ta chẳng phải là uổng công phí sức hay sao. Lục Châu hừ lạnh nói, xích tiêu nộ, ngươi còn có mặt mũi nói tới tự do, ngươi giam cầm đế nữ tang ở Kê Minh, hiện tại Thiên Khải chi trụ nơi đó đã sập, ngươi có quan tâm gì đến sinh tử của nàng không? Xích đế tuy đã sống qua hàng tuế nguyệt, nhưng khi nghe được lời này vẫn không nhịn được mà biến đổi sắc mặt, đánh người không đánh mặt, mà người này lại liên tục nhắc tới nữ nhi của hắn hai lần khiến hắn rất tức giận. Xích đế không vui đáp, các hạ quản nhiều quá rồi, nếu không vì nể mặt đám đồ đệ Lão Phu đã chẳng muốn nói thêm một câu nào với ngươi Lục Châu đáp trả Đánh nhau thì không được Nhưng khí thế không thể thua người ta Xích đế quay người nhìn đoan một sinh Và Minh Thế Nhân trầm giọng nói Các ngươi là đệ tử ma thiên cát Hiện tại bản đế cho các ngươi một lựa chọn Hoặc là ở lại viêm thủy vực Hoặc là cút đi Minh Thế Nhân đoan một sinh Chấm hỏi này hai vị lão nhân gia người cãi nhau Có gì đem chúng ta ra chịu tội chớ Đúng là không có thiên lý mà Minh Thế Nhân và đoan một sinh ấp a à ấp úng. Việc này, xích đế nói, việc này cái gì mà việc này, bản đế không có uy hiếp các ngươi, xích đế bệ hạ, nếu ngài đã nói vậy thì ta chọn đi theo sư phụ. Minh Thế Nhân đáp, xích đế cảm thấy lòng ngực quất nghẹn, đúng là đồ bạch nhãn lan, đoan một sinh bình tĩnh nói, một ngày là thầy cả đời là cha, xin xích đế bệ hạ thông cảm, thanh đế linh uy ngưỡng bật cười ha hả, xích đế, ngươi tự làm mình mất mặt chi vậy, người ta nuôi dạy đồ đệ mấy trăm năm, ngươi chỉ nuôi bọn hắn 100 năm đã muốn bọn hắn thăng thăng một mực đi theo ngươi, đều là người có ơn, ngươi lại bắt bọn hắn phải lựa chọn, chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã sao, vấn đề này có khác gì câu hỏi thiếu não, mẹ và người yêu rơi xuống nước, anh cứu người nào, đâu. Húng chi xích đế còn không quan trọng đến mức này, niệm tình ngươi bảo vệ bọn hắn 100 năm, lão phu không chấp nhặt với ngươi. Lục Châu nói, xích đế còn định phản bác nhưng thanh đế và bạch đế đã lên tiếng hòa giải, thượng chương đại đế cũng khuyên nhủ hai câu, xích đế cũng không muốn huyên náo quá lớn, hắn còn phải dựa vào đoan một sinh và minh thế nhân để trở lại thái hư, nếu thật nháo lớn thì hai tên bạch nhãn lan này chắc gì sẽ nhớ ân tình hắn. Huống hồ cũng chẳng cần phải làm thế, thấy hai vị đại lão đã tranh luận xong, Lam Hi Hòa mới lên tiếng, lục các chủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, lục châu khẽ gật đầu, ngươi muốn chọn lão bác làm điện thủ, lão phu đương nhiên không có ý kiến, thất sinh miễn cười nói, xem ra mọi người đều không có ý kiến, ánh mắt hắn quét qua toàn trường. Đám người thập điện và người của thế lực khác đều trầm mặt không nói nhưng trên mặt lại có vẻ không đồng tình. Thất sinh hỏi, các ngươi không phục, một đạo thánh không người đáp, sao dám không phục, giọng điệu rõ ràng là rất không phục. Thất sinh lắc đầu nói, ta và hắn tiến vào thánh điện cùng lúc. Nói thật, tu vi của hắn không thấp hơn ta. Nếu các ngươi không phục thì cứ tùy ý tới khiêu chiến hắn là được lời của ta mà có chút dối trá nào thì để thiên lôi đánh chết thất sinh ta đi đám người không khỏi kinh ngạc xem ra điện thủ thất sinh không nói đùa chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ không đi kiêu chiến chư hồng cộng gia hỏa này còn có một vị sư phụ cường đại ngoài mặt nhìn có vẻ rất công bằng liêm chính nhưng bên trong rõ ràng là vô cùng bao che khuyết điểm trông chẳng giống người lương thiện tẹo nào đám người không người nói chúc mừng thánh nữ lam hi hòa gật đầu nói với lục châu lục các chủ lần trước tạm biệt ở bí ẩn chi địa đến nay đã lâu không gặp, trăm năm trước nghe nói lục các chủ xuất hiện ở chấp từ, ta đã đến đó chờ ba ngày ba đêm, tiếc là không thể gặp nhau. Nếu rảnh rỗi, mời ngươi đến Hy Hòa Điện một lần, Minh Thế Nhân dùng cùi chỏ thọc đoan một sinh một cái. Đoan một sinh nhìn hắn với vẻ khó hiểu, Minh Thế Nhân thấp giọng nói, có điều mờ ám nha, lục châu đáp, cũng được, Lam Hy Hòa miễn cười ra hiệu, mời. Lục Châu bay vào phi liễn của Lam Hy Hòa đám người bên dưới nhìn theo mà ước ao đố kỵ vô cùng. Thất sinh cao giọng nói, điện thủ chi tranh năm nay kết thúc mỹ mãn, vô cùng cảm tạ các vị đã ủng hộ và phối hợp, đám người lần lượt rời đi. Xích đế vốn định ở lại thái hư nhưng chợt nhớ tới tan thụ trong hoàng hình hồ, bèn nói, đến thiên khải chi trụ ở kê minh, vâng, hắn nhìn về phía minh thế nhân và đoan một sinh. Các ngươi đi cùng bản đế hay ở lại, minh thế nhân cười nói, ta đương nhiên là đi cùng đại đế bệ hạ gia sư đã từng dạy làm người phải có ơn tất báo đều là người một nhà không nên phân địch ta nếu không sẽ chẳng khác gì cầm thú xích đế nhíu mày lời này sao nghe cứ như đang chữ xéo bản đế ấy nhỉ hai người đi theo xích đế đến bí ẩn chi địa bạch đế và thanh đế đưa mắt nhìn nhau cười một tiếng tìm một chỗ tán gẫu bạch đế hỏi ý kiến hay thanh đế đáp hai chiếc phi liễn cùng rời khỏi vân trung vực thất sinh trở về phi liễn trên đường bay về đồ duy điện ngân giáp vệ nói xử lý chưa đủ hoàn mỹ đừng có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá sâu tương đối ổn thỏa là được rồi giang ái kiếm đáp lão bác nhất định phải là điện thủ trọng quan điện ngân giáp vệ nghiêm túc nói được rồi ngươi thắng hôm nay trạng thái của ta không được tốt giang ái kiếm nói lời xin lỗi về đồ duy điện trước đã giang ái kiếm gật đầu ngồi xuống ngân giáp vệ lại nói tiếp còn nữa ngươi không nên tháo mặt nạ xuống trong tình thế đó ta đâu còn cách nào khác có ta ở đây ai cũng không thể tháo mặt nạ của ngươi thì bây giờ ta lại mang lên nè đâu có gì khác biệt đâu giang ái kiếm nhún vai ngân giác vệ mắng ngu xuẩn ngươi mắng ta giang ái kiếm nhìn ngân giác vệ định biện luận một trận nhưng thấy khí thế đối phương quá thịnh bèn cười xòa nói đừng giận chỉ là xử lý hơi đần thôi mà ngươi bại lộ thân phận người trong thái hư sẽ không cho rằng thất sinh là tư vô nhai nữa Việc này sẽ tạo thành biến số khó lường. Ngân Giáp vệ nói, không thể nào, không có cái gì là không thể, lập kế hoạch phải bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi có từng nghĩ tới việc Minh Tâm Đại Đế đã biết tất cả chuyện này không? Giang Ái kiếm cả kinh, hắn thật sự không nghĩ tới điều đó, cho tới nay, kế hoạch của bọn hắn vẫn diễn ra rất tốt, tu hành giả thập điện hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, Minh Tâm Đại Đế ủy thác trách nhiệm, kể cả tứ đại chí tôn cũng chưa từng hoài nghi bọn hắn nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy quả thật là quá thuận lợi rồi xong đời vậy phải làm sao đây ngân giáp vệ đáp một chữ thôi chờ cảm thấy lời này chưa đủ rõ ràng hắn bổ sung thêm bốn chữ chờ hắn thức tỉnh gian ái kiếm gãi đầu nói lão tư cũng thật là biết rõ ta ngu ngốc còn để ta làm việc này cùng lúc đó trong thánh điện hoa chính hồng quỳ gối giữa đại điện với dáng vẻ vô cùng chật vật báo cáo lại một năm một mười chuyện đã xảy ra ở vân trung vực hư ảnh minh tâm đại đế xuất hiện trước mặt nàng đánh bại ngươi bằng ba chưởng ta không ngờ người này có tu vi cao đến thế thủ đoạn lại vô cùng hung ác rõ ràng ta cảm nhận được cảnh giới của hắn không cao nên mới sơ xuất cuối cùng chịu thiệt thòi lớn tuy vậy điện thủ chi tranh vẫn diễn ra rất thuận lợi minh tâm đại đế thản nhiên đáp chỉ sợ không đơn giản như ngươi nghĩ hoa chính hồng cúi đầu xuống không xảo biện gì thua chính là thua nàng nói ta càng không thể ngờ được thất sinh không phải là tư vô nhai, minh tâm đại đế cao mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhạc dương tử đâu rồi, hắn và thanh điểu đều bị thương, ôn như khanh, quan cửu. Minh tâm đại đế gọi, hai đạo hư ảnh xuất hiện trong thánh điện, không người nói, xin điện chủ phân phó, xử tử nhạc dương tử. Minh tâm đại đế đạm mạc nói, vâng, hai người biến mất. Ánh mắt minh tâm đại đế lại lần nữa nhìn về phía hoa chính hồng, theo ý kiến của ngươi, chủ nhân ma thiên các có lai lịch ra sao? Hoa chính hồng cuối thấp đầu đáp, ta cho rằng hắn là cường giả lạ mặt đến từ vùng đất thất lạc, trong lòng nàng còn có một suy nghĩ nhưng ngàn vạn lần cũng không dám nói ra. Đó chính là, người kia nắm giữ một loại lực lượng bá đạo hung mảnh mà nàng từng quen biết, cường giả lạ mặt. Minh tâm đại đế sinh lòng nghi hoặc, xin đại đế làm chủ cho ta. Quan luân 300.000 năm tuổi thọ của ta, hoa chính hồng nài nỉ, minh tâm lắc đầu thở dài, có chơi có chịu, ngươi đâu phải tiểu hài tử, hoa chính hồng lại cuối thấp đầu hơn minh tâm đại đế ném ra một viên đan dược màu xanh ngọc cho nàng đây là hồi luân thiên huyền đan ngươi hãy dùng cho cẩn thận hoa chính hồng mừng rỡ nhận lấy đan dược đa tạ đại đế lui xuống đi vâng hoa chính hồng rời khỏi thánh điện ngay sau đó hư ảnh minh tâm đại đế cũng từ từ biến mất đồ duy điện đám ngân giáp vệ không người hành lễ bái kiến điện thủ đại nhân trước đây thất sinh tuy là điện thủ đồ duy điện nhưng đám người dưới không quá thần phục hiện tại tin tức về điện thủ chi tranh thông qua phù chỉ đã truyền đi rất nhanh lan ra khắp thái hư đám ngân giáp vệ thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía ngân giáp vệ đặc thù đứng bên cạnh thất sinh giữa ngân giáp vệ với nhau cũng chưa chắc đã thân quen từ khi thất sinh tiến vào đồ duy điện tên ngân giáp vệ này đã ở bên cạnh thất sinh nửa bước cũng không rời cực kỳ trung thành bọn hắn đều biết ngân giáp vệ là tâm phúc của thất sinh ngày hôm nay mới biết được hắn cũng là chí tôn mà người người kính sợ Điện thủ cũ là Khương Văn Hư chẳng qua cũng chỉ là đạo thánh, thống lĩnh ba ngàn ngân giáp vệ đều là chân nhân và thánh nhân. Hiện tại trong số ngân giáp vệ lại có một người là Trí Tôn, uy danh của Đồ Duy Điện lập tức được đẩy lên cao ngất, thất sinh hài lòng gật đầu nói. Rất tốt, chỉ cần các ngươi đi theo bản tọa làm việc đàng hoàng chăm chỉ, bản tọa sẽ không bạc đại các ngươi, điện thủ đại nhân vạn tuế. Đám ngân giáp vệ đồng thanh hô to, một tên ngân giáp vệ bước lên, cung kính nói thuộc hạ thật không ngờ vị đại ca này có tu vi cao thâm như thế bây giờ cả thái hư đều biết tới đại ca rồi thất sinh đã dự liệu được bọn hắn sẽ tò mò về chuyện này hắn phất tay trầm giọng nói có một số chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi vâng một lời nói dối cần có hàng trăm hàng ngàn lời nói dối khác bao che cho thay vì khổ sở như vậy thì ngay từ đầu không nói gì cho khỏe đây chính là phong cách làm việc của giang ái kiếm hắn không cách nào kín kẻ đến hoàng mỹ như tư vô nhai tất cả lui xuống đi đám ngân giác vệ cung kính rời khỏi đại điện, thất sinh nói, hiện tại chúng ta đã có năm phần trấn thiên sử. Còn thiếu của trứ ung, thượng chương, hy hòa, huyền giặc và chiêu dương điện, ngân giác vệ gật đầu đáp, việc này không thể nóng vội, hiện tại thiên khải chi trụ đã sập hai cái, trong thời gian ngắn tám thiên khải chi trụ còn lại sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, thất sinh tò mò hỏi, trời sẽ sập thật ư, thà tin là có còn hơn không? Ngân giác vệ nói, hay, ta cũng không muốn phải chết quốc tức như vậy đâu, vừa nghĩ tới thế giới này cần ta cứu vớt liền thấy gánh nặng ngàn cân ta lại phải gánh vác nhiều trọng trách và áp lực lớn như vậy ở cái tuổi này ngân giáp vệ ho khan một tiếng trầm giọng nói chú ý hình tượng của ngươi biết rồi thất sinh biểu môi đột nhiên ngân giáp vệ truyền âm nhập mật nói có cao thủ đến thất sinh lập tức gật đầu dáng vẻ không đứng đắn hoàn toàn biến mất thay vào đó là một thất sinh nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên bảo tọa lát sau một hư ảnh xuất hiện trong đồ duy điện thất sinh kinh hãi bước xuống Chấp tay hành lễ, bái kiến đại đế, miễn lễ, Minh Tâm đại đế vất tay áo nói, cho tới nay bản đế vẫn luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của ngươi. Lần này ngươi chủ trì điện thủ chi tranh rất tốt, đáng được khen ngợi, đây là việc ta phải làm, không đáng nhắc tới. Thất Sinh khiêm tốn đáp, ngươi có biết vì sao bản đế lại yêu cầu điện thủ thập điện nhất định phải là người nắm giữ hạt giống Thái Hư không? Minh Tâm đại đế bỗng hỏi, Thất Sinh cười nói, việc này đại đế bệ hạ đã từng đề cập đến một lần chỉ có người nắm giữ hạt giống thái hư mới có thể tấn thăng lên chí tôn, lĩnh ngộ đại đạo. đạo thánh bình thường dù làm điện thủ thì sớm muộn gì cũng bị người khác đánh bại. ngươi chỉ nói đúng một nửa. minh tâm nói, từ thời kỳ viễn cổ đến nay, không biết đã có bao nhiêu hạt giống thái hư sinh ra. nếu chỉ với lý do như thế, bản đế đã có thể để những người có hạt giống thái hư khác nắm giữ vị trí điện thủ từ lâu rồi. chẳng hạn như lam hy hòa cũng là người nắm giữ hạt giống thái hư từ đợt trước. tu vi không thấp, lịch duyệt đầy đủ mị lực nhân cách cũng rất tốt rõ ràng nàng là kiểu nhân tài mà minh tâm đại đế ưa thích thất sinh nói xin lắng tai nghe nguyên nhân rất đơn giản rất nhiều người nắm giữ hạt giống thái hư đều đã chết rồi chết rồi thất sinh kinh ngạc nói xích đế thanh đế bạch đế hắc đế bọn hắn đều là người nắm giữ hạt giống thái hư minh tâm đại đế thản nhiên nói so với những người khác bốn vị đại đế này may mắn hơn rất nhiều vẫn còn sống sót cho tới hiện tại vậy thượng chương đại đế và bốn vị chí tôn thì sao năm đó thượng chương bế quan vạn năm trong khu vực thổ nhưỡng thái hư được thiên địa tinh hoa tưới nhuần nên mới tấn thăng đại đế minh tâm miễn cười hòa ái về phần tứ đại chí tôn đó là nhờ bọn hắn có một vị lão sư ưu tú lão sư thất sinh càng kinh ngạc hơn minh tâm đại đế liếc nhìn thất sinh lạnh nhạt nói không cần phải giả vờ không biết trước mặt bản đế trong lòng thất sinh khẽ động ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp khiến đại đế bệ hạ chê cười rồi trên đời này không ai có thể vĩnh sinh bất tử Minh tâm đại đế cảm khái, dù là nhân loại hay hung thú đều không có ngoại lệ. Vô số bậc tiên hiền trong lịch sử loài người đã tìm kiếm bí kíp trường sinh qua bao tháng năm dài đằng đẵng nhưng đều thất bại. Thất sinh khẽ cau mày nói, nếu đó đã là quy luật của trời đất thì vì sao nhân loại cứ muốn phá vỡ làm gì? Thử nghĩ xem, nếu ai ai cũng có thể trường sinh thì 10.000 năm sau, hoặc 100.000 năm sau nhân loại sẽ chiếm cứ toàn bộ thái hư, cửu liên thế giới rồi sẽ sụp đổ. Người có quyền thế sẽ lợi dụng mối quan hệ của mình để tích lũy ưu thế, người ở tầng dưới chót sẽ vĩnh viễn không thể xoay người thế giới như vậy là thế giới mà nhân loại mong muốn sao minh tâm đại đế lộ ra biểu tình tán dương rất có ánh mắt đáng tiếc ngươi sai rồi sai rồi tình huống mà ngươi nói tới sẽ không xuất hiện bởi vì là người thì nhất định sẽ có sai lầm minh tâm chậm rãi nói kẻ có quyền có thế một khi phạm sai lầm sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục mà người ở tầng dưới chót dù có sai lầm cũng không gây ra chút trung chuyển nào thất sinh gật đầu đại đế nói có lý lúc này, ngữ khí của minh tâm bỗng trầm xuống, cho nên nhân loại mới luôn tìm kiếm vĩnh sinh, mới muốn phá vỡ ràng buộc, thất sinh cả kinh, phải biết toàn bộ thái hư đều không tin vào vĩnh sinh, bọn hắn cho rằng những người muốn tránh thoát ràng buộc đều là bàn môn tà đạo, từ xưa đến nay thập điện và thánh điện đều không cho phép chuyện này xảy ra, thế mà bây giờ chủ nhân thánh điện, người có địa vị trí cao vô thượng ở thái hư lại nói ra câu này, sao thất sinh có thể không sợ hãi, trước lúc đó, thiên đạo không thể sụp đổ, Thái hư không thể rơi xuống, Minh Tâm Đại Đế tiếp tục nói, chỉ có người nắm giữ hạt giống Thái hư mới có thể bảo vệ Thập Đại Thiên Khải chi trụ, thì ra là thế. Thất Sinh gật đầu nói, "Mà ngươi lại không có hạt giống Thái hư." Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói ra lời kinh người, tim Thất Sinh trùng xuống, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh cười nói, "Cớ gì Đại Đế lại nói ra lời ấy?" Minh Tâm nhìn Thất Sinh, tuổi còn nhỏ, mới sống có chút năm tháng mà đã cho rằng có thể giảo lộng phong vân dưới mí mắt bản đế thất sinh nhíu mày sự tình không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn hắn quay đầu nhìn về phía ngân giáp vệ nhưng ngân giáp vệ có vẻ rất thờ ơ trong lòng thất sinh cảm thấy không ổn chuyện này nên giải quyết như thế nào đây minh tâm đại đế cười ha ha nói lá gan của ngươi không nhỏ tự cho là mình có chút tiểu thông minh thì có thể điều khiển người khác sao thất sinh vội vàng lắc đầu đại đế bệ hạ ta thật không có ý đó ta không hiểu vì sao ngài lại nói những lời này lúc trước ngài ba lần bốn lượt tới vô tận hải mời chào, ta cảm ơn tri ngộ nên mới nguyện ý theo ngài đến thái hư. nếu ngài hoài nghi ta thì ta có thể rời đi ngay lập tức, đánh không lại thì trốn. điện thủ chi tranh vừa kết thúc không được bao lâu thì minh tâm đại đế đã đến, có thể thấy tai mắt của thánh điện có ở khắp nơi. nói cách khác ma thiên chắc cũng đã bại lộ, hiện tại hắn đã thấy hối hận vì tháo mặt nạ ra. giang ái kiếm rất hoảng, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể kiên trì làm theo kế hoạch. Minh tâm đại đế chấp tay sau lưng bình tĩnh nhìn chầm chầm vào thất sinh, không nói gì, cũng không có động tác nào. Thất sinh ngẩng đầu lên, thành khẩn nói, rất nhiều người trên đời đều hướng tới thái hư, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, nếu thái hư không chứa nổi ta, vậy ta không còn gì để nói. Hắn chấp tay thi lễ một cái thật sâu với minh tâm. Cảm tạ đại đế bệ hạ đã thưởng thức ta. Bảo trọng, nói xong thất sinh quay đầu đi ra khỏi đại điện. Ngân giác vệ cũng theo sau hắn minh tâm đại đế vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ nhìn theo không hề có ý định ngăn cản gian ái kiếm có chút xấu hổ theo lý thuyết không phải nên lập tức nói xin lỗi rồi giữ ta lại sao lần này chơi lố rồi hay là nói bởi vì hắn không phải tư vô nhai nên đã mất đi giá trị lợi dụng minh tâm đại đế chuẩn bị đánh lén phía sau nghiền mình thành tro hủy thi diệt tích trong lòng gian ái kiếm bồn chồn căng thẳng đúng lúc này bên tai lại truyền tới giọng nói nhàn nhạt có ta ở đây đừng dừng lại trái tim giang ái kiếm đập thình thịch trong lồng ngực hắn cấp tốc lấy lại bình tĩnh toàn thân trở nên tự tin hơn rất nhiều thẳng bước kiên định đi ra khỏi đồ duy đại điện hai người đạp không hành tẩu bay về phía phù văn đại điện giang ái kiếm quả nhiên làm theo lời ngân giáp vệ thẳng tiếng không lùi kiên định rời đi khi đi tới cửa phù văn đại điện hư ảnh minh tâm đại đế đã đứng chờ sẵn ở đó giang ái kiếm nhìn kỹ lại đó không phải hư ảnh mà là thực thể của minh tâm đại đế đại đế bệ hạ minh tâm không nói gì mà đẩy ra một chưởng. Chưởng ấn hóa thành vòng xoáy vô sắc vô hình xé rách không gian, thời gian ngưng kết, gian ái kiếm không có năng lực chống cự, bị vòng xoáy như lỗ đen vũ trụ kia hút tới, trong lòng bàn tay minh tâm đại đế xuất hiện một lực lượng như tơ bạc, trói buộc toàn thân gian ái kiếm, ngài đang làm gì thế? Gian ái kiếm kinh ngạc nói, minh tâm đại đế im lặng không đáp. Ngân giáp vệ khẽ cao mày nhưng không hành động lỗ mãn, chỉ lặng lặng quan sát, lực lượng mỏng như tơ bạc kia thâm nhập vào đan điền khí hải của giang ái kiếm rồi bộc phát ra thanh sắc lực lượng, hả? Trong mắt minh tâm đại đế hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bình tĩnh trở lại, thu tay về, tất cả lực lượng biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Giang ái kiếm rơi xuống 3 mét thì ổn định lại thân hình, nghi hoặc nhìn minh tâm đại đế, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói chuyện suốt một khắc đồng hồ. Rốt cuộc minh tâm đại đế cũng mở miệng nói, ngươi lấy được hạt giống thái hư ở đâu? Giang ái kiếm sờ sờ thân thể, lộ ra biểu tình lúng túng, vẫn là bị đại đế bệ hạ phát hiện, hay, hắn thở dài một tiếng rồi nói, hơn 200 năm trước ta gặp phải sinh tử kiếp, bị một kẻ tâm ngoan thủ lạc đánh trọng thương rồi phong ấn vào quan tài, ném xuống vô tận hải. Ta phiêu đẳng khắp nơi, trên đường đi bị vô số các loại hải thú tấn công dồn dập. Có lẽ ông trời thương hại ta nên ta vẫn còn sống đến bây giờ, ta liều mạng chiến đấu với hải thú, rốt cuộc có một ngày ta trôi dạt tới vùng đất thất lạc cho dù đại đế tin hay không, ta vẫn muốn nói ra sự thật. Giang ái kiếm nghiêm túc nói, tại nơi đó, ta phát hiện một hạt giống thái hư, vốn cho là minh tâm đại đế sẽ cực kỳ kinh ngạc, thậm chí là vận dụng thánh điện sĩ bay tới hải vực để tìm kiếm vùng đất thất lạc đó, thu hoạch hạt giống thái hư còn sót lại, nhưng không ngờ minh tâm đại đế lại gật đầu thở dài, quả nhiên không ngoài dự liệu của bản đế. Giang ái kiếm hỏi lại, ta không hiểu ý của đại đế bệ hạ. Minh tâm đại đế chấp tay nói, ngươi không hiểu nhiều về thiên địa này, không biết cũng là bình thường. Thái hư vốn là một phần của đại địa, thế nhân chỉ biết đại địa phân tách là một loại tai nạn, nhưng lại không biết đó cũng là một cách để, tân sinh, gian ái kiếm kinh ngạc vô cùng. Minh tâm đại đế tiếp tục nói, đồ duy điện vẫn cần ngươi tiếp tục lèo lái, ngươi mà đi thì nó sẽ thành đám trắng mất đầu, không phải còn có ba vị trí tôn sao, bọn hắn có việc khác cần làm. Hơn nữa bản đế tín nhiệm ngươi hơn. Minh tâm miễn cười nói, đa tạ đại đế bệ hạ thưởng thức. Giang ái kiếm đáp, mẹ nó, minh tâm đại đế đúng là lão già cứng đầu, có chết cũng không chịu nói một câu xin lỗi, hư ảnh minh tâm lóe lên, đột nhiên lao về phía ngân giáp vệ ở đằng xa, tung chưởng đánh tới, ngân giáp vệ kinh hải xuất chưởng đối ứng. ầm, tương cương ấn bắn ra tứ tán, ngân giáp vệ bị đánh bay ngược ra sau, máu tươi ướt đẫm vạt áo, mãi một lát sau thân hình hắn mới ổn định trở lại, nghiêm túc nhìn về phía minh tâm đại đế, giang ái kiếm nhíu mày, đại đế bệ hạ, vì sao ngài lại tổn thương hắn, minh tâm đại đế gật đầu, lộ ra biểu tình tán dương, thực lực trí tôn, rất không tệ. Thái hư khó có được một vị trí tôn, bản đế sao có thể bỏ qua, ngân giác vệ giữ im lặng không lên tiếng, minh tâm đại đế bay trở lại bên cạnh gian ái kiếm, biểu tình trên mặt vô cùng hòa ái, mấy giây sau, hắn nhấc tay vỗ nhẹ vào bả vai gian ái kiếm, sau đó thân ảnh hư hóa rồi biến mất, gian ái kiếm nhìn trái nhìn phải, không biết qua bao lâu mới truyền âm nhập mật nói, hắn đi rồi sao, đi rồi. Ngân giáp vệ bay về bên cạnh Giang Ái Kiếm, Giang Ái Kiếm thở vào một hơi. Bà mị nó, hai người đồng thời đáp xuống đất, Giang Ái Kiếm lập tức cầu nhau, lão ta đúng là nhân tinh mà. Ai đỡ nổi chứ, Ngân giáp vệ nói, có nhân tinh cỡ nào cũng chỉ là người thôi, chẳng qua là sống lâu hơn một chút, thông tuệ hơn người khác một chút. Kẻ tự cho là mình gặp đủ loại người thì có thể nhìn thấu cả thế gian mới thật sự ngu xuẩn. Ngươi phải biết, năm đó ma thần còn thông tuệ, còn bá đạo hơn hắn trăm lần nhưng vẫn chết đó thôi. Giang ái kiếm lường hắn một cái, ngươi thì không ngu xuẩn đâu nhỉ, chẳng phải cũng bị hắn đánh dùng một chưởng đánh bay đó sao, ta cố ý đấy. Ngân giác vệ đáp, khoác lát nữa đi. Giang ái kiếm nhún vai, chỉ có thật sự bị thương mới không khiến hắn hoài nghi. Ta đã bại lộ quá nhiều ở vân trung vực, thập điện nhất định sẽ phái người tới thăm dò ta, minh tâm đại đế muốn đi trước một bước, đương nhiên ta phải thỏa mãn hắn, vừa rồi ngươi bộc phát lực lượng không yếu, không sợ bị hắn phát hiện, ngân giáp vệ lắc đầu, một trưởng kia chỉ sử dụng đạo lực lượng, không để lại vết tích, cao minh nha. Giang ái kiếm giơ ngón tay cái lên tán thưởng, ngân giáp vệ nghiêm túc nhìn thẳng vào giang ái kiếm, ngươi phải thời thời khắc khắc giữ gìn hình tượng, biết rồi, mỗi giây mỗi phút đều không được bại lộ bản tính của ngươi. Ngân giáp vệ căng dặn, nếu có chỗ nào sơ suất, cho dù ma thần phục sinh cũng không bảo vệ được ngươi đâu, hiểu hiểu ký tức trên người gian ái kiếm lập tức biến đổi theo bản điện thủ trở về đồ duy điện khi hòa điện lam hi hòa nở nụ cười nhàn nhạt nói mời ngồi lục châu hỏi ngươi mời lão phu đến đây là có việc gì lam hi hòa nói thẳng vào điểm chính ta có một số việc muốn thỉnh giáo lục các chủ nói đi thái hư không biết tới danh tiếng ma thiên cát nay các đệ tử của ngươi đều đã tiến vào thái hư ta muốn biết tất cả những chuyện này có phải do lục các chủ mưu đồ hay không lam hi hòa nói rất thẳng thắn. Lục Châu lắc đầu, lão phu nói không phải, ngươi tin không, ta tin." Lam Hi Hòa tiếp tục nói, "Xin hỏi Lục Các chủ làm sao lấy được 10 viên hạt giống Thái hư, cho dù nàng không hỏi vấn đề này thì cửu điện còn lại sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra." Tuy điện thủ đồ duy điện không phải là tư vô nhai, nhưng ít nhất cũng có chính vị điện thủ là đồ đệ của Lục Châu. Lam Hi Hòa không cho rằng một viên cuối cùng lại rơi vào tay người khác, Lục Châu cũng không bất ngờ, thành thật trả lời, dùng tay ngắt là được. Đối thoại không cùng tần số nha. Lam Hi Hòa vừa định hỏi thêm, Lục Châu đã giơ tay lên ngăn lại, lão phu chỉ có thể nói bấy nhiêu, Lam Hi Hòa đành thở dài một tiếng. Nàng luôn cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ, một người dù lợi hại thế nào cũng không có khả năng di chuyển khắp thập đại thiên khải chi trụ trong thời gian cực ngắn để thu hoạch hạt giống thái hư. Lục Châu nhân cơ hội hỏi lại, ngươi là người nắm giữ hạt giống thái hư đợt trước, vậy ngươi làm sao lấy được? Lam Hi Hòa đáp, trọng quan đại đế từng lưu lại một hạt giống cho người nối nghiệp trọng quan điện, Lục Châu gật đầu. Lam Hi Hòa không chỉ cường đại nhờ hạt giống Thái hư mà thiên phú của nàng cũng thuộc hàng thượng đẳng. Với thiên phú của ngươi cùng năng lực hạt giống Thái hư, vì sao bây giờ ngươi mới trở thành trí tôn? Lục Châu tò mò hỏi. Lam Hi Hòa cười đáp, đúng là ta có thể đạt tới cảnh giới trí tôn từ sớm, chẳng qua là vì quá trình tu hành xảy ra sơ sót. Để sửa chữa sai lầm này, ta hao tổn rất nhiều thời gian. Năm đó hóa thân của ta ở bạch tháp cũng gặp phải sai lầm tương tự. Nàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói đó có lẽ là một loại vận mệnh. Hễ là người thì sẽ có lúc phạm lại sai lầm tương tự, Lục Châu hỏi, người đã tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ, Lam Hy Hòa lắc đầu, còn chưa đến lúc. Muốn tiến vào nội hạch để lĩnh ngộ đại đạo thì phải vững chắc cảnh giới hiện tại trước đã, Thái Hư có 12 đạo thánh, ngươi có thể lựa chọn bọn hắn làm điện thủ tân nhiệm, vì sao lại chọn chư hồng cộng, Lam Hy Hòa cười nói, trừ hắn ra ta đâu còn lựa chọn nào khác tám đệ tử còn lại của ma thiên các đều đã thuộc về mấy điện khác. 12 đạo thánh thái hư đương nhiên tu vi cao thâm, nhưng so sánh với đệ tử ma thiên các thì vẫn kém hơn rất nhiều. Ta trông đợi ở tương lai chứ không chỉ nhìn vào hiện tại, nghe có mùi mông ngựa đâu đây. Lục châu gật đầu tán đồng, nghiệp đồ kia của lão phu bề ngoài trông có vẻ nhút nhát rụt rè nhưng kỳ thực là đứa thông minh nhạy bén. Hắn làm điện thủ hy hòa điện thì ngươi có thể yên tâm, làm hy hòa cười tuê tuết, ta đương nhiên yên tâm với đồ đệ của lục các chủ. Vậy lão phu cũng yên tâm giao hắn cho ngươi, hắn sẽ có cơ hội tiến vào nội hạch Thiên Khải chi trụ, lĩnh ngộ đại đạo." Lam Hi Hòa nói, "Được thế thì tốt." Lục Châu đổi đề tài, "Thánh điện muốn thu nạp 10 người nắm giữ hạt giống Thái Hư chỉ vì muốn thủ hộ cân bằng sao? Đây là thắc mắc rất lớn trong lòng Lục Châu." Lam Hi Hòa nói, "Hiện tại thì đúng là như vậy. Chỉ là chuyện Minh Tâm đại đế muốn làm, thập điện cũng không đoán trước được, nay Thiên Khải chi trụ đang dần sụp đổ." có lẽ thánh điện rất cấp gáp quả thật nàng cũng không biết mục đích thật sự của minh tâm đại đế là gì lục châu luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như thế một trăm ngàn năm trước thái hư đuổi bốn vị đại đế đi nay lại để bọn hắn trở về còn cho phép bọn hắn tranh đoạt vị trí điện thủ thập điện điều này quá không phù hợp với lẽ thường nói tới đây lục châu cảm thấy trò chuyện đã đủ bèn đứng lên định nói lời cáo biệt nào ngờ lam hi hòa đột ngột đứng dậy nói sở dĩ ta mời lục các chủ đến hy hòa điện làm khách là vì còn có một việc quan trọng muốn nhờ, việc gì, trước kia hóa thân của ta từng giao thủ với lục các chủ ba chiêu, bại hai chiêu. Đến nay ta vẫn chưa quên việc này, làm hi hòa bình thẳng nói nhưng trong mắt lại lóe lên chiến ý nồng đậm, ta muốn luận bàn với lục các chủ một lần nữa, lục châu khẽ nhíu mày. Nữ nhân này háo thắng như vậy, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngươi quá mức chấp nhất chuyện thắng thua sẽ ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ đại đạo trong tương lai, lục châu nói chính vì vậy ta mới càng thêm khúc mắt sự tình này vẫn luôn là một cái gai trong lòng ta lam hi hòa nói đây không chỉ là lòng háo thắng cao mà còn là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lục châu đứng dậy nhìn nàng chầm chằm ngươi chắc chứ ta chắc chắn vậy thì như ngươi mong muốn hư ảnh lục châu lóe lên xuất hiện bên ngoài đại điện lam hi hòa từ trong điện bay ra đứng đối diện lục châu đám thị nữ xung quanh ngẩng đầu nhìn lên không hiểu đang xảy ra chuyện gì một thị nữ vội vàng nói mau đi mời âu dương tiên sinh khi hòa điện xảy ra chuyện vâng một thị nữ khác tấp tốc rời đi hai người đối mặt thật lâu lam hi hòa mới mở miệng nói mời xuất chiêu dùng một chiêu phân cao thấp lần luận bàn trước ở bạch tháp lục châu sử dụng thẻ đạo cụ mà lần này hắn đã có đầy đủ năng lực chiến thắng đối thủ ông dưới chân lam hi hòa xuất hiện liên tọa màu trắng sau lưng hiện ra thiên luân đồng thời bên trái có nhật luân bên phải có nguyệt luân bay vòng quanh đây chính là vũ khí của nàng Nhật Nguyệt Tinh Luân, lúc này Lục Châu mới hiểu được sự cường đại của vũ khí này, Chí Tôn đều sử dụng Quang Luân, mà Lam Hy Hòa trước khi bước vào cảnh giới Chí Tôn đã có được Nhật Nguyệt Tinh Luân hiệu quả vô cùng đặc biệt, nói cách khác, vũ khí này sẽ giúp nàng phát huy ra uy lực lớn nhất, quả nhiên, khi Quang Luân sao động lượng vòng, trên bầu trời Hy Hòa Điện xuất hiện chấn động, Lục Châu lẳng lặng nhìn ba đạo Quang Luân bay lên không trung, muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về Quang Luân kỹ hơn, khi hắn còn đang quan sát, ba đạo quan luân phối hợp với nhau rồi xoay tròn tạo thành vòng tròn đồng tâm đánh về phía lục châu thấy lục châu vẫn đứng yên bất động lam hi hòa không dám có chút khinh thường nào nhớ lại một màn ở vân trung vực nàng không có niềm tin tuyệt đối sẽ chiến thắng lục châu khi ba đạo quan luân đánh tới xung quanh lục châu bỗng xuất hiện một tầng ánh sáng tản ra tứ phía đạo y thiên ngân trường bào đánh tan hơn phân nửa lực lượng quy tắc trong quan luân tiến vào thế giằng co với đạo y nhật nguyệt tinh luân lam hi hòa trầm giọng quát ba đạo quan luân lại nở rộ lực lượng cực hạn, lực lượng quy tắc được bổ sung không ít, thiên ngân trường bào bay phất phơ trong gió, không gian phía trước ngàn mét bị phá nát thành từng mảnh nhỏ như pha lê. Quan luân của Lam hi Hòa như vần mặt trời chói mắt vạch phá không gian lướt tới, lục châu nhất tay, vị danh thuận mang theo lam sắc điện hồ xuất hiện, ầm, thiên địa rung chuyển, Hy Hòa điện chấn động kịch liệt. Đám thị nữ quan chiến lão đảo ngã quỵ ra sau, rất nhiều người đều bị sóng xung kích thổi bay, trong mắt Lam hi Hòa lóe lên vẻ kinh ngạc nàng không ngờ Lục Châu không tấn công mà lại chọn thủ đoạn phòng ngự, hơn nữa lực phòng ngự lại cường đại tới tình trạng này, nàng dùng toàn lực ứng phó cũng không thể tác động đến hắn dù là mảy may. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng sâu trong lòng Lam Hi Hòa vẫn nảy sinh cảm giác không phục và cuộc cường cố chấp. Ông, Bạch Liên nở rộ dưới chân nàng rồi cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ bầu trời Hi Hòa Điện đều bị liên hoa bao trùm. Bạch Quang cường liệt khiến mọi người không thể mở mắt ra. Xoẹt lực lượng cường hoành đẩy lui lục châu và vị danh thuẫn về sau trăm mét. Lúc này, xung quanh vị danh thuẫn xuất hiện từng mảnh liên dịp. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, mười hai mảnh, mười ba mảnh, mười bốn mảnh, thập tứ dịp. Mỗi một mảnh liên diệp đều vương mũi nhọn ẩn hiện lam sắc điện hồ ra, tựa như mười bốn con du long đồng thời bộc phát lực lượng vô cùng đáng sợ. Lục châu dùng toàn bộ lực lượng thiên đạo còn sót lại truyền vào một chưởng, lui. Tiếng quát như kinh lôi bột phát ra sóng âm khiến người ta đầu ván mắt hoa, Ba đạo quan luân bị trưởng ấn đánh tan, tinh bàn của Lam Hi Hòa bị đánh lõm vào trong. Toàn thân Lam Hi Hòa văng ra thật ra, lực lượng tràn ra từ trong quan luân đánh nát vô số mảnh không gian. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, cố nhẫn nhịn cảm giác nứt bát toàn thân. Thu nhật Nguyệt tinh luân bay trở cơ thể rồi biến mất không còn dấu vết. Lam Hi Hòa ổn định thân hình, lẳng lặng nhìn những mảnh không gian vỡ vụn đang cấp tốc khôi phục trở lại. Cuộc chiến kết thúc. Một chiêu phân cao thấp từ đầu đến cuối Lục Châu vẫn cầm vị danh thuẫn trong tay, chờ khi động tỉnh qua đi mới thu hồi. Hắn đứng chắp tay sau lưng, Vân Đạm Phong kinh nhìn Lam Hy Hòa, sắc mặt Lam Hy Hòa nhợt nhạt, trong mắt ngoài kinh ngạc chỉ có bội phục. Nàng trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng, ta thua rồi, Lão Phu đã nói, ngươi quá chấp nhất chuyện thắng thua sẽ rất khó lĩnh ngộ đại đạo, Lam Hy Hòa thấp giọng thở dài, Lục Châu tiếp tục nói, con đường của ngươi còn rất dài, tương lai cũng có thể thành tựu đại đế. Đám thị nữ đứng bên dưới nghe được lời này cảm thấy rất không thoải mái. Trong thái hư chỉ có một người có tư cách nói ra lời này, đó chính là minh tâm đại đế ở thánh điện. Vù, đúng lúc này, phương xa có một thân ảnh bay tới, người còn chưa đến nơi mà thanh đã tới trước, thánh nữ không được. Tuyệt đối không được, Âu Dương tiên sinh. Lam Hy Hòa nhìn sang, chỉ thấy Âu Dương huấn sinh từ xa bay tới, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, khi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện giữ không trung, âu dương huấn sinh lập tức bay lên không người nói với lục châu lục các chủ ta thay thánh nữ nhận thua với ngài luận bàn thì khỏi đi nhận thua lục châu quan sát âu dương huấn sinh một lúc rồi nói lão phu biết ngươi năm đó ở đạo trường nam sơn tại thanh liên giới chính ngươi đã tìm tới lão phu có đúng không âu dương huấn sinh ngẩng đầu làm ra vẻ nghi hoặc có sao chắc tiền bối nhận lầm người đó ngươi không thừa nhận cũng được lão phu sẽ không cưỡng cầu lục châu thờ ơ đáp lục các chủ nói đùa rồi âu dương huấn sinh cười cười lắc đầu tại vân trung vực chúng ta đã lĩnh giáo thủ đoạn của lục các chủ thánh nữ nhà ta sao có thể là đối thủ của ngài được lam hi hòa lườm âu dương huấn sinh một cái âu dương tiên sinh ngài tới muộn rồi muộn vừa rồi ta đã đối chiến một trận với lục các chủ ta thất bại lam hi hòa nói âu dương huấn sinh nhìn trái nhìn phải phát hiện mấy tòa kiến trúc xung quanh bị chém ngang mặt đất đầy dấu vết vỡ vụn nứt toát trong lòng hắn kinh ngạc không thôi vội nhìn về phía lục châu thực lực của ngài khôi phục rồi khôi phục lục châu nghe được từ mấu chốt âu dương huấn sinh ý thức được mình nói sai vội sửa lời nói nhầm nói nhầm ý của ta là tu vi lục các chủ lại đề cao rồi thật khiến người ta kinh ngạc lục châu nghe ra được người này nhận biết mình hay nói đúng hơn là nhận biết ma thần có lẽ lục châu có thể tìm hiểu về ma thần thông qua người này thế là lục châu nở nụ cười hiếm thấy bình thản nói nếu có cơ hội Lão phu muốn thắp nến tâm sự cùng ngươi, trò chuyện về đại đạo tu hành. Khụ khụ khụ, Âu Dương Huấn Sinh lắc đầu, khoát tay nói, "Thôi thôi, ta già lắm rồi, thiên phú cũng không cao, đời này không cách nào tiến bộ thêm một bước." Lam Hi Hòa nói xen vào, "Nếu Lục Các chủ nguyện ý, ta nguyện trò chuyện cùng ngươi." Lục Châu lắc đầu đáp, "Thôi, lão phu còn có việc, đi trước đây." Ba người đáp xuống đất, Lam Hi Hòa có vẻ mất mát. Sau khi luận bàn thất bại, nàng hy vọng có thể cùng đối phương giao lưu để lĩnh ngộ thêm một chút, lại không ngờ người ta căn bản chẳng thèm quan tâm tới mình. Bao nhiêu người ở ngoài kia đều muốn xếp hàng để đợi được trò chuyện với Lam Hi Hòa mà còn không được đây. Lục Châu vừa định rời đi, một thị nữ đã nhanh chân bước tới, không người nói, điện chủ, là tu tiên sinh đến viếng thăm, sao hắn lại đến đây? Âu Dương Huấn Sinh kinh ngạc nói, thuộc hạ không rõ, nói với hắn, Trấn Thiên Sử là chí bảo của Hi Hòa Điện, không thể cho hắn đâu nghe vậy trong lòng lục châu khẽ động bèn hỏi có người muốn đoạt trấn thiên sử của hy hòa điện trong tay lục châu có trấn thiên sử của đại uyên hiến cũng biết thất sinh đang tìm cách tập hợp trấn thiên sử dù đã biết thất sinh không phải tư vô nhai nhưng lục châu vẫn tin tưởng giang ái kiếm không phải địch nhân của mình kế hoạch của giang ái kiếm hẳn là có lợi cho ma thiên cát từ việc hắn vẫn luôn bảo hộ các đệ tử ma thiên cát an toàn tiến vào thái hư là hiểu trăm năm qua không một đệ tử nào gặp chuyện không may lục châu sẽ không để người khác lấy đi trấn thiên sử âu dương huấn sinh nói cũng không hẳn là đoạt đúng hơn là hắn muốn mượn hắn mượn trấn thiên sử để làm gì lục châu hỏi nghe nói là trợ giúp cho việc tu hành cụ thể thì ta cũng không rõ lão phu cảm thấy khá hứng thú với việc này hai mắt âu dương huấn sinh sáng lên lập tức nói nếu lục các chủ có hứng thú vậy thì cùng ta tạm lánh ở phía sau hậu điện đi được lục châu đi theo âu dương huấn sinh tiến vào trong hậu điện Lam Hi Hòa nghi hoặc nhìn theo bóng lưng hai người, thầm nghĩ, vì sao lục các chủ lại có hảo cảm với Âu Dương Huấn Sinh như vậy nhỉ, không thể nào nha. Nàng lắc lắc đầu, đúng lúc này, đằng xa truyền tới tiếng cười ha hả, chúc mừng thánh nữ Hi Hòa leo lên bảo tọa điện chủ, Lam Hi Hòa nhìn ra, chỉ thấy La Tu mặt trường bào xám dẫn theo bốn tên thuộc hạ cầm đồ vật đi về phía nàng, vui vẻ chắp tay hành lễ, Lam Hi Hòa mặt không đổi sắc nói, mời vào, trong Hi Hòa điện. Lam Hi Hòa cao cao tại thượng ngồi trên ghế chủ điện, khí chất toàn thân trở nên khác biệt như trời với đất. La Tu, người tới đây hẳn không phải chỉ để chúc mừng ta. Lam Hi Hòa hỏi thẳng, La Tu vẫn mỉm cười nói, một mặt là để chúc mừng thánh nữ, ta có chuẩn bị lễ vật tặng cho thánh nữ đây. Hắn vung tay lên, bốn tên thuộc hạ phía sau đặt chiếc trương trong tay xuống. Là một chút tâm ý của ta. Mặt khác ta đúng là vì trấn thiên sử mà tới, La Tu cũng rất thẳng thắn. Lam Hi Hòa nói, Việc này ta đã trả lời ngươi từ lâu, Trấn Thiên Sử là chí bảo của Hi Hòa Điện, không có khả năng cho người ngoài mượn, không gì là không thể." La Tu nói, "Trước hãy nghe ta nói hết đã, nói đi, Trấn Thiên Sử đúng là chí bảo, cho nên ta muốn dùng hai vật để trao đổi với thánh nữ. Đương nhiên không phải là đổi luôn, ta chỉ muốn mượn Trấn Thiên Sử về dùng 5 ngày, 5 ngày sau sẽ trả về cho Hi Hòa Điện, mà hai đồ vật này sẽ vĩnh viễn thuộc về thánh nữ." La Tu nói nếu là lúc bình thường thì Lam Hi Hòa đã cự tuyệt mà không thèm nghe hắn nói, nhưng nghĩ tới Lục Châu và Âu Dương Huấn Sinh đang nấp ở đằng sau nghe trộm, nàng bèn hỏi, là thứ gì, La Tu vỗ tay, một tên thuộc hạ bước lên, hai tay dân một cổ ngọc hình tròn, La Tu nói, vật này tên là Trấn Khuê Cổ Ngọc, là đồ vật mà các vị đại đế từng sử dụng qua, bên trong cổ ngọc ẩn chứa 300.000 năm sinh cơ, đồng thời có tác dụng lưu chuyển nguyên khí, khi mang ngọc bội này có thể hấp thu sinh cơ để tăng thêm một quan luân làm hi hòa cả kinh nàng đứng bật dậy hư ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt người kia quan sát tỉ mỉ trấn khuê của ngọc nàng vốn cho rằng đây chỉ là bảo bối thông thường nào đó không ngờ la tu lại lấy ra vật phẩm quý giá đến vậy trực tiếp gia tăng một quan luân cho tu hành giả xét về tầm quan trọng trong ngắn hạn vật này còn hơn xa trấn thiên sử ngươi lấy được thứ này ở đâu thập điện từng tìm kiếm trấn khuê của ngọc khắp nơi mà vẫn không tìm thấy thế mà nó lại rơi vào tay ngươi lam hi hòa hỏi la tu đáp việc này thánh nữ không cần phải để ý tới chúng ta tuy không phải người thập điện nhưng có không ít thủ đoạn thứ thánh điện không có chúng ta có thứ thánh điện không tìm được chúng ta tìm được thứ cho ta không thể nói rõ xuất xứ của nó vậy vì sao các ngươi lại muốn có được trấn thiên sử tác dụng của trấn thiên sử thì thánh nữ phải rõ ràng hơn chúng ta chứ trấn thiên sử có thể trợ giúp chữa trị thiên khải chi trụ tương tự cũng có thể hấp thu lực lượng đại địa giáo chủ đã bế quan nhiều năm, muốn mượn trấn thiên sử để tu hành, nếu ta có nửa lời nói dối thì nguyện bị trời phạt ngũ lôi oanh đỉnh. La Tu nghiêm túc nói, ngươi không cần thề, muốn để ta tin tưởng ngươi thì như thế vẫn chưa đủ. Lam Hy Hòa lắc đầu nói, đó là đương nhiên, thánh nữ các hạ sợ ta lấy vật này xong lại phá hủy thiên khải chi trụ. Nhưng mà điều này có thực tế không, cho dù có được trấn thiên sử cũng không có năng lực phá hủy thiên khải chi trụ. Hơn nữa, việc phá hỏng nó có chỗ tốt gì đối với chúng ta đâu hắn nhún vai nói tiếp hoàn toàn không có chỗ nào tốt thái hư mà sập thì chúng ta cũng là người bị hại ngược lại chúng ta còn hy vọng thái hư vĩnh viễn an toàn đây lam hy hòa trầm mặc không nói trừ trấn khuê của ngọc ra ta còn chuẩn bị một kiện lễ vật thứ hai bảo đảm thánh nữ các hạ sẽ động tâm nói xong hắn lại vỗ tay một cái nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha